Dạ Hoa Đan Vương truyền thừa sao? Trách không được, Kiêu Long Vương phủ những người đó là sớm biết tin tức sao? Vậy Chu Cổ Giáo Thiên Thông Phật Đà tự lẩm bẩm, ánh mắt lại đang vậy Trần Phi trăm trượng người khổng lồ hạ uy vũ, bình tĩnh khổng lồ gương mặt quét một vòng, đi theo lắc đầu một cái, xoay người rời đi. Dạ Hoa Đan Vương truyền thừa xuất thế đây là chuyện lớn bằng trời, hắn phải trở về báo trở về, vậy mới có người xử lý. Chỉ có Trần Phi tay vậy đã đạt được Dạ Hoa Đan Vương truyền thừa, nói thật, hắn hứng thú cũng không phải rất lớn. Tới một cái, hắn không phải luyện đan sư, không hiểu luyện đan, thứ hai, hắn thực lực cũng không phải Trần Phi đối thủ, càng không tư cách đi nhớ cái này, phỏng tay khoai lang. Sự thật, từ nào đó trình độ mà nói, Dạ Hoa Đan Vương cái này truyền thừa đối với nào đó đặc định một loại người mà nói, là tuyệt thế chí bảo. Là truyền đạo thánh vật, nhưng đối với còn sót lại càng nhiều người hơn mà nói, tựa hồ vậy chuyện như vậy, sức dụ dỗ cũng không phải là thiên đại. Trần Phi cũng chính là bởi vì biết đạo lý này, mới dám như vậy đường hoàng đem này bí mật truyền giao. Một là bởi vì là hắn hôm nay thực lực, mặc dù là sẽ có chút phiền toái, nhưng vậy không cần sợ cái gì. Thứ hai, có Dạ Hoa Đan Vương truyền thừa tầng này cái khăn che mặt thành tựu che giấu, hắn luyện đan sư phương diện thực lực cùng năng lực, mới phải danh chánh ngôn thuận, đương nhiên bày ra. Đến lúc đó, nếu có người muốn đối phó hắn, chỉ sợ cũng được cân nhắc một chút hắn luyện đan sư phương diện thực lực, đạt tới sức ảnh hưởng chứ. Ngươi muốn nói là cái này sao? Nếu như, ta giúp ngươi nói, ngươi còn có cái gì khác, ta bí mật muốn nói sao? Trần Phi cười mỉa nhìn sắc mặt kia tuyệt vọng Đồ Thiên Sơn, nói. Hôm nay Trần Phi mặt kia bàng, ở hắn mắt đơn giản là một người điên. Là một ác ma. Không, không nên giết ta. Thả, thả qua ta. Đồ Thiên Sơn tinh thần rốt cục thì hỏng mất, sắc mặt trắng bệch, cái mông đi tiểu lưu muốn chạy trốn. Nhưng mà, Trần Phi lại làm sao có thể làm hắn cái này lần thứ hai chạy tới tự tìm đường chết người như nguyện. Oanh! Chèn ép thiên địa đáng sợ tử tiêu khí hạ xuống, mọi người con ngươi co rúm một cái, chợt thấy một đoàn sáng lạng màu tím đậm ma vân làm, khủng bố kiếm ý ngưng tụ thành quang lớn kiếm chém xuống. Nhất thời, đất đai điên cuồng nổ tung, hướng tám mặt đánh tới. À, một tiếng gào thê thảm truyền ra, Đồ Thiên Sơn cả người vỡ nát, máu tươi tách thả ra, can đảm câu liệt, bộc phát ra tự thân lực lượng cuối cùng cần phải ngoan cố kháng cự. Có thể hắn lúc này thực lực đã sớm không có thời kỳ tột cùng 70%, lại như thế nào là Trần Phi cái này trạng thái tột cùng xuống đối thủ. Phịch, hắn một nửa kia thân thể, ở kinh khủng này kiếm ý bao phủ hạ trực tiếp là bể nát, máu tươi kia nhiễm đỏ đất đai, chảy vào đất bùn làm, thê thảm không. Ầm ầm ầm, lại sát theo Trần Phi vậy thân thể to lớn thu nhỏ lại, bàn tay run lên, đem Đồ Thiên Sơn đã là hoàn toàn tuyệt vọng gương mặt chộp vào tay, ngay sau đó chợt giơ lên. Giơ lên trời làm, lạnh lùng nói, ta trước thả ngươi một lần chứ. Cầu, van cầu ngươi, thả ta. Đồ Thiên Sơn liền giãy giụa khí lực cũng không có, chỉ có thể cặp mắt sợ hãi cầu xin tha thứ. Mà ở thấy một màn này, rất nhiều người đều là trong lòng cuồng chiến đứng lên, đảo qua trước khi tâm trạng lững lờ. Thực vậy, bọn họ chỉ có vài người mới vừa là có chút bị Dạ Hoa Đan Vương truyền thừa, như vậy danh tiếng cho dao động, trung hoặc đến tâm trí. Nhưng bây giờ Trần Phi bá đạo uy vũ giết cướp thủ đoạn, nhưng trực tiếp là để cho bọn họ đầu chấn động một cái, hoàn toàn thanh tỉnh. Bực này luyện đan sư thiên chi truyền thừa có lẽ sẽ có người dám đi Trần Phi tay cướp, nhưng người này, tuyệt sẽ không là bọn họ. Bởi vì Trần Phi hôm nay nơi bày ra thực lực đã là đủ để sánh bằng đại thiên vị đỉnh phong, muốn hàng phục hạng nhân vật này, nếu không phải vậy huyền thiên vị cảnh giới vương tự mình động thủ, những người khác, ai làm được. Có thể huyền thiên vị chư vương tầng kia lần đỉnh cao nhân vật thân phận tôn quý địa vị, bực này có hổ thẹn mặt mũi hoành đoạt bạo cướp cử chỉ, sợ rằng bọn họ chi tuyệt đại đa số người vậy vẫn sẽ cân nhắc hai ba đi. Càng lợi hại, người có thân phận có địa vị, càng quan tâm hắn gương mặt đó. Ngoại lệ, cho tới bây giờ chẳng qua là số ít. Thả ngươi, xin lỗi, trước vậy ngu xuẩn hành vi ta chỉ sợ là không làm được lần thứ hai. Muốn trách. Trách chính ngươi quá không phải muốn tìm chết liền đi. Cơ hội, ta không phải chưa cho qua ngươi. Trần Phi lãnh đạm nói một tiếng, nắm Đồ Thiên Sơn gương mặt bàn tay hung hăng nhấn một cái, nhất thời, ầm một tiếng nổ tung tiếng vang truyền ra, chỉ gặp được Đồ Thiên Sơn thân thể trực tiếp là ở đó giữa không trung tuổi nứt ra. Hơn nữa lần này liền gào thảm thanh âm cũng không có, để cho đám người trong lòng khẽ run, tên này, là thật đem vậy Kiêu Long Vương phủ người giết đi.
Mà ở giết Đồ Thiên Sơn sau đó, ngũ sắc linh tướng vậy chạy, còn lại vậy Kiêu Long Vương phủ người lập tức là run sợ biến thành như ong vỡ tổ, ôm đầu trốn chui như chuột, bốn phương tám hướng mà chạy. Thấy tình cảnh này Trần Phi chẳng qua là con ngươi nhanh tránh, liền lắc đầu một cái, không tiếp tục đuổi giết. Mà là vậy xoay người rời đi. Nghiêm ngặt ý nghĩa mà nói, hắn cũng không phải người thích giết chóc, hôm nay sở dĩ muốn giết, bất quá là bởi vì những người này cuồng ngông gạt cửa, không giết, trong lòng làm sao có thể thoải mái. Mà bây giờ chủ kia mưu nồng cốt người chết chết, chạy đã chạy, còn sót lại con cá nhỏ này tôm nhỏ vậy không nhiều lắm ý. Những người này có giết hay không, cũng không việc gì cái gọi là. Cái này sát thần rốt cuộc đi sao? Mà ở thấy Trần Phi trôi giạt rời đi, người nọ cửa lòng đều là cuồng chiến, thần sắc vẫn còn sợ hãi không dứt, Kiêu Long Vương phủ sáu thật to thiên vị nhân vật liên thủ đánh tới, kết quả, bây giờ một nửa người đều chết ở cái này, hơn nữa hắn còn lại là có tiếng tăm lừng lẫy ngũ sắc linh tướng hai. Chuyện hôm nay, định trước sẽ chấn động Kiềm Nam cổ quốc. Sẽ ở lui về phía sau lịch sử lưu lại trùng trùng một cái bút mực. Hơn nữa không chỉ có như vậy. Vậy 400 năm trước cổ quốc thứ nhất luyện đan sư Dạ Hoa Đan Vương, hắn truyền thừa hiện thế một chuyện, chỉ sợ cũng phải làm không ít người, không thiếu thế lực rối loạn. Chấn động vạn phần đi. Đan Vương truyền thừa, đây đối với tu sĩ bình thường mà nói sức dụ dỗ không nhiều lắm, nhưng mà, như đối với những cái kia lợi hại vương cấp luyện đan sư, hay hoặc là có những thứ này lợi hại vương cấp luyện đan sư thế lực mà nói, đây tuyệt đối là đủ để làm bọn họ điên cuồng đồ. Mất đi chiến tranh nhân vật chính chiến trường, mọi người nhanh chóng rời đi. Mấy giờ sau đó, võ thành bên ngoài nào đó lớn bình thường trên núi. Tề Hư Trùng nhìn một bộ thật giống như chuyện gì vậy không phát sinh Trần Phi, thật lòng khâm phục thở dài nói, trước ta cảm thấy ngươi có chút lạ vật, bây giờ nhìn lại, sợ rằng quái vật hai chữ đều không đáng lấy thâu tóm ngươi. Ngũ sắc linh tướng cộng thêm một người khác cộng lại nhưng mà có chừng sáu đại thiên vị. Số lượng này cho dù là dùng để đối phó sư thúc vậy đủ rồi, lại không nghĩ rằng ngươi. Ta không phải ngươi sư thúc, vậy Tề Hư Trùng nói cũng còn chưa nói hết, một đạo thanh âm nhàn nhạt truyền tới, cách đó không xa cả người nho nhã trang phục băng ma hầu mặt không cảm giác bước ra hư không sóng gợn, đi ra. Ngạch, Tề Hư Trùng hơi ngẩn người, chợt cười khổ một tiếng, nói, xin lỗi, băng ma hầu tiền bối. Tiền bối. Trần Phi cũng cười hướng băng ma hầu giơ tay lên một cái, cung kính nói. Băng ma hầu cặp mắt hướng Trần Phi trông lại, yên lặng hồi lâu, mới lắc đầu một cái, nói, người bây giờ đã không cần kêu ta tiền bối. Sau này hai chúng ta vẫn là ngang vai vế gọi đi. Tu chân giới từ trước đến giờ không việc gì bối phận nói một chút. Hoặc là quả đấm, hoặc là thực lực, cho nên nói, chỉ cần ngươi lợi hại, quả đấm lớn, như vậy. Vậy coi như là cùng ngươi ra đời sớm 100 năm, 1000 năm người xưng huynh gọi đệ vậy cũng hoàn toàn không vấn đề gì. Ngược lại, ngươi nếu như thực lực quá mạnh, còn đối với người khác rất cung kính, coi là ngươi chưa thấy được có cái gì, nhưng mà đối phương nhưng cũng sẽ không quá thoải mái, không quá tự tại. Giống như bây giờ cái này băng ma hầu thái độ là một cái đạo lý. Cho nên Trần Phi nghe vậy cũng là khẽ mỉm cười, không cự tuyệt, vậy không kiêu ngạo cái gì. Đi theo gặp băng ma hầu mở miệng nói, người trước nói từ mộ huyệt kia bên trong đi ra có thể giúp ta vậy yêu cưng chiều, bây giờ, nhưng mà có nắm chắc. Đi thôi, Trần Phi trực tiếp là gật đầu cười, nói, xương tuyết ma sói trong cơ thể đọa thiên huyết tộc ma huyết độc, sự thật hắn nhập mộ huyệt trước, là có biện pháp giải quyết, bất quá vậy giá phải trả có chút quá lớn, hắn không muốn bỏ ra, cho nên khi đó hắn thoáng vãi cái tiểu láo. Mà bây giờ... Vậy tiểu lão dĩ nhiên là không cần phải lại tiếp tục tồn tại nữa. Thật, băng ma hầu nghe vậy con ngươi chợt ngưng ngưng, chợt thật sâu nhìn một cái Trần Phi, lộ ra vẻ mừng rỡ, xoay người nói, vậy nên sớm không nên chậm trễ. Chúng ta hiện tại xuất phát đi. Được, Trần Phi gật đầu một cái, đi theo liền và băng ma hầu đi liền hắn lánh đời ẩn cư ác chỗ. Mây mù lượn quanh, lộ ra mấy phần mông lung ảo mộng cảm giác. Vậy tầm mắt làm. Một đầu dáng người khổng lồ chó sói hình cự thú ngủ say ở đó ngăm đen đến tỏa sáng quỷ dị hồ làm. Từng luồng lơ lửng đi ra ngoài hắc khí, hiện lên bầu trời, rất là huyền. Mà Trần Phi lần này, cũng là trực tiếp hướng vậy dáng người khổng lồ xương tuyết ma sói đi tới. Cùng lúc đó, xì một tiếng, tay hắn, một đoàn tràn ngập khủng bố nhiệt độ cao xá tâm địa linh diễm cũng là xuất hiện. Mà ở thấy tình cảnh này... Cảm nhận được vậy xà tâm địa linh diễm làm ẩn chứa khí tức hủy diệt,
Băng Ma Hầu hai tròng mắt khẽ híp nghị, chợt lại lắc đầu, ánh mắt rơi vào vậy Trần Phi hình bóng chi lẩm bẩm nói, Trần huynh, tiếp theo liền dựa vào ngươi. Hống, Trần Phi ngón tay ở xương tuyết ma sói thân hình khổng lồ một chút, nhất thời, một cổ lực lượng tiến vào xương tuyết ma sói trong cơ thể, đem từ trạng thái ngủ say làm thức tỉnh tới. Một tiếng để cho người rợn cả tóc gáy gào thét, chính là sát theo vang khắp ở giữa đất trời này, yêu khí tràn ra tới, hết sức đáng sợ. Xương tuyết ma sói, đang ngủ say liền không biết mấy chục năm sau đó, rốt cục thì lần đầu tiên thức tỉnh. Ngươi là ai? Xương tuyết ma sói tỉnh lại sau đó, to lớn con ngươi thời gian đầu tiên chính là chú ý tới trước mắt vậy nhỏ bé bóng người, hơn nữa, bóng người kia lòng bàn tay giữ ngọn lửa, lại là có dũng khí làm nó sợ hãi cảm giác. Xương tuyết ma sói thân thể khổng lồ run rẩy, đột nhiên hét lớn, ngươi cách ta xa một chút. Hắn vốn là băng thủy thuộc tính hoang thú, đối với ngọn lửa loại vật này, tự nhiên cực kỳ kiêng kỵ. Huống chi hắn bây giờ còn thân liền đọa thiên huyết tộc chi ma máu độc. Nếu như cái này hai loại uy hiếp cùng chung cuộn sạch hắn, như vậy, hắn sợ rằng sẽ chết không có chỗ chôn. Bạc Quyết, không cần phải lo lắng, đây là ta mời tới cứu ngươi người, buông ra tâm thần, hắn sẽ là ngươi loại trừ hết trong cơ thể ma máu độc. Đây là, băng ma hầu lên tiếng, làm xương tuyết ma sói chấn định lại. Ta biết, xương tuyết ma sói thở một hơi thật dài, buông ra tâm thần, nói, vậy đã như vậy, kính nhờ. Bất quá hắn lúc này vẫn là có chút sụt rè e sợ, nhất là đang cảm thụ đến vậy xà tâm địa linh diễm oai thế khủng bố sau đó, lại là theo bản năng cả người đều run rẩy. Chớ khẩn trương, thả ung dung, thả nhẹ. Phịch, Trần Phi vừa nói, đột nhiên, hắn lại có thể đem vậy xà tâm địa linh diễm cho ấn vào liền xương tuyết ma sói vậy thân thể khổng lồ bên trong. Hống, nhất thời, một đạo lẫm liệt, chấn thiên thê thảm sói chu vang khắp thiên địa. Xương tuyết ma sói con người gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, run run nói, ngươi muốn làm gì? Bây giờ hắn trạng thái cực kém, hơn nữa vậy xà tâm địa linh diễm cũng là hết sức khủng bố, nhưng bây giờ Trần Phi lại có thể đem kinh khủng kia ngọn lửa ấn vào liền hắn trong thân thể, một khi có cái gì không may, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đừng như thế nhát gan mà, lại nghe nói một câu sao, lấy độc công độc. Trần Phi hướng về phía vậy trong đầu căng thẳng một căn huyền xương tuyết ma sói giễu cợt một chút, phân tán hắn sự chú ý, cùng lúc đó, vậy bị hắn ấn vào xương tuyết ma sói trong cơ thể xà tâm địa linh diễm vậy bắt đầu phát huy đứng lên. Theo võ vào huyết dịch lan tràn, đem vậy ma máu độc vặn cổ. Vực ngoại đọa thiên huyết tộc ma máu độc mặc dù là khủng bố, nhưng cũng không phải không địch. Hắn một trong khắc tinh chính là ngọn lửa, uy lực cường hãn ngọn lửa. Hôm nay xà tâm địa linh diễm đã là đạt tới đủ để sánh bằng vậy tuyết yêu cốt hỏa trình độ, huống chi hắn bổn nguyên lực lượng làm vẫn là có tọa vong kinh linh khí tồn tại, thiên khắc trời hạ hết thảy chi mặt trái năng lượng. Cái này ma máu độc không ngăn được. Hống, cùng lúc đó, lại là thê thảm sói chu tiếng vang lên. Xương tuyết ma sói thân thể cũng sắp là muốn đứng không vững, nhưng dù vậy, lúc này hắn vậy đôi khổng lồ con ngươi làm, vậy vẫn có không ức chế được kích động đạt tới rung động, là sau đó lan tràn, bạo phát ra. Trong cơ thể ta ma máu độc ở giảm bớt, hắn ngơ ngác lẩm bẩm nói, cảm giác có chút không tưởng tượng nổi. Dĩ nhiên, nhịn nửa điểm, Trần Phi cười một tiếng, lại đang một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, làm cho này xương tuyết ma sói xuống, dán một cái nặng thuốc. Hống, chói tai lẫm liệt kêu thảm thiết, xương tuyết ma sói con người hiện đầy tia máu, cũng sắp ánh mắt tan giả. Có thể hắn lúc này vẫn là cưỡng ép trống. Hắn rất rõ ràng. Chỉ cần đem cái này thống khổ nhất thời khắc chống nổi đi, hắn, sống lại, thời khắc ắt sẽ sắp đến. Cho nên, nhất định phải chống nổi, nhất định phải. Muốn thành công liền sao? Một bên, băng ma hầu nhìn xương tuyết ma sói thống khổ thành như vậy chán mồ hôi tất cả đi ra, siết chặt bàn tay, nhưng hắn vẫn là cưỡng bách mình mặt không cảm giác, không nhúc nhích tí nào. Không dám lên tiếng quấy rầy Trần Phi là xương tuyết ma sói xua tan đọa thiên huyết tộc ma máu độc. Như vậy xương tuyết ma sói lạnh thấu xương kêu thảm thiết kéo dài ước chừng sấp xỉ nửa giờ, thanh âm hắn cũng sắp kêu khàn khàn, động tĩnh kia mới là tiện tiện yếu bớt. Cùng lúc đó băng ma hầu con ngươi ngay tức thì là rụt một cái. Như thế nào, Trần huynh, thành công không? Gặp Trần Phi thu tay lại, băng ma hầu lập tức là vọt đi, hỏi. Trần Phi sờ chán một cái mồ hôi hột, chỉ vậy dưới chân khổng lồ xương tuyết ma sói, cười nói cái này.
Ngươi hỏi một chút hắn không xong. Oanh! Ầm 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 ầm. Trần Phi tiếng nói vừa dứt hạ, một cổ cường hãn yêu khí chính là sau đó một khắc cấp tốc leo lên đứng lên. Giữa trời đất sau đó ngưng tụ thành một cổ kinh khủng hỗn loạn chi yêu vương đại thế, dâng trào không, rối loạn mây mở, khí thế ngút trời. Hống, lại tiếp theo, từ xương tuyết ma sói chậu máu miệng khổng lồ làm chính là phát ra một đạo niềm vui tràn trề sói chu, làm vậy vân không cũng làm giật giật, đất rung núi chuyển, kinh người không. Bạc quyết, người hồi phục, mà ở thấy tình cảnh này, băng ma hầu sao có thể không hiểu kết quả này là chuyện gì xảy ra. Kích động. Hướng Trần Phi nói, đa tạ Trần huynh ngươi. Ngươi cứu bà quyết một mạng, ta băng ma hầu thiếu cá nhân ngươi tình, từ bây giờ về sau, nếu như có cần gì giúp, cứ tới tìm ta, chỉ cần khả năng cho phép, tất sẽ chạy tới. Xương tuyết ma sói lúc này cũng là thu nhỏ lại hồi 4 đến 5 mét cao, cỡ nhỏ tư thái tướng mạo. Hướng Trần Phi chân trước bò lổm ngổm trên đất, cung kính nói cảm tạ, ân cứu mạng, bà quyết bái tạ. Mau dậy đi, đừng như vậy. Trần Phi vội vàng cho khoát tay một cái, cười nhạt nói, ân huệ, ân tình cái gì không nên nói. Trước băng ma hầu ngươi cứu ta một mạng, bây giờ ta trả lại, cái này là chuyện đương nhiên sự việc, cho nên, đừng đặt ở lòng. Bỏ mặc nói thế nào, ngươi cứu bạc quyết, ta thiếu ngươi rất nhiều. Băng ma hầu do dự một chút, chợt từ vậy trong lòng móc ra một khối màu đen ngọc trừ, mặt hiện đầy môi ban, giống như là rất vật cổ xưa, đưa tới Trần Phi trước mặt. Nói, ngọc này trừ Trần huynh ngươi nhận lấy, ngày khác nếu là có cái gì đại nạn, hoặc không cách nào giải quyết vấn đề khó khăn, có thể cầm vật này đi bên trong vực Hạo Thiên Cung tìm một vị tên là Kim Luân Vương, người. Hắn sẽ bất kể giá phải trả giúp ngươi một lần. Đây là hắn năm đó thiếu ta. Hạo Thiên Cung, Kim Luân Vương, Trần Phi chân mày gạt gạt, vẻ mặt có chút kinh ngạc, Hạo Thiên Cung, như hắn nhớ không lầm, đây là bên trong vực năm một trong những đại thế lực. Cùng vậy vùng địa cực ma cung, Bắc đấu tinh giáo cùng nổi danh. Là có tới thiên vị cổ vương cấp cường giả ngồi chấn Sơn Hà. Mà đây Kim Luân Vương, có tư cách xưng vương người, tối thiểu cũng là vậy huyền thiên vị lấy đi. Trần Phi con ngươi nhanh tránh, cuối cùng vẫn đưa tay đem màu đen kia ngọc trừ nhận lấy, nói, vậy đã như vậy, ta liền mặt dày nhận. Đây là ngươi nên nhận lấy. Băng ma hầu lắc đầu một cái, nói, sau đó, ngươi có cái gì dự định? Ta, Trần Phi ngớ ngẩn, chợt nói, ta sẽ đi bên trong vực. Bên trong vực, băng ma hầu con ngươi nhanh tránh, chợt khẽ cười nói, ta và bà quyết chuẩn bị lại đi vậy tam hoàng vực sông sông. Cái này kiềm nam cổ quốc quá nhỏ, không giữ được tim ta. Hơn nữa ta tin tưởng, ngươi cũng giống như vậy chứ. Không tệ, ở đâu rơi xuống chúng ta muốn ở đó bỏ dậy. Năm đó tên kia không có giết chết hai ta bảo đảm. Lúc này thành là hắn cả đời này nhất chuyện hối hận tình. Hống, xương tuyết ma sói cũng là thét dài đứng lên, mắt lóe lên điên cuồng kiên định. Nghe vậy thấy vậy, Trần Phi mắt cũng là lóe lên một lần mũi nhọn vẻ, cười nói, bên trong vực ta không thể không đi. Bất quá, có đôi lời ngươi nói đúng, cái này kiềm nam cổ quốc quá nhỏ, không giữ được tim ta. Ngày khác sông sáo tam hoàng vực, sẽ gặp lại. Nhất định sẽ... Băng ma hầu vẫn là giống như một thư sinh vậy thế chấp lịch sự, có thể hắn lúc này, nhưng cho người cảm giác trước kia đúng rồi mấy phần tức giận, thêm mấy phần sắc bén, thêm mấy phần khí độ. Trước, xương tuyết ma sói sống chết không biết trước, hắn lòng mệt mỏi, lòng chết, mà hôm nay, hắn tốt nhất đồng bạn sống lại trở về, thiên địa này, đi đâu không được. Ta đi trước, Trần Phi hướng về phía băng ma hầu, xương tuyết ma sói gật đầu một cái, chợt xoay người rời đi. Hắn còn không có quên, võ thành làm còn có hai chuyện chờ hắn đi làm. Hắn phải mau sớm xử lý xong những thứ này cái đuôi, hôm nay đi bên trong vực thời cơ, đã là vạn phần chín muồi. Ừ, bất quá ở Trần Phi mới vừa đi ra băng ma hầu nơi ẩn cư sau đó, hắn giống như là cảm ứng được cái gì, nhướng mày một cái, ánh mắt hướng vậy rất xa núi rừng làm nhìn lại. Ở nơi đó, hắn xa xa thấy một cái ô nha vỗ cánh cao bay, từ hắn trong tầm nhìn rời đi. Ô nha sao, Trần Phi con người thật sâu nhìn vậy ô nha biến mất núi rừng khu vực, trầm mặc hồi lâu, cuối cùng vẫn lắc đầu một cái, thấp giọng lẩm bẩm nói, được rồi, binh tới tướng đỡ nước tới đất ngăn. Thuận theo tự nhiên đi. Hắn rất nhanh, hắn bóng người hóa thành cầu vòng, là hướng võ thành phương hướng chạy băng băng. Gần nửa ngày sau, vậy tề ra bảo chỗ sâu, tề hư trùng cùng với Trần Phi bất ngờ ở chỗ này, trừ cái này ra.
hắn hai người bên cạnh còn có chỉ cả người thiêu đốt trắng noãn ngọn lửa cháy mạnh chim to cũng là phá lệ dụ cho người nhìn chăm chú. Đại thiên vị yêu vương cảnh giới yêu vương, thả vào kia, cái này cũng không tính là người yếu. Hiển nhiên, vậy cả người thiêu đốt trắng noãn ngọn lửa cháy mạnh chim to không phải cái gì khác, chính là trước đón nhận Trần Phi máu tươi phượng linh tề ra bảo thần bảo vệ chim phượng thiên điểu. Hắn hôm nay, niết bàn sống lại thành công, hắn tu vi cũng là thành công đánh vỡ những ràng buộc, đi tới đại thiên vị yêu vương cảnh. Mà lúc này hắn thân vậy trắng noãn như ngọc liệt diễm, thì chính là tu chân giới làm, tiếng tăm lừng lẫy thần hỏa một trong thiên phượng lửa. Bất quá hiển nhiên cái này phượng thiên điểu người thiên phượng lửa không hề thuần, ước chừng chẳng qua là vậy nồng cốt một tiểu kiêu, mới thật sự là thiên phượng lửa, còn dư lại, bất quá là ngọn lửa kia lan tràn ra, cùng trong cơ thể hắn ngọn lửa nhũng tạp biến ảo lửa mà thôi. Nhưng dù vậy, ngọn lửa này nếu như tới bắt đốt đốt tầm thường đại thiên vị nhân vật, cũng là hoàn toàn vậy là đủ rồi. Nếu là sơ ý một chút, bị đốt chết, đều không phải là cái gì lạ sự việc. Cho nên lúc này vậy Phượng Thiên Điểu đối mặt với Trần Phi thần sắc hết sức cổ quái. Ngươi nghĩ rõ, thật muốn ta dùng ngày này Phượng lửa đốt ngươi. Vậy Phượng Thiên Điểu hướng Trần Phi nói. Theo lý thuyết, Trần Phi là hắn ân nhân cứu mạng, đề ra yêu cầu gì hắn cũng không nên cự tuyệt. Nhưng mà hắn sợ ngày này Phượng lửa đem Trần Phi đốt chết, nên làm cái gì? Yên tâm đi, ta tự có đúng mực. Ngược lại thì vậy Trần Phi không áp lực mỉm cười. Rồi sau đó mới gặp hắn thở một hơi thật dài, nói. Tới đi. Vậy cũng tốt. Gặp Trần Phi thái độ kiên quyết như vậy, vậy Phượng Thiên Điểu cũng chỉ có thể là hung hăng cắn răng, nói chính ngươi cẩn thận. Nhớ, một khi không nhịn được kêu ngừng, ta sẽ thu tay. Dứt lời, bành một tiếng rên, vậy nó người thiên phượng lửa trực tiếp là chạy ra ngoài như vậy một tiểu kiêu, hướng Trần Phi thân xác đốt đi, nhất thời, người sau cả người run lên, hàm răng. Cũng là ngay tức thì cắn cột chặt đứng lên, cả người cơ thể mồ hôi hột cuồn cuộn chảy ròng. Từ Trần Phi lấy được vậy thiên ất long trúc, đem Tử Tiêu tài quyết chân công sách hoàn thiện hoàn mỹ sau đó, hắn thân sắc cường độ, đạt tới một cái điểm giới hạn, nếu là có thể nhảy tới, liền sẽ đem bầu trời hải khoát. Thân sắc cường độ càng một tầng lầu. Cho nên, hắn mới sẽ nghĩ tới mạo hiểm dùng ngày này phượng lửa thử một lần. Cứ như vậy, nếu như thành công, hắn lần này đi trước sông sáo bên trong vực mới có thể có nắm chắc hơn một ít. Dẫu sao một ít chuyện, hắn là tuyệt không thể thất bại. Được một lần đột phá, Trần Phi lần này, tự hủy hoại, dùng thiên phượng lửa đốt mình, không thể nghi ngờ lộ vẻ được tùy tiện liền rất nhiều. Thiên phượng lửa, nhất thần bí khó lường chỗ chính là vậy chỗ cốt lõi ẩn chứa truyền thuyết chân linh thiên phong chi lực, nhưng hôm nay lực lượng này khi tiến vào hắn thân thể sau đó, cũng rất là thần bí quỷ dị biến mất. Khiếu, sốt cuộc, một đạo phảng phất là tới từ viễn cổ thanh thúy thần điểu tiếng đế vang, Trần Phi thấy, hắn thức hải một đạo ánh sáng màu vàng phù tránh, sau đó, hết thảy quy về mất đi. Thiên phượng lực quy về vô hình. Ta biết ngươi sẽ ra, nhưng mà, ngươi kết quả là cái gì chứ? Lại có thể cả ngày phượng lực cũng có thể mất đi hết. Trần Phi không ra ngoài dữ liệu lẩm bẩm nói. Hắn kế hoạch chi một vòng, chính là hắn đầu óc thần bí này màu vàng thần điểu. Nếu không phải như vậy, cho dù là hiện nay hắn, vậy không có can đảm khiêu chiến thiên phượng lửa vào cơ thể nguy hiểm. Nói như vậy, một cái sơ sẩy hắn có thể chết oan uổng. Khiếu, vậy phảng phất là tới từ viễn cổ là thần điểu đế vang lại lần nữa truyền tới, sát theo bí mật tại Trần Phi thức hải gian. Nó nhất định là nghe được Trần Phi lẩm bẩm tiếng, có thể tựa hồ cũng không nhiều hứng thú lắm trả lời Trần Phi nghi vấn. Thấy tình cảnh này Trần Phi không biết làm sao lắc đầu một cái. Lòng xúc động, vật này thật đúng là thần bí à. Trọng yếu nhất chính là, đồ chơi này thật giống như còn không phải là vậy truyền thừa mang hắn, mà là hắn vốn là thân thể khi có, hơn nữa nó mỗi một lần xuất hiện, cũng biết mang đến ngạc nhiên mừng rỡ, mang đến rung động. Còn nhớ lần đầu tiên cái này màu vàng thần điểu lúc xuất hiện, là từ trận kinh không trong tay giữ được hắn tánh mạng. Khi đó, đường đường nửa bước đại trận sư nhân vật đối với hắn mà nói là bực nào cường hãn. Nếu không phải cái này màu vàng thần điểu không địch, hắn chết sớm, sao có thể sống đến bây giờ? Không chỉ có như vậy, còn sót lại tình huống vậy cơ bản đều là như vậy. Một khi chỉ cần là tên này xuất hiện, hoặc là cứu mạng hắn, hoặc là chỗ tốt vô cùng. Mà hôm nay lần này, phối hợp ngày đó phượng lửa ngâm thân thể tu luyện, vừa có thể mang cho hắn cái gì? Thiên phượng, chu tước,
những truyền thuyết này chân linh từ trước đến giờ đều là Niết Bàn sống lại đại biểu. Chỉ cần còn dư lại nửa giọng, tổn thương nặng hơn cũng không biết chết, mà đây thiên phượng lửa xuất xứ từ truyền thuyết kia chân linh thiên phượng, tự nhiên vậy mang theo chút như vậy thuộc tính. Lại thêm Trần Phi trong cơ thể vốn là cũng có một ít phượng máu tồn tại, hai người đụng nhau, giao hỗ nhũ tạp, nói không chừng có thể cho hắn mang đến chút phương diện này thuộc tính lột xác. Đạt tới năng lực, đây cũng là một trong những nguyên nhân, hắn mới có thể nguyện ý mạo hiểm thử một chút. Dẫu sao nếu như hắn thân thể có thể có được truyền thuyết kia Niết Bàn năng lực, coi là không phải toàn bộ, chẳng qua là đinh điểm, vậy cũng tuyệt đối là đủ để làm người ta mừng rỡ nổi điên. Bởi vì cái này so với nửa thân bất tử, chẳng lẽ còn không đáng sợ sao? Sau đó không lâu, ngày đó phượng lửa uy lực liền ở Trần Phi trong cơ thể hoàn toàn bùng nổ. Thời gian như nước chảy vậy nhanh chóng chết. Rất nhanh, Trần Phi tại ngày đó phượng lửa nướng hạ liền ước chừng qua nửa tháng thời gian. Mà theo lực lượng kia không ngừng ở trong cơ thể hắn rèn luyện, huyết khí dòng nước chảy, cũng không biết là cụ thể ở đâu cái thời gian, bỗng nhiên, chanh, chanh. Thanh âm vang lên, từng đạo giống như huyết khí đại long ngọn lửa màu trắng, lại là ở trong cơ thể hắn cùng máu thịt kia, kinh mạch, xương cốt cùng đan vào với nhau, hóa thành một cái xem không hiểu máu thịt khôi giáp, lập tức trùm lên Trần Phi cơ thể kia chi. Cùng lúc đó, một cổ thần bí lại hơi thở khổng lồ trực tiếp là ở giữa đất trời này trong vòng phương viên mười mấy dặm chợt bạo khởi, sau lại lấy rất độ nhanh biến mất. Vào lúc này gian, Trần Phi thân vậy do ngọn lửa màu trắng đúc thành máu thịt khôi giáp biến mất. Cướp lấy là, chiếu lấp lánh màu vàng thân xác. Trời, thiên phượng khí, cái này, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Mà vậy phượng thiên điểu lúc này chính là há to miệng, con người rung động, khó tin trước mắt một màn này. Bởi vì Trần Phi không có bị hắn ngày đó phượng chi hỏa thiêu chết nốt tàn phế cũng đều thôi, nhưng vì cái gì bây giờ, hắn lại có thể ở Trần Phi thân cảm nhận được một món rất yếu ớt thiên nếp sống tức, làm hắn theo bản năng kính sợ. Mà vậy một bên Tề Hư Trùng mặc dù và Phượng Thiên Điểu rung động cũng không phải là một vật, một chuyện, nhưng lúc này hắn cái miệng kia vậy vẫn là Trương lão đại, hồi lâu, cũng không hợp được. Thịt, thân xác hóa linh, cái này há chẳng phải là ý nghĩa hắn thân thể đã muốn kham linh khí. Tề Hư Trùng người cũng sắp ngu, một mặt đờ đẫn, trợn mắt hốc mồm, thịt, thân xác hóa linh, đây chính là truyền thuyết cảnh giới. Dành riêng cho luyện thể tu sĩ. Mà cảnh giới này một khi nếu là đạt tới, vậy ý tứ là trước đâm người thân xác cường độ, đã là đạt tới có tư cách sánh bằng linh khí trình độ. Mà vậy linh khí, vậy là cái gì? Áp đảo tất cả hết thảy pháp bảo chi, quang diệu thiên cổ, đúng là chấn thế. Mà cái loại đó đẳng cấp cực đạo binh khí, chỉ sợ cũng chỉ có thể được gọi là vương giả nhân vật, mới có tư cách nắm giữ. Nhưng hôm nay cái này bây giờ, oanh một tiếng, ở nơi này ngay tức thì, Trần Phi thân thể lay động một cái. Theo sát phía sau Trần Phi vậy thân thể liền giống như là mở ra một tòa đại bảo dấu, ở nơi này ngay tức thì, hắn thân thể đã là đổi được trong suốt có thể gặp đứng lên, một gân một cây, thậm chí còn là một cái lỗ chân lông, đều rõ ràng có thể gặp. Mà cũng là cho thấy như vậy dị tượng, Trần Phi vậy đôi đen nhánh giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi, rốt cục thì thật vất vả chậm rãi dương ra. Lúc này, hắn ánh mắt chớp động vui sướng ánh sáng. Tự lẩm bẩm cuối cùng là thành công. Thiên phượng lửa, truyền thuyết chân linh thiên phượng người ngọn lửa, kinh khủng bực nào. Dùng như vậy ngọn lửa tới đốt mình bản thân này là cực lớn mạo hiểm, nói dễ vậy sao? Bất quá thật may, hắn vẫn là ai đi qua, thân xác hóa linh, tu luyện ra hết sức kinh khủng tân sinh thể xác. Đây là vô cùng là gian khổ sự việc. Bất quá, cái này thành công đối với hắn mà nói cũng là thuận lý thành chương, đương nhiên sự việc. Dẫu sao Tử Tiêu Tài Quyết chân công sách chính là chú trọng tại thể xác rèn luyện, lại thêm ngày đó phượng lửa tẩy rửa, có thể đạt tới hiện giờ như vậy thành cùng cao độ, không tính là trách. Hô, một lát sau, Trần Phi thở một hơi thật dài, thân xác hóa linh, đây đối với bất kỳ cái luyện thể tu sĩ mà nói cũng tuyệt đối là kích động không sự việc, một khi thân xác hóa linh, vậy thì ở lớn thiên vị đỉnh cấp tầng thứ này giờ cũng là vô cùng nhân vật có phân lượng, bởi vì thân xác hóa linh sau đó, thân xác có thể linh khí. Mà vậy linh khí, cho dù là đối với truyền thuyết vậy huyền thiên vị vương giả, cũng là có thể tạo thành uy hiếp không nhỏ. Sở dĩ như vậy, xem như vậy, Trần Phi thực lực này rõ ràng cho thấy lại về phía trước hung hăng vượt qua một bước dài. Ngươi không có sao chứ? Không, bất quá,
Trần Phi bực này thân xác lột xác nhưng là vậy Phượng Thiên Điều cùng với Tề Hư Trùng không có biện pháp quản lý hiểu, bởi vì cái này quả thực quá phóng đại. Vậy Phượng Thiên Điều ngơ ngác nhìn Trần Phi, lẩm bẩm nói. Hắn rất rõ ràng thiên phượng lửa khủng bố, cho dù là đối mặt đại thiên vị đỉnh cấp nhân vật, sử dụng được làm, cũng có thể đáp lời tạo thành cực lớn nguy hiểm. Nhưng hôm nay, Trần Phi từ đầu tới đuôi bị đốt cái liền, lại có thể không chút tổn hao nào, còn thân xác hóa linh, bực này khoa trương sự thật, hắn như thế nào có thể tùy tiện tiếp nhận. Có chuyện, dĩ nhiên không sao, đa tạ người ngày này phượng lửa, nếu không, ta thân xác hóa linh sợ rằng còn cần rất dài một đoạn thời gian mới có thể làm được. Trần Phi yên tĩnh trở lại, nghe được vậy Phượng Thiên Điều nói tiếng nói, cười nói. Ngươi thật là một quái vật, yên lặng hồi lâu sau đó, vậy một bên Tề Hư Trùng không nhịn được mở miệng nói. Lời này hắn đã không phải lần thứ nhất nói, có thể mỗi một lần, hắn nhưng thật đều là thật lòng khâm phục nói ra. Chân chân thiết thiết, dẫu sao giàu gì hắn cũng là một vị đại thiên vị nhân vật, tự nhiên rất rõ ràng, thân xác hóa linh, tầng thứ luyện thể tu sĩ. Kết quả sẽ là một loại như thế nào thực lực kinh khủng, và cao độ. Ít nhất hiện nay hắn, đang đối mặt như vậy tầng thứ nhân vật, có thể hay không chống nổi 10 chiêu, vậy cũng là không biết số. Không trách vật chút làm sao có thể ở đó chút bệnh đau mắt trong tay người sống sót. Trần Phi cười một tiếng, làm vậy Tề Hư Trùng sững sốt một chút. Rồi sau đó dừng một chút, vậy Tề Hư Trùng sắc mặt ngưng nhiên nói, bên ngoài bây giờ đều biết ngươi lấy được rồi Dạ Hoa Đan đạo truyền thừa. Rất nhiều cặp mắt cũng nhìn chòng chọc ngươi, nhất là vậy bên trong vực. Ta nghe nói đồ sộ cương vương phủ thứ nhất khách khanh, bên trong vực tiếng tăm lừng lẫy luyện đan đại sư cổ treo đã buông lời đi ra, như có người có thể từ tay ngươi cướp đi vậy truyền thừa, giao phó tại hắn, là được ở tay hắn nhận một quả đôi văn, ban ngày ngày đêm đan. Ban ngày ngày đêm đan, Trần Phi nghe vậy con ngươi hơi nhanh tránh, nói, phải không? Cái này đồ sộ cương vương phủ, còn có cái gì đó cổ treo? Là lai lịch gì? Bên trong vực vương tộc bảy đại vương phủ, cái này đồ sộ cương vương phủ xếp thứ hai, vậy Kiêu Long vương phủ còn tăng thêm một bậc. Mà đây cổ treo cổ đan vương chính là một vị ba sao vương cấp luyện đan sư, bên trong vực không mấy người có thể được qua hắn, có rất cao thân phận, địa vị, được vậy đồ sộ cương vương phủ đồ sộ cương vương coi trọng. Tề Hư Trùng mặt đầy lo âu, nói. Ba sao vương cấp luyện đan sư, Trần Phi ngược lại là nhỏ nhỏ kinh ngạc một chút. Vương cấp luyện đan sư phân là một tới 5 sao, một sao thấp nhất, 5 sao cao nhất, trước vậy thua ở Trần Phi trong tay Giang Vạn Lý chính là cái rất thông thường một sao vương cấp luyện đan sư. Mà nếu là vậy luyện đan sư 3 sao mà nói, ngược lại cũng quả thật coi là một nhân vật. Bất quá rồi sau đó Trần Phi đem cái này quên đi. Luyện đan sư 3 sao cũng được, đồ sộ cương vương phủ thứ nhất khách khanh cũng tốt, nếu như muốn hắn chú ý, vậy hắn phụng bồi, chẳng qua là... hướng sẽ trả giá nào tốt lắm. Thật lấy là hắn là trái hồng mềm, tốt nặn. Hai vị, cửu u cung bên kia còn có người chờ ta đã qua, ta liền cáo từ trước. Rồi sau đó Trần Phi chuẩn bị cáo từ. Cửu u cung, là hắn hôm nay ở nơi này võ thành cuối cùng một trạm. Lúc này một liền sau đó, hắn liền có thể cứ an tâm đi bên trong vực. Ừ, bên ngoài bây giờ ánh mắt rất nhiều, cẩn thận chút. Vậy Tề Hư Trùng gật đầu một cái, nhắc nhở. Chợt Trần Phi liền rời đi vậy Tề gia bảo, đi tới Cửu U Cung làm. Ở Cửu U Cung nội bộ có một tòa cao ngất ma sơn, ma dưới chân núi, một cái bãi cát khúc sông đứng lặng yên, loạn thạch mọc tùm, nhưng lại linh khí sung túc, linh mạch kiêu hoành, Cửu U Cung cao cấp nhất một nhóm kia lão gia chính là cũng ẩn cư ở chỗ này. Lần này bọn họ quyết định thật là nhớ táng hạ, hóa là thi, bản thân này là một loại đánh bạc. Bởi vì mạnh như Thiên Nguyên Tông Thiên Nguyên chân nhân. Cũng là ước chừng qua gần ngàn năm mới thành công hồi phục sống lại, Cửu U Cung có thể hay không lại ai qua ngàn năm thời gian. Không ai biết được, bất quá sợ rằng người bất kỳ đối với lần này đều phải đánh cái dấu hỏi. Hơn nữa, cái này tỷ lệ thành công cũng là rất mong manh rất mong manh. Trong 1%, 0,1%, có thể nói muốn nếu đổi lại là cái chân chính người có lý trí, vậy khẳng định cũng sẽ không đối với loại này mờ mịt chuyện đáp lại to lớn hy vọng. Nhưng là... người chi sắp chết, đầu óc đã là bất tỉnh. Càng sống được lâu người càng sợ chết, lời này không phải huyệt chống tới gió, giống như cái này Cửu U Cung nhân vật lớn, Túc Lão, ngàn năm chi kỳ, trong 1%, 0,1% hy vọng, hắn vẫn là cực độ khát vọng muốn thử một lần. Dẫu sao nếu không phải thử, hắn chết, cũng không phải là chết vô ích,
một chút phục hy vọng sống cũng không có, nói như vậy, còn không bằng đụng một cái, không phải sao? Bãi cát khúc sông, 4-5 vị người khoác chiếc áo bào đen dài nón cụ già ngồi trên chiếu. Những người này cả người cũng giải rác kinh khủng hơi thở, chân nhân cảnh. Không, chân nhân cảnh đỉnh cấp mới đủ lấy hình dung bọn họ lúc này khí thế, cũng nói, võ thành 4-1 trong những đại thế lực, cửu u cung tầng chót ít nhất là 80% tầng chót cao thủ, bây giờ cũng toàn tụ tập ở nơi này. Mà ở bọn họ trước mặt, một cái khảm bạc khảm kim cổ quan phá lệ dụ cho người nhìn chăm chú. Trần tiên sinh, chúng ta đã dựa theo ngươi nói làm. Đem hắn an táng vào cái này trong quan tài. Lúc này, một giọng nói vang lên, nhưng là cửu u cung một vị tầng chót nhân vật hướng Trần Phi cung kính nói. Tuy nói hắn có tiểu thiên vị đỉnh cấp thực lực, có thể trước, Trần Phi vậy nhiều người mắt nhìn chừng chừng hạ tàn sát ngũ sắc linh tướng trận chiến ấy, vậy vẫn là hướng mọi người rõ ràng tuyên bố. Hắn hôm nay, đại thiên vị đỉnh cấp trở xuống vậy tất cả đều là con kiến hôi, không chịu nổi một kích. Như vậy, chỉ có tiểu thiên vị đỉnh cấp thực lực, tự nhiên không dám ở Trần Phi cái này hung trước mặt người càn rỡ, hoặc lỗ mãng cái gì. Những thứ khác vật của ta muốn đều chuẩn bị xong chưa? Trần Phi gật đầu một cái, hỏi, đem người sắp chết đổi thành là thi cái này dĩ nhiên không chỉ là ước chừng miệng nói, nơi yêu cầu vật liệu liệu cũng là cực kỳ loang lổ, phức tạp. Mà những thứ này, Trần Phi không thể nào đi chuẩn bị, chỉ có cửu u cung tự cầm ra. Cơ bản cũng đủ, nhưng duy chỉ có còn kém một món đồ, chúng ta thật sự là không biết hẳn đi đâu, mới có thể tìm được. Lão kia người nói, mặt lộ ra vẻ khó xử. Kém cái gì? Trần Phi con ngươi nhanh tránh, hỏi. Là cái này, lão kia người đưa tay chỉ danh sách mặt cuối cùng một thứ vật phẩm, mặt đầy trách, nói chúng ta cửu u cung cơ hồ là phát động tất cả mọi người mạch, thậm chí liền bách hiểu cung đều đi, nhưng cái này gọi là âm hà hạt đồ, thật sự là không tìm được. Bách hiểu cung cũng đi, vậy bọn họ hẳn là không bán cho các người đi, vật này là từ bọn họ vậy truyền tới, bách hiểu cung sao có thể không biết. Trần Phi nghe vậy cười lắc đầu một cái, nói. Cái gì, vật này là từ bách hiểu cung truyền tới. Lão kia người ngây ngẩn, mặt đầy kinh ngạc, cổ quái. Bởi vì trước kia bọn họ chạy đi bách hiểu cung mua tư liệu thời điểm, đối phương đích xác là không có nói cho bọn họ cái này âm hà hạt, kết quả là đồ chơi gì. Nhưng bây giờ Trần Phi nhưng lại có thể như thế nói, cái này âm hà hạt, là từ bách hiểu cung lưu truyền ra. Bách hiểu cung không bán cho các người cũng không trách, vật này nhưng mà cái cướp tay hàng, chỉ cần sản sinh ra tới, vậy cũng biết bị trên đời cái này rất nhiều thế lực lớn một cướp sạch sẽ, bất quá. Trần Phi nói đến đây cặp mắt híp một cái, lẩm bẩm nói, không quá ta nhớ vật này bách hiểu cung tất cả cái chi nhánh cũng hẳn là sẽ lưu lại hàng tích chữ mới đúng. Tiếng nói vừa dứt. Trần Phi liền đứng dậy hướng cửu u cung chư người nói, ta và các người lại đi bách hiểu cung một chuyến, nhưng là, làm xong chảy máu nhiều chuẩn bị đi. Cửu u cung mọi người trố mắt nhìn nhau, cuối cùng vẫn là do một người dẫn Trần Phi rời đi võ thành, đi liền bách hiểu cung phân bộ sở tại ngày nay cổ thành làm. Ngày nay cổ thành, là kiềm nam cổ quốc ngoại vực tiến vào bên trong vực sau tòa thứ nhất siêu cấp thành trì. Hết sức khổng lồ, diện tích ngàn dặm, như biển người. Như lấy bàn về quy mô, hoặc tổng hợp nội tình, ngày nay cổ thành đứng sau vương đô, cùng với thiên giã bình nguyên thành phố hỗn loạn. Xếp thứ ba. Ngày nay cổ thành đường phố, tiếng người ồn ào, đầu người nhốn nháo, một đường làm thậm chí không thiếu có tiểu thiên vị cao thủ xen lẫn trong người nọ nhóm làm, dừng dưng lui tới lần lượt thay nhau, sát bên người mà qua, bất kể người khác biết hay không, cũng đều không lộ ra thần sắc gì khác thường, như vậy liền chứng minh ở nơi này ngày nay cổ thành làm. Cho dù là chân nhân cảnh chi tiểu thiên vị chân quân cảnh nhân vật, tựa hồ vậy không coi vào đâu. Mà đây, vậy chính là bên trong vực chỗ tòa này được gọi là thứ ba thành trì ngày nay cổ thành nội tình chỗ, xa không phải ngoại vực chư thành trì có thể so với. Thậm chí liền vậy võ thành cùng chi nơi đây tương, cũng thật to không bằng. Mà làm Trần Phi cùng cửu u cung cao tầng đi tới nơi này ngày nay cổ thành nội bộ sau đó. Trần Phi lại trực tiếp ở nơi này chu vậy dày đặc thành trì đường phố làm thất quải bát chuyển đứng lên, hướng một cái hướng khác đi, làm sau lưng hắn cửu u cung cao tầng đều ngẩn ra. Không khỏi bật thốt lên hỏi. Trần tiên sinh người trước đã tới ngày này cũng cổ thành. Lúc này, nhìn Trần Phi đối với ngày này cũng cổ thành trình độ quen thuộc, thậm chí liền hắn cái này đã tới mấy lần lão gia cũng hoàn toàn không bằng. Nếu không phải là thường xuyên đến ngày này cũng cổ thành,
lại như thế nào đối với cái này đi Bách Hiểu Cung tuyến đường như vậy quen thuộc. Chưa từng tới, có thể nghe nói Trần Phi nhưng lắc đầu một cái, nói. Chưa từng tới, Cửu U Cung nhân vật cao tầng không khỏi ngẩn người, chưa từng tới, vậy Trần Phi bây giờ là làm thế nào biết đi thông Bách Hiểu Cung lộ tuyến. Bất quá, đối với hắn lúc này nghi vấn, Trần Phi nhưng cũng không dùng giải thích cái gì, mà là theo vậy ở hắn mắt rõ ràng không thông hướng Bách Hiểu Cung phân bố bảng chỉ đường, ký hiệu, thẳng đi tới ngày nay cổ thành bên trong một tòa rất không bắt mắt, thật rất nhỏ hẻm nhỏ làm. Mà đây hẻm nhỏ tọa lạc khu vực cơ bản có thể nói là ngày này cũng cổ thành làm, thông thường nhất, vắng vẻ nhất, nhất không dậy nổi dạng vậy một khối mà, giống như là con chuột động vậy, nếu không phải mục tiêu rõ ràng. Chỉ sợ cũng rất khó sẽ có người đoán được tu chân giới đại danh đỉnh đỉnh, Bách Hiểu Cung, lại sẽ đem chi nhánh chọn thiết lập ở chim không hết lông hoang vu xó xỉnh. Bất quá, đây đối với biết rõ bọn họ người mà nói, cũng đã là tạo thành thói quen. Cho nên Trần Phi cũng không đối nhãn trước cái này một ít có gì ngoài ý muốn. Đi theo, Trần Phi thẳng hướng vậy hẻm nhỏ khi cuối cùng thứ hai đếm ngược hai ba gian tiệm nhỏ trải đi tới. Gió hô xì xì thổi tới. Vậy tiệm nhỏ trải ngoài cửa phá cửa một hồi ê răng tiếng, giống như là tùy thời cũng sắp ngã xuống vậy, làm người ta hơi có chút rợn cả tóc gáy, sau lưng lạnh cả người. Bách Hiểu tiệm nhỏ, ở đó tiệm nhỏ bên ngoài, từng cái gồ ghề một bài xiên xẹo viết bốn cái cực nhỏ chữ nhỏ, mặt bẩn thỉu, hiện đầy mạng nhện. Trần tiên sinh là cái này, Cửu U Cung cao tầng chỉ cái này bẩn thỉu tiệm nhỏ nói. Trần Phi một mặt mỉm cười. Đẩy ra vậy chi chi nha nha rách dưới cửa gỗ, đi vào. Tiệm nhỏ bên trong, ánh sáng hết sức u ám, đen thùi một phiến, ở đó nhất nội bộ vị trí mơ hồ có thể gặp để một cái không biết nhiều ít niên đại rách dưới tủ gỗ tử, trừ cái này ra, vậy sau quầy là có ngồi cái gầy không sót mấy lão quỷ. Cái này lão quỷ nhìn như gầy đét không, một cái từ vậy bẩn thỉu tay áo bào làm đưa tay đi ra ngoài bắt, cánh tay, lại là giống như móng gà vậy, rất là lạnh người. Lúc này hắn còn đang gối đang ngủ gà ngủ gật, cặp mắt nửa hí nửa mở, cho người cảm giác khó hiểu có chút âm trầm. Lão đầu này tóc rối bời, giống như là ổ gà như nhau, khoa trương nhất là vậy loạn hỏng bét tóc làm lại thật có cái vật nhỏ lông nhung, cả người đen thùi một đoàn, một đôi to linh lợi cặp mắt lúc này đang nhìn chằm chằm Trần Phi hai người, rát chít chít lạnh người hô hoán lên. U, kêu âm gà, Trần Phi nhìn vậy cót két hô hoán lên đứa nhỏ một hồi kinh ngạc. Chợt theo bản năng đưa tay ra, muốn đi sờ một cái, đây là sau lưng hắn Cửu U Cung cao tầng sắc mặt lập tức thay đổi đứng lên, thậm chí có chút kinh hoàng thất thố, ngăn cản nói, đừng. Hắn sở dĩ sẽ như thế thất thố, đó là bởi vì hắn rất rõ ràng cái này nhìn giống như là người vô hại con gà con, nhưng thật ra là cái rất kinh khủng sinh vật. Bởi vì trước kia, hắn từng chính mắt nơi gặp, cũng có cái phái nữ tu sĩ tựa hồ là cảm thấy cái này con gà con rất đáng yêu, muốn đưa tay sờ một cái. Có thể kết quả, nhưng là một đoàn không biết là lai lịch gì năng lượng, trực tiếp là đem thiêu hầu như không còn. Mà người nữ kia tu sĩ hắn còn biết, là một cái bên trong vực nhị lưu tông phái đầu rồng nhân vật, sắp đạt tới lớn thiên vị cảnh giới. Cách chít chít, màu đen kia con gà con kêu la càng vui mừng đứng lên, một đôi lạnh người mắt ti hí châu gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, sắc bén lóe lên, không lạnh người. Ừ. Vậy gối móng gà cánh tay lão đầu nhi cũng là giống như cảm nhận được cái gì, chậm thong thả giật giật thân thể, di động tốc độ rất chậm, nhìn như giống như cương thi như nhau. Lần này nguy rồi, cùng lúc đó Cửu U Cung cao tầng trong lòng trực tiếp là kêu khổ ai oán đứng lên, cảm giác ngày hôm nay chuyện này muốn không xong. Từ không người nào dám ở nơi này Bách Hiểu Cung càn rỡ, bởi vì trước kia như vậy càn rỡ người, cũng không giải thích được chết, hung thủ cũng không biết là ai, lâu ngày. Không ai lại dám ở cái này địa phương quỷ dị mình cùng mình làm khó dễ. Mà bây giờ, Trần Phi như vậy liều lĩnh cử động, rất hiển nhiên ở hắn mắt là có chút quá mức, càn rỡ. Muốn nếu đổi lại là cái những người khác ở nơi này, ai dám ở nơi này Bách Hiểu Cung làm như vậy. Có thể tiếp theo phát sinh hết thảy, nhưng làm cái này rất rõ ràng Bách Hiểu Cung chi nhánh lợi hại Cửu U Cung cao tầng ngây ngần. Bởi vì chỉ gặp Trần Phi cái bàn tay kia lại có thể thật rơi xuống màu đen kia con gà con thân sờ một cái, bất kỳ bất ngờ cũng không có phát sinh, hơn nữa một lát sau, Trần Phi còn nghĩ màu đen kia con gà con bế lên, ôm được trong lòng. Như vậy động tác để cho Cửu U Cung cao tầng trong lòng không nhịn được lạnh lùng ngược lại hút hơi lạnh đứng lên, cái này, đây thật là hắn biết vậy chỉ, có thể đốt chết nửa bước đại thiên vị nhân vật quái vật con gà con.
làm sao ngày hôm nay đổi được dễ nói chuyện như vậy, còn có thể để cho người ôm nó sờ. Cách chít chít cách chít chít. Đây là màu đen kia con gà con ở Trần Phi trong lòng hô hoán lên dãy giụa, giống như là rất ghét bị người sờ, bị người ôm. Thấy tình cảnh này Trần Phi cười một tiếng, ngón tay lau một cái, sáng lên một đoàn bụi đất chầm chầm ánh sáng trắng, màu đen kia con gà con gặp được lại có thể lập tức không gọi, mà là cặp mắt sáng lòe lòe sáng lên nhìn chầm chầm vậy ánh sáng trắng, thật nhỏ cổ họng rõ ràng ừng ực cô lỗ, giống như là ở nuốt nước miếng. Muốn ăn không? Trần Phi cười híp mắt hỏi. Màu đen kia con gà con giống như là rất thông minh, có thể nghe hiểu được Trần Phi mà nói, vậy đầu nhỏ như tựa như gà con mổ thóc được một mực không dừng lại điểm, làm vậy một bên cửu u cung cao tầng vậy kêu là một cái là nhìn trợn mắt hốc mồm. Cái này lại còn có thể như vậy chơi. Ừ, lúc này, một đạo kinh ngạc tiếng truyền tới, lão đầu kia cũng là chậm rãi mở mắt ra, lộ ra một đôi chỉ có con ngươi, không có con ngươi màu xám trắng ánh mắt, thật sự là quá quỷ dị. Để cho người thấy toàn thân phát rét, như có điều suy nghĩ nhìn Trần Phi hỏi nhỏ các hạ là. Hắn thanh âm hết sức chậm rãi, thanh âm không nhỏ trượt, du dài, giống như là địa phủ bên trong cái loại đó đói cực kỳ lâu quỷ đói vậy, uể oải, như vậy giọng, như vậy động tác, làm người ta cảm giác hắn thật là cũng không có một chút loài người tức giận. Không giống như là người. Bách Hiểu Cung khi nào chả sẽ hỏi loại vấn đề này. Trần Phi ôm màu đen kia con gà con mặt đầy mỉm cười, nói. Lão kia người hơi ngẩn ra, chợt nhạt nhẽo lắc đầu một cái, nói, xin lỗi. Bách Hiểu xanh, Bách Hiểu chuyện, trăm chuyện vô vật không hiểu. Bách Hiểu cung phục vụ cho ngươi, xin hỏi quý khách ngài cần gì? Chúng ta muốn đổi một cái âm hà hạt, Trần Phi hơi híp mắt nói. Âm hà hạt, lão kia người động tác cương chậm ngẩng đầu lên quét mắt Trần Phi, lại nhìn xem sau lưng hắn cửu u cung cao tầng. Chợt lắc đầu một cái, chậm rãi nói, không đổi. Không đổi, Trần Phi chân mày cau lại, nói tại sao không đổi. Lão kia người không nhiều đi nữa xem Trần Phi một mắt, động tác dần dần được càng cứng còng, chậm chạp, chôn cúi đầu, tựa hồ là muốn đang tiếp tục ngủ gà ngủ gật. Thanh âm giống như con muỗi kiến, nhỏ không thể ngửi nổi, nguồn hàng hóa ra chút vấn đề, hết hàng, cho nên. Cái gì, Trần Phi cặp mắt kia ngay tức thì là nhỏ híp lại. Nguồn hàng hóa ra chút vấn đề. Đây chẳng phải là nói. Trong nháy mắt, rách dưới bên trong cái phòng nhỏ không khí có chút quy về yên lặng. Cửu u cung cao tầng chôn đầu mắt liếc Trần Phi, lại cúi đầu quét một vòng vậy nằm sấp bàn giống như là muốn tiếp tục ngủ gà ngủ gật ông già, nuốt nước miếng một cái, chỉ cảm thấy trong lòng giống như là đè khối núi lớn tựa như được, hả giận đều khó, để cho hắn cảm giác sắp không thở nổi. Thật không đổi, Trần Phi cau mày lần nữa lên tiếng hỏi. Không được, đây là lão đầu kia đã là thu hồi ánh mắt, giống như mơ màng dáng vẻ buồn ngủ, nhìn Trần Phi và cửu u cung cao tầng đều thần sắc có chút khó coi. Trần tiên sinh, vậy chúng ta nên làm gì bây giờ? Cửu u cung cao tầng không nhịn được hỏi. Không có âm hà hạt, đây chẳng phải là bọn họ cửu u cung máu kia sát linh thể muốn hóa là thi kế hoạch lâu dài, muốn đến đây chấm dứt, tan thành mây khói. Trần Phi nghe vậy không nói, sau một lúc lâu. Hắn mới đột nhiên nói, vậy ta muốn quỷ thành vị trí. Còn có cái này kêu âm gà. Lão đầu kia bỗng nhiên ngẩng đầu, hơn nữa lần này tốc độ còn tương đương mau, trước không trước cái loại đó chậm rãi động tác. Hắn cặp mắt hơi híp chết nhìn chằm chằm Trần Phi, hồi lâu, mới chậm rãi nói, quỷ thành vị trí ta có thể nói cho ngươi, bất quá giá tiền là 10 triệu hạ phẩm linh thạch, nhưng là, cái này kêu âm gà không có thương lượng, không thể nào. 10 triệu hạ phẩm linh thạch, T. Cửu u cung cao tầng nghe vậy trực tiếp là ánh mắt chấn động một cái, ngược lại hút khí lạnh đứng lên. Quỷ kia thành kết quả là cái thứ quỷ gì? Chỉ là một vị trí, muốn 10 triệu hạ phẩm linh thạch, đây không phải là cướp sao? Không thể nào, mà nghe vậy Trần Phi nhưng chính là cặp mắt híp một cái, nhàn nhạt nói, ngươi nói không thể nào không thể nào. Vật nhỏ này muốn cùng ai, ngươi để ý. Dứt lời, Trần Phi tay xuất hiện lần nữa vậy bụi đất chầm chầm ánh sáng trắng. Vậy đen thui ngọn lửa gà vừa thấy được sau đó, lập tức là cặp mắt sáng lên, cách chít chít hưng phấn thẳng kêu lên. Nhìn bộ dáng kia, sợ rằng nó coi như là biết rõ Trần Phi phải đem nó, rẽ đi bán, nó cũng biết không chút do dự, không chùn bước đi theo. Mà ở thấy tình cảnh như vậy, lão kia người sắc mặt khó khăn xem đến mức tận cùng, ngẩng đầu nhìn Trần Phi, hồi lâu mới chậm rãi nói. Kêu âm gà ta có thể cho ngươi mượn, nhưng là,
cũng phải cần 10 triệu hạ phẩm linh thạch. Vậy không thể nào, Trần Phi không chút do dự lắc đầu một cái, nói, đừng quên các người Bách Hiểu Cung và địa phủ ký điều ước ước định. Ngươi lấy là ta không biết. Ngươi, lão kia người sắc mặt đại biến, nhìn chằm chằm Trần Phi, ngươi làm sao biết? Điều này sao có thể? Cái này không thể nào. Ở sau lưng Cửu U Cung ông già nghe được Trần Phi cùng cái này ông lão cổ quái nói chuyện, hoàn toàn là đầu óc mơ hồ. Mà đây đầu óc mơ hồ làm, hắn lại là không nhịn được hơi đối với Trần Phi lần nữa sinh ra nồng nặc lòng rung động. Bách Hiểu Cung đó là bực nào tồn tại? Nói khó nghe, sợ rằng coi là cả bọn họ Kiềm Nam cổ quốc tất cả thế lực cộng lại, vậy với không tới đối phương một đầu ngón tay ấn. Cho nên đã từng lấy đi bất kỳ tới đây Bách Hiểu Cung mua tin tức người, phàm là hắn nhìn thấy, không một không phải run rẩy hiển hách, dè đặt, nhưng còn bây giờ thì sao? Ở hắn ấn tượng làm, dám như thế và Bách Hiểu Cung chi người người nói chuyện, trừ Trần Phi, hắn đời này cũng còn không gặp qua cái thứ hai. Các người muốn kêu âm gà, lão kia người sắc mặt khó khăn xem trầm mặc hồi lâu, cuối cùng vẫn lắc đầu một cái, không kiên trì. Làm sao, bây giờ có thể đổi? Trần Phi hé mắt, hắn biết. Lão kia người quét mắt Trần Phi, rồi sau đó chính là giống như cương thi vậy đứng lên, chậm rãi nói, và ta tới. Sau đó, sau lưng hắn đen nhánh kia một mảnh khu vực lại vô hình ở mọi người cảm giác bên trong nhiều hơn một cánh cửa, hắn nhẹ nhàng đẩy ra thần bí kia cửa, đi vào cửa kia. Thấy tình cảnh này Trần Phi con ngươi nhanh tránh, đi vào theo. Mà ở sau lưng hắn Cửu U Cung cao tầng chính là sắc mặt đổi một cái. Nói Trần tiên sinh, ta. Hiển nhiên, hắn là muốn đi vào, lại có chút không dám đi vào. Trong lòng thấm hoảng, ở bên ngoài chờ đi, Trần Phi nhàn nhạt nói một tiếng, sát theo, hắn hết thảy trước mắt sáng tỏ thông suốt. Đi tới một cái thần bí khu vực. Đây là một tòa tiểu viện, không có ánh mặt trời, có thể ngày đó không lại có từng luồng không biết mới vừa xưng hô như thế nào âm lãnh nguồn sáng dòng nước chảy xuống. Chiếu sáng ở lớn, làm người ta cảm giác khó chịu ấm áp, mà là sâu hàn. Cốt tử do hướng nội bên ngoài cái loại đó sâu hàn. Các người muốn âm hà hạt làm gì? Đi ở đường, lão kia người chậm rãi thanh âm đột nhiên từ phía trước truyền tới. Ta thiếu bọn họ một cái ân huệ, đáp ứng phải giúp bọn họ chi một người đổi thành là thi. Trần Phi vừa đi, một bên nhàn nhạt nói. Người sẽ đổi thành thi. Lão kia người không có con người cặp mắt lại ngưng ngưng. Chợt khẽ lắc đầu, nhàn nhạt lẩm bẩm nói, cũng vậy, ngươi liền kêu âm gà đều biết, sẽ đem người đổi thành là thi phương pháp, cũng không trách. Trần Phi híp mắt cười một tiếng, không lên tiếng, thấy tình cảnh này lão kia người vậy không nói gì, mà là thẳng đi tới một nơi u ám bờ sông, trong sông yêu dị thanh âm dài không ngừng rên rỉ, giống như là quỷ khóc như nhau, câu tâm hồn người, rất là lạnh người. Mà ở đó nhàn nhạt u ám con sông làm. Một cái thiếu chân bò cạp lười biếng nằm ở bãi sông, phục ra phụt vô như rồng vậy khí lưu, không rõ ràng lạnh như băng, làm Trần Phi không nhịn được cặp mắt kia là hơi ngưng ngưng, lẩm bẩm nói cái này âm hà hạt làm sao thành như vậy. Thiếu chân. Cho nên ta nói nguồn hàng hóa xảy ra vấn đề. Cái này hạng làm ăn, chúng ta Kiềm Nam cổ quốc chi nhánh đã dừng lại làm rất lâu rồi. Lão kia người mặt không cảm giác nói. Trần Phi cau mày không lên tiếng. Mà là thẳng hướng vậy u ám con sông đi tới, đưa tay một cái, một quyển khí màu trắng lưu liền đem vậy thiếu chân âm hà hạt cuốn lại, đến tay hắn, nho nhỏ quan sát. Chỉ chốc lát sau, Trần Phi mắt đột nhiên lóe lên qua một vẻ khiếp sợ vẻ, không thể nào. Đây chẳng lẽ là... Người biết cái gì, giống như là nghe được vậy Trần Phi lẩm bẩm tiếng, lão kia người diễn cảm đông lại một cái, hỏi. Phụ cận đây tòa kia quỷ thành âm hà có phải hay không xảy ra vấn đề gì? Trần Phi không trả lời, mà là cặp mắt làm còn lưu lại vẻ khiếp sợ, tự lẩm bẩm hỏi. Ngươi làm sao biết, lão kia người mặt liền biến sắc, nói, đích xác là bên kia xảy ra vấn đề. Làm sao, ngươi chẳng lẽ biết chút ít cái gì? Phải biết quỷ kia thành âm hà thay đổi, coi như là bọn họ, cũng đúng chi bó tay, thậm chí một chút đầu mối cũng không có, chỉ có thể bị buộc đóng cửa liền cái này gần như dự tiền làm ăn, đem vấn đề báo cho liền trụ sở chính bên kia. Có thể bởi vì bọn họ chi nhánh khoảng cách trụ sở chính thật sự là quá xa, đến lúc này một lần, ít nhất là cần mấy chục năm thời gian, cho nên bọn họ mới một mực chịu nhịn tính tình đến khi hôm nay. Nhưng mà, bây giờ lão đầu kia hiển nhiên là tuyệt đối không nghĩ tới, Trần Phi cái này không biết từ đâu thoát ra đầu tới người, căn bản không biết, nhưng là,
hắn lại có thể đối với quỷ thành, đối với âm hà như vậy quen thuộc. Ngươi hiểu biết chính xác đạo âm hà thay đổi là bởi vì cái gì? Ông già Thuận hô một hơi, hỏi. Trần Phi quét hắn một mắt, không lên tiếng, hồi lâu, Trần Phi mới chậm rãi nói, đem cái này âm hà hạt đưa ta chứ. Đưa ngươi, lão kia người ngây ngẩn, một đôi cương thi vậy con ngươi ở Trần Phi mặt quét rất lâu, cuối cùng mới chậm rãi cúi đầu, không nói lời nào, vậy không cự tuyệt. Trần Phi cau mày, nói qua đoạn thời gian ta lại tới tìm ngươi. Đến lúc đó ta sẽ đi âm hà bên kia xem xem. Đây là lão kia người cặp mắt mới lóe lên lau một cái nhàn nhạt mũi nhọn vẻ, trầm mặc hồi lâu, hắn chậm rãi nói, chờ một chút. Tiếng nói vừa dứt, hắn xoay người liền đi. Thấy tình cảnh này Trần Phi vậy không nói gì, rõ ràng đối phương hẳn là trở về báo, tìm kiếm ý kiến. Như vậy lớn như vậy tổng thể gần nửa ngày thời gian trôi qua, lão kia người rốt cuộc khoan thai trở về. Bất quá nhưng cho Trần Phi mang tới một cái không tốt không tin tức xấu. Âm hà hạt nó có thể lấy đi, nhưng là, trong 3 tháng, hắn phải thực hiện cam kết, đi quỷ thành âm hà bên kia xem một chút. Trong 3 tháng, Trần Phi nhíu mày một cái, như chẳng qua là có 3 tháng thời gian, vậy hắn sợ rằng lại được ở nơi này nhiều trì hoãn một ít thời gian. Rồi sau đó Trần Phi lắc đầu một cái, lại gật đầu một cái, quyết định trước hay là đem tay này sự việc làm. Hắn nói, có thể vân, vân, người trước đem ta tra một chút tư liệu, bên trong vực hoa thần tông, một cái kêu là cửu hoang xà bà trưởng lão, còn có một kêu bùi huyền tình thánh nữ. Ta muốn các nàng gần đây tất cả cặn kẽ tư liệu. Hoa thần tông, biết, lão kia người gật đầu một cái, lại lần nữa rời đi. Lần này chỉ qua không tới nửa giờ, lão kia người lại lần nữa tới đây, tay còn nhiều hơn 2 cuốn chiếu lấp lánh quyển trục. Trần Phi đi tới đem vậy 2 cuốn quyển trục nhận xuống, mở ra cẩn thận lật xem. Nhưng mà chỉ chốc lát sau, hắn chân mày nhưng nhíu lại. Các loại hoa thịnh hội, đây là cái gì? Hắn giọng có chút trầm xuống, lạnh lùng hỏi. Hoa thần tông dùng tới lôi kéo cường giả một trong thủ đoạn. Lão kia người tựa hồ rất quen thuộc cái này, các loại hoa thịnh hội, là cái gì? Hơi có vẻ trước một ít khinh bỉ giọng, chậm rãi nói, cách mỗi 30 năm. Cái này hoa thần tông sẽ dẫn đầu hắn dưới quyền thế lực, chung nhau cầm ra 99 đủ loại xinh đẹp, oanh oanh yến yến nữ tu sĩ. Bên ngoài nói là hắn tìm kiếm lang quân như ý, người tình ta nguyện, nhưng thực tế, những phụ nữ kia là con rối, là công cụ. Thực lực người nhỏ yếu nếu như muốn mang đi các nàng, không bị móc sạch nửa đời của cải, vậy cũng tuyệt đối là không thể nào chuyện. Như vậy hoa thần tông 3 đại thánh nữ đâu? Cái này vậy là cái gì? Trần Phi đem hắn nói cắt đứt, lại giọng không tốt hỏi. 3 đại thánh nữ, lão kia người nhàn nhạt đưa lên một chút trong mắt, chậm rãi nói, ha ha, nói xong nghe chút, là thánh nữ, không thể nói nghe chút, đó là thanh lâu đầu bài. Cái này hoa thần tông các loại hoa thịnh hội không thiếu sẽ hấp dẫn đến một ít huyền thiên vị vương giả ánh mắt, đến lúc đó, cái này cái gọi là 3 đại thánh nữ, đó là dùng tới công hãm, lôi kéo bọn họ lá bài chủ chốt. Rắc rắc. Trần Phi bàn tay hung hăng dùng một chút lực, tay kia 2 cuốn quyển trục nhất thời lên tiếng đáp lại mà bể, phiêu rơi xuống đất. Cái này các loại hoa thịnh hội, là lúc nào? Trần Phi 2 tròng mắt hơi híp, lạnh lùng hỏi. Hắn đã nghĩ xong, nếu như thời gian mâu thuẫn, quá chặt mà nói, hắn cho dù là tạm thời lỡ hẹn, buông tha cửu u cung chuyện bên này, cũng phải trước chạy tới hoa thần tông nói sau. Bùi Huyền Tình là hắn người phụ nữ, há cho người khác chấm mút 3 điểm. Theo vậy quyển trục lòng tin theo như lời, Bùi Huyền Tình hôm nay ở đó hoa thần tông thân phận, chính là cái này 3 đại thánh nữ một trong. Một năm sau này, lão kia người yên tĩnh nhìn lướt qua Trần Phi, giống như là đoán được chút gì, nói. Một năm rưỡi, Trần Phi con ngươi nhanh tránh, trầm mặc xuống. Đây là gian không tính là thiếu, khá vậy không coi là nhiều à. Hoa thần tông ở thành phố hỗn loạn, thiên giã bình nguyên, ngươi nếu như muốn đi. Biện pháp thông thường chỉ có từ nơi này vương tộc lãnh thổ bên trong đi xuyên qua. Mà dưới tình huống bình thường, người làm như vậy cần hao phí thời gian là nửa năm. Bất quá, người nếu là ở nơi này trên đường đi gặp liền phiền toái gì, bị người cho nhìn chòng chọc. Nói đến đây lão kia người con người hơi nhanh tránh, con người tái nhợt nói, như vậy một năm thời gian nửa tiếng có đủ hay không, thật khó mà nói. Trần Phi ngẩng đầu nhìn hắn một mắt, lạnh lùng nói, người kết quả muốn nói cái gì? Ha ha, lão kia người ha ha cười một tiếng, nói chúng ta đây có trực tiếp đi thông thành phố hỗn loạn truyền tống trận.
ngươi giúp chúng ta đi Quỷ Thành Âm Hà xem, vô luận có thể hay không giải quyết vấn đề, sau chuyện này, chúng ta để cho ngươi ngồi truyền tống trận đã qua, như thế nào? Một lời đã định, Trần Phi con ngươi mũi nhọn chớp mắt, lúc này gật đầu. Đi ngang qua Kiềm Nam cổ quốc vương tộc lãnh địa, hắn không phải không làm được, chẳng qua là, đúng lúc hắn bây giờ tình huống không thích hợp. Trước sự tình kia, Thiên Nguyên Tông di chỉ, Dạ Hoa Đan Vương truyền thừa, trực tiếp đưa đến bên trong vực hai ba ngồi bên trong vương phủ nhân vật lớn, bây giờ sợ rằng đều đưa hắn cho nhìn chăm chú. Dưới tình huống này, hắn nếu là ở đi sâu vào trại địch, muốn hoành đi xuyên qua, cái này không ra ngoài dự liệu có khả năng thật sự là thật quá thấp. Hắn bây giờ nào có cái gì thời gian bất ngờ. Cái này Âm Hà hạt ta mang đi, qua đoạn thời gian, ta sẽ lại tới tìm ngươi. Rồi sau đó Trần Phi trực tiếp là đem vậy thiếu chân Âm Hà hạt thu vào, xoay người rời đi. Gặp Trần Phi cầm đồ đi, lão kia người con ngươi nhanh tránh, do dự một chút, nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu một cái, không ngăn trở cái gì. Một cái Âm Hà hạt mà thôi, bọn họ Bách Hiểu Cung tổn thất dậy. Hơn nữa, hắn vậy thật không tin có người sẽ ngu xuẩn đến dám đến bọn họ Bách Hiểu Cung đi lừa gạt. Số một trễ, bong bóng đang viết bản thảo. Kết quả nhà chúng ta nhà lầu này máy vi tính đốt, còn bốc cháy, gây động tĩnh rất lớn, ổ cứng giảm số liệu vậy chạm điện không có, sau đó cái này hai ngày một mực ở xây, đến ngày hôm nay mới sửa xong, cái này bây giờ mới nhanh chóng viết hai chương trước phát ra ngoài. Hai ngày không canh mới, trước thật giống như vậy còn có hai chương thiếu, đó là sáu chương. Mấy ngày nay ta sẽ mau sớm bù lại, cụ thể thời gian không chừng, dù sao nửa tháng đi, gần đây trong nhà cửa hàng vậy bề bộn nhiều việc. Chính là làm ăn khá thời điểm, ai? Từ ngày nay cổ thành Bách Hiểu Cung lấy được rồi Âm Hà hạt sau đó, Trần Phi liền lại cùng Cửu U Cung cao tầng quay trở về ngoại vực võ thành, đi tới Cửu U Cung bí cảnh chính giữa, hoàn thành mình lời hứa. Đối với những người khác mà nói, cái này đem người đổi thành là thi quá trình có lẽ rất rườm rà, rất phức tạp, hơi không chú ý, thì sẽ thất bại, nhưng đối với Trần Phi mà nói, có vậy tu chân giới cao nhân truyền thừa thành tựu chống đỡ. Ngược lại cũng không phải vấn đề rất lớn. Ước chừng chỉ mất không tới nửa tháng thời gian, Trần Phi thì thành công đem Cửu U Cung huyết sát linh thể cho chuyển hóa thành thi. Cửu U Cung chỗ sâu, có một phiến hoang dã, nhìn như vô cùng là vắng lặng, mảng lớn khô héo cỏ dại, loạn thạch ải khâu cũng là khắp nơi đều là. Lúc này, Trần Phi còn có một đám mang quan tài người đang đứng ở nơi này trong hoang dã trong đó một nơi đổ nát thê lương địa phương. Hủ hóa đất bùn chính giữa tràn ngập vừa dày vừa nặng thời gian khí, lạnh người thêm tang thương. Long huyệt hàng tỷ chồng, đổi thọ 5-3 năm. Không bao lâu mà, Trần Phi giơ cao một quả đặc chế màu xám trắng bùa chú la lên một tiếng. Ngay sau đó, vậy thiếu chân Âm Hà hạt liền bị hắn lấy ra, dán lên vậy bùa chú, hướng bầu trời trong ném đi. Phịch, một tiếng sấm rơi xuống, điếc tai nhức óc, biến dạng thiên địa, tất cả mọi người đều sợ ngây người. Run lẩy bẩy, sắc mặt trắng bệch. Cái này, đây là... Lên tiếng người chính là Cửu U Cung đại thiên vị ông già, nhưng lúc này liền hắn đều bị sợ hết hồn, mới vừa rồi vậy sấm, hắn nếu như không cảm giác sai, đủ để đánh chết hàng ngàn hàng vạn cái hắn. Sống còn muốn sống, kia như thế dễ dàng. Trần Phi bỏ rơi vung hiện lên chua bàn tay, ở nơi đó, vậy dán màu xám trắng bùa chú Âm Hà hạt chẳng biết lúc nào lại bị hóa đá. Trần Phi chỉnh trọng kỳ sự đem vậy bị hóa đá Âm Hà hạt pho tượng bỏ vào trong quan tài, rồi sau đó hơi híp mắt, nói chết mà sống lại bình thường mà nói ít nhất cần ngàn năm thời gian tới nổi lên, hơn nữa, coi như vậy tỷ lệ cũng chỉ là trong 1% không tới. Có thể ngươi bây giờ muốn tốc thành phương pháp, đừng trách ta không có sao trước nhắc nhở ngươi, phương pháp kia mặc dù dây dưa lúc ngắn, chỉ cần không tới 100 năm, có thể tỷ lệ thành công nhưng liền 0,1% cũng chưa tới. Ngươi biết thật. Hiểu, cũng hiểu, vậy bên trong quan tài vang lên một đạo trầm thấp khàn khàn tiếng, chậm rãi nói, trong 1%, 0,1% đối với ta lại nói đều giống nhau. Nếu đều là hợp lại, sao không càng dứt khoát một ít đâu? Bỏ mặc nói thế nào, tóm lại đa tạ. Cảm ơn, Trần Phi lắc đầu một cái, nói, không cần cảm ơn. Dứt lời, Trần Phi sạch sẽ gọn gàng đem vậy quan tài bản đắp lên. Lại mặt không cảm giác làm dán lại liền 9981 nặng giấy niêm phong, dây dưa lúc 9 tầng trời 9 dạ. Cuối cùng, vậy quan tài bị Trần Phi đưa vào lòng đất. Long huyệt hàng tỷ chồng, đổi thọ 5-3 năm. Cái này Cửu U Cung huyết sát linh thể có thể thành công hay không, Trần Phi không biết,
Bất quá, hắn bây giờ đối với cái này cũng không có hứng thú gì. Nhân tình thanh, các vị, vậy ta liền cáo từ trước, Trần Phi đi theo chuẩn bị rời đi. Cung, chờ một chút, có thể cửu U cung đại thiên vị lão tổ nhưng đưa tay đem Trần Phi ngăn lại, không để cho hắn đi. Trần Phi cặp mắt nhất thời khẽ híp mị, lạnh lùng nhìn đối phương, nói, không biết đây là ý gì. Một cổ khí thế nhào ra, nhất thời làm vậy đại thiên vị cường giả con ngươi co giúp một cái, sắc mặt biến. Rồi sau đó, hắn có chút lúng túng sắc mặt đỏ lên, nói, không phải, Trần huynh ta không phải cái ý này, mà là. Qua, qua, đây là, phương xa truyền đến hai tiếng thanh thúy ô nha kêu. Chỉ chốc lát sau, một đạo không nhỏ bóng đen lóe lên tới, xuất hiện ở Trần Phi cùng trước mặt người. Phịch, một cái to lớn một sừng chạm đất, lại có vèo một tiếng. Một đôi đen nhánh vây cánh dương ra, yêu khí tràn ngập, che khuất bầu trời. Quả nhiên là ngươi, Trần Phi nhìn thân ảnh kia hơi hơi hí mắt, nhàn nhạt nói. Xem ra ngươi sớm liền phát hiện ta, bóng đen kia vây cánh thu vào, có thể kinh khủng kia yêu khí vẫn là lan tràn trên không trung, răng khắp nơi, làm người ta nghẹt thở, rất khủng bố. Bóng đen này không phải cái gì khác người, lại chính là ban đầu trận chiến ấy vậy từng hiện thân qua quả đen một chân. Tự giới thiệu mình một chút, ta không tên chữ, bởi vì ta là của người khác thú cưng, dĩ nhiên ngươi cũng có thể trực tiếp kêu ta ô nha. Quả đen một chân dừng một chút, lại chậm rãi nói, ngoài ra, ta đến từ bên trong vực vùng địa cực ma cung. Vùng địa cực ma cung, Trần Phi hơi ngớ ngẩn, chợt sắc mặt hơi có chút cổ quái, vùng địa cực ma cung sao, hắn muốn nhớ không lầm, bọn họ gần đây cuộc sống thật giống như không tốt lắm đi, nghe nói vị kia cổ vương cũng sắp chết. Làm sao còn có tâm tư đến cái này ngoại vực tới? Ừ, quả đen một chân gật đầu một cái, chợt lại vỗ cánh cao bay lên, hướng xa xôi chỗ bay đi. Thấy tình cảnh này, Trần Phi khẽ híp mị cặp mắt, nhưng vậy không thời gian đầu tiên liền theo sau, mà là quay đầu hướng vậy cách đó không xa sắc mặt có chút lúng túng, hốt hoảng cửu U cung các người hỏi các người và hắn, quan hệ thế nào? Chúng ta cửu U cung sáng tạo sư tổ chính là xuất từ vùng địa cực ma cung. Cửu U cung đại thiên vị ông già cười khan giải thích, giống như là rất sợ Trần Phi một cái khó chịu, và bọn họ trở mặt. Nguyên lai là như vậy, Trần Phi không biết làm sao lắc đầu một cái, chợt bay lên trời, vèo một tiếng bạo bắn ra, hướng chỗ xa kia quả đen một chân đuổi theo. Lấy hắn hiện nay thực lực, đối phương tuy mạnh, nhưng hắn thật giống như vậy không cần phải kiêng kỵ cái gì, cho nên ngược lại cũng không sợ. Rất nhanh, hai người một trước một sau, bay ra cửu U cung. Thậm chí rất nhanh ngay cả võ thành phạm vi vậy bay ra ngoài. Võ thành bên ngoài mười mấy dặm một tòa núi nhỏ đầu, không tầm thường chút nào, nhưng lại có một cái rất tự nhiên, rất trong suối nhỏ từ đỉnh núi chậm rãi chảy xuống. Quả đen một chân chính là ở con suối nhỏ này bên cạnh ngừng lại, lẳng lặng uống nước. Chỉ chốc lát sau, Trần Phi ở hắn cách đó không xa địa phương đáp xuống. Hắn nhàn nhạt hỏi, các hạ tìm ta, là có chuyện gì không? Ngươi là luyện đan sư, quả đen một chân ngẩng đầu lên, một đôi sắc bén con ngươi lạnh như băng nếu có nghiêm túc hái, nhìn chằm chằm Trần Phi, nói. Trần Phi khẽ nhíu mày, tựa hồ có chút không ưa đối phương cái này ưu việt thái độ. Nhưng hắn vẫn là nhàn nhạt gật đầu một cái, nói ừ. Ta là luyện đan sư. Vậy ngươi biết cứu người sao? Quả đen một chân lần nữa hỏi tới, ánh mắt sắc bén. Cứu ai? Trần Phi nói. Ta chủ nhân. Quả đen một chân nói, ngươi chủ nhân, Trần Phi lông mày nhướn lên, nếp nhăn được sâu hơn, nói chủ nhân ngươi là ai? Hành Sơn Ma Vương. Hành Sơn Ma Vương, Trần Phi chân mày chen đến một đoàn, danh tự này hắn thật giống như có chút quen tai, giống như là ở đâu nghe qua, hoặc như là không có. Trí nhớ có chút mơ hồ. Chủ nhân ta là vùng địa cực ma cung cổ vương, đây là, quả đen một chân lạnh lùng nói. Làm Trần Phi sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, thất kinh. Cái gì? Trần Phi khẽ híp mị cặp mắt, nhìn đối phương, hắn dĩ nhiên biết cổ vương là cái gì, ở nơi này kiềm nam cổ quốc, huyền thiên vị người được gọi là vương. Phách tuyệt một khối, mà vậy càng cao tầng một tới thiên vị nhân vật, chân quân cảnh đế vương, thì bị gọi là cổ vương, ý là xưa nay vua. Địa vị, tầng thứ cũng cao hơn một tầng lầu. Như vậy tầng thứ nhân vật bị thương, ngươi nhưng đến tìm ta. Cái này không thích hợp chứ, đi theo Trần Phi lắc đầu một cái, nói, hiển nhiên, hắn không hề muốn dính vào như vậy nước đục, cái này cũng đúng hắn không có chỗ gì hay. Ngươi không có biện pháp,
Quả đen một chân trao mày đứng lên, lạnh lùng nói. Trần Phi nhất thời cặp mắt lại đang khẽ híp nghị, cảm giác đối phương cái này tra hỏi giọng có chút quá bá đạo. Chợt vậy im lặng. Ngươi không nói không có biện pháp, vậy chính là có biện pháp. Quả đen một chân chậm rãi nói một tiếng, rồi sau đó vậy sắc bén yêu đồng chết nhìn chằm chằm Trần Phi trên mình, mở miệng nói, và ta đi thôi. Giọng nói kia cho người cảm giác chính là, hắn nói chuyện, người khác liền không thể cự tuyệt. Đi, xin lỗi, ta không có hứng thú. Trần Phi trong mắt trầm xuống, quả quyết cự tuyệt, để cho quả đen một chân trong mắt sắc bén vẻ hơi cứng đờ bất quá cũng chỉ là ngay tức thì chuyện. Và những người khác so sánh, ta đích xác là có chút không quá sở trường khuyên người. Quả đen một chân nhàn nhạt nhìn Trần Phi, lại chậm rãi nói, bất quá, ta muốn ngươi cũng hẳn rõ ràng, chúng ta vùng địa cực ma cung ở bên trong vực, ở thiên giã bình nguyên, ở thành phố hỗn loạn địa vị. Chỉ cần ngươi có thể có biện pháp chữa khỏi ta chủ nhân, ngươi muốn. Người khát vọng mà không thể so sánh, bất kỳ mạnh mẽ công pháp, pháp thuật thần thông, tài sản bảo tàng, chúng ta vùng địa cực ma cung cũng có thể cho ngươi. Như vậy, vậy là đủ rồi sao? Xin lỗi, ta không có hứng thú. Nhưng mà, Trần Phi nhưng không chút do dự lần nữa lắc đầu cự tuyệt, không cho hoài nghi, làm quả đen một chân lại lần nữa là ngẩn người, chợt vậy một đôi nguy hiểm yêu đồng là có chút co rút lại. Người rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Hắn lạnh lùng nhìn Trần Phi, nói. Cái này hoàn toàn là uy hiếp. Nghe được cái này uy hiếp, Trần Phi ánh mắt kia cũng là hơi híp một chút, nhàn nhạt nói, phải thì như thế nào. Hắn cho tới bây giờ đều là cái người thích mềm không thích cứng. Uy hiếp, hắn còn thật không sợ uy hiếp gì. Oanh, đây có thể không thể do ngươi. Yêu khí ngất trời, quả đen một chân lại có thể trực tiếp là vận dụng. Rồi sau đó lăng không chỉ nghe gặp một đạo ô nha kêu truyền ra, một bén hắc chảo trực tiếp là hướng Trần Phi chộp tới. Người sau hơi biến sắc mặt, một quyền đánh ra, phịch. Một tiếng vang dội, một quyền một móng tất cả cũng lui về, mỗi người mang cảm ơn giọt máu. Người lại có thể, quả đen một chân vỗ cánh cao bay, cảm nhận được độc chân năm móng lên làm đau đạt tới mùi tanh, vậy sắc bén yêu đồng chính giữa là có nhàn nhạt vẻ kinh ngạc truyền ra. Hắn nhưng mà đại thiên vị đỉnh cấp yêu vương, mà bây giờ, Trần Phi nhưng cùng hắn một quyền liều chết bất phân thắng phụ. Thân thể này, chỉ sợ là có chút lợi hại à. Ngươi có biện pháp cứu chủ nhân ta, cho nên ta không muốn cùng ngươi động võ. Rồi sau đó quả đen một chân chặt chặt nhìn Trần Phi, nói, lại cho ngươi một lần cơ hội lựa chọn, và ta đi, ta sẽ không đối với ngươi như vậy. Duy nhất cổ vương trọng thương đem tổn. Bọn họ vùng địa cực ma cung vào ngày tới đích xác là hết sức khổ sở. Hơn nữa vậy hành sơn ma vương vẫn là tính mạng hắn so sánh chủ nhân, như là chết, vậy hắn vậy không sống được, cho nên hắn mới có thể như thế xung động, ngựa chết thành ngựa sống, hy vọng Trần Phi và hắn trở về, cứu hành sơn ma vương. Nhưng tiếc là hắn đúng là không sở trường mời người, khuyên người. Hắn mời người hỗ trợ thái độ, làm Trần Phi rất không thoải mái, rất khó chịu. Chỉ cần ngươi có thể lưu lại ta, ta và ngươi đi một chuyến, lại ngại gì? Trần Phi tay khiêu khích chỉ quả đen một chân, nhàn nhạt mở miệng, làm quả đen một chân trong mắt thần sắc rốt cục thì hoàn toàn lạnh xuống. Hết sức lạnh lùng. Ngươi là nghiêm túc, hắn cặp mắt nhìn chằm chằm Trần Phi, giọng hết sức bất thiện lạnh lùng hỏi. Cùng lúc đó, đáng sợ yêu khí dần dần từ hắn bên trong thân thể lan tràn ra, chen đầy vân không. Không khí, vào lúc này bỗng nhiên là đọng lại đứng lên. Hết sức đáng sợ. Quả đen một chân là ai? Hắn nhưng mà đại thiên vị đỉnh cấp yêu vương, biết bao cường hãn. Tầm thường đại thiên vị nhân vật ở trước mặt hắn, không làm được cũng cùng một tầm thường võ phu không kém nhiều ít, cho nên hắn chân thực không hiểu, không hiểu, Trần Phi kết quả là thế nào dũng khí, dám cự tuyệt hắn, thậm chí, còn dám khiêu khích hắn, khiêu chiến hắn. Đây quả thực là không biết trời cao đất rộng. Ta từ không nói nhảm, Trần Phi chậm rãi mở miệng. Trong cơ thể là hiện ra màu tím nếu như là gió bão giống vậy đồ, khác một cổ dâng trào, khí tức bàng bạc hiện ra, cùng quả đen một chân yêu khí đối lập chung một chỗ, dẫn được hư không biến dạng, tí tách vang dội. Những ngày gần đây bên trong, hắn thực lực trên căn bản có thể nói là hoàn thành cấp 3 nhảy giống vậy tăng trưởng. Hơn nữa bây giờ hắn thân xác còn càng chân thực thiên phượng lửa rèn luyện sau đó, đạt tới thân xác hóa linh khủng bố cao độ, thân xác hóa linh, đó là cái gì khái niệm? Hôm nay người bình thường loại đại thiên vị đỉnh cấp, ở trước mặt hắn chỉ sợ là đã có chút không đủ nhìn, cho nên hắn muốn thử lại lần nữa,
đại thiên vị tầng thứ tột cùng yêu vương, hắn còn khoảng cách bao xa, hoặc là, vượt ra khỏi nhiều ít. Rất tốt. Một đạo lạnh lùng tiếng gầm nhỏ vang lên, quả đen một chân giống như là động tức giận. Ung ung vô hạn vang dội, trong hư không trực tiếp là xuất hiện gió lớn, màu đen vòi rồng, chính giữa xuất hiện vô số đầu oa oa kêu ô nha bóng dáng, cực kỳ quỷ dị. Cùng lúc đó, một cổ đáng sợ yêu khí, cũng là giống như sóng thần vậy triệt triệt để bộc phát. Xa xa võ thành nhất thời truyền tới tiếng kinh hô, vô cùng chấn động. Chuyện gì xảy ra, thật là khủng khiếp yêu khí. Cái này, đây cũng quá mạnh đi. Ta chưa bao giờ cảm nhận được qua kinh khủng như vậy yêu khí, đây quả thực là sắp để cho người nghẹt thở. Kết quả này là ai? Ồ, các người xem, một người khác không phải vậy Trần Ma Vương sao? T, Trần Ma Vương, người nói là hắn. Khoảng cách rất xa, có thể vẫn là rất nhiều người lúc này cũng trên mặt hiện đầy rung động, trong lòng hoảng sợ, thật là đáng sợ. Cách nhau trước mười mấy dặm khoảng cách lại cũng còn có thể làm bọn họ như vậy cảm thụ sâu sắc, nếu như gần, không bị cái này khí thế đáng sợ đè chết mới là lạ. Nhưng mà, đối mặt với quả đen một chân đáng sợ như vậy uy thế, Trần Phi vẫn còn là nguy nga không nhúc nhích, thậm chí liền diễn cảm đều không đổi một chút. Đối với hắn hôm nay mà nói, cái này trình độ khí thế, thật giống như vậy không coi vào đâu à. Ừ, mà vào lúc này quả đen một chân lại có thể chân mày hung hăng nhíu đi vào. Bởi vì lúc này Trần Phi, lại có thể cho hắn cảm giác không có sơ hở, mà không có sơ hở, hắn cũng không biết nên như thế nào xuất thủ trước. Phịch, kinh khủng hơn vòi rồng xuất hiện, hủy thiên diệt địa, sơn hô hải khiếu. Quả đen một chân năng lực là gió, trời xanh ma gió. Mà lực lượng này vậy từng khiến cho rất nhiều hiển hách cường giả đều bị thổi được choáng váng đầu hoa mắt, mắt nổ đom đóm, tiếp đó sơ hở trăm chỗ, bị hắn nhất kích có thể chết người. Nhưng hôm nay, Trần Phi không có bể tách ra. Là thật, một chút xíu sơ hở cũng không có. Quả đen một chân sắc bén yêu đồng băng lạnh, há miệng phun ra càng đáng sợ hơn gió bão, ma gió ngút trời, cát bay đá chạy, mà hắn khổng lồ kia yêu thân, cũng là hoàn toàn biến mất ở đó gió bão chính giữa. Trần Phi nhất thời chân mày có chút chen lấn đứng lên, nhíu lại, khổng lồ áp lực hướng hắn tấn công tới. Yêu vương cảnh đại thiên vị đỉnh cấp, đích xác là đáng sợ. Gió bão nứt ra, một cái ô móng vuốt màu vàng từ hắn sau lưng mét khối giỏ xuống, phụt ra phụt vô kinh khủng mũi nhọn, yêu khí sôi trào. Trần Phi thân thể chớp mắt, ngàn cân treo sợi tóc đang lúc từ tuyệt chiêu kia ô nha móng tránh ra. Nhưng dù vậy, lưu lại chập chờn, vậy vẫn là làm hắn sau lưng một hồi máu thịt mơ hồ, yêu khí tàn phá. Không phải đâu, Trần Ma Vương lại có thể bị người bị thương. Không, sẽ không, vậy hẳn là một đầu cái thế yêu vương. Hắn là ai? Mọi người trong lòng sợ hãi nhìn vậy thông thiên ma gió bão chính giữa yêu ảnh, cái này yêu vương thật sự là quá đáng sợ, liền Trần Ma Vương như vậy hung nhân cũng không đánh lại, bị hắn gây thương tích. Cùng lúc đó, quả đen một chân cũng là ánh mắt lạnh lùng, như vậy kết quả đối với hắn mà nói mới là chuyện đương nhiên. Coi như Trần Phi mới vừa đánh phế Kiêu Long Vương phủ ngũ sắc linh tướng, có thể hắn cũng chưa thấy được có cái gì. Bởi vì làm cái này, chuyện đơn giản, hắn giống vậy cũng có thể tùy tiện làm được. Oa, oa, quỷ dị ô nha kêu, đầy trời đều là, làm người ta toàn thân lạnh cả người. Ầm 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 ầm, kinh khủng à gió bão vòi rồng, gầm thét giống giận, không chỉ có ẩn núp quả đen một chân thân thể, đưa thân vào bóng tối, thậm chí liền liền Trần Phi đều bị khốn ở bên trong, muốn chạy cũng không được. Rất nhanh, thiên địa này hỗn loạn thời khắc, quả đen một chân xuất thủ lần nữa. Vậy ô màu vàng móng to đưa ra. Mang minh mông hủy diệt cường hãn yêu khí, hướng Trần Phi đầu bắt đi, hắn chuẩn bị trước phế Trần Phi một nửa bản lãnh, lại đem người bắt đi nói sau. Chỉ cần người tới trước tay hắn bên trong, còn sợ không mặc cho hắn cầm nặn sao. Chút lòng tin này, hắn vẫn phải có. Nhưng mà ngay tại hắn xuất thủ ngay tức thì, Trần Phi thân thể lại có thể cũng là ở cùng trong chốc lát động. Hơn nữa, cái này còn cũng không phải là thông thường động tác. Quả đen một chân con người yêu dị hung hăng rụt một cái, chợt, Trần Phi vậy thân thể lại có thể trực tiếp là ở trước mặt hắn biến mất. Cùng lúc đó, một đạo ánh sáng màu tím, xuất hiện ở vậy trăm trượng thiên khung, ma gió bão vòi rồng ngay phía trên, linh khí cuồng trào, màu tím dáng ngũ sắc sôi trào, một quyền đánh ra. Tử tiêu, thí ma quyền. Bá đạo một quyền khinh khủng, trực tiếp là làm cái này ma gió bão vòi rồng hủy diệt. Hơn nữa vậy gió bão hủy diệt sau đó,
Quả đen một chân thân hình chỗ đất còn lộ ra ngoài, sau đó đứng mũi chịu sào, bị hung hăng đánh vào trên người hắn. Phịch, đánh vỡ màng nhĩ, tiếng vang như sấm tiếng, kích thích người thần kinh. Vèo, sát theo, giống như là sao xa rơi xuống vậy, hư không tiếng rít, một đạo màu đen nước lũ chặt thẳng tắp rơi xuống ở trên vùng đất, nhấc lên hiên nhiên động đất. Lan tràn mấy trăm dặm, vết nứt rào rào như băng mặt vậy bắt đầu sụp đổ đứng lên, tình cảnh vô cùng kinh người, đáng sợ. Cái này, điều này sao có thể? Tất cả mọi người người đều đần đột, như vậy cuồng bạo một màn, bọn họ trọn đời không gặp. Cái này, đây không phải là chứ? Ta là đang nằm mơ sao? Xa xa, liền vậy nghe tin mà đến cửu U cung đại thiên vị lão tổ đều là lòng hung hãn run rẩy, kinh được thân thể cũng khẽ run đứng lên, đại thiên vị tầng thứ tột cùng yêu vương đủ để nghiền ép hắn, nhưng còn bây giờ thì sao? Qua, qua! Nhưng vào lúc này, hai tiếng vô cùng là tâm trạng phập phồng ô nha kêu truyền ra, một đạo bóng đen khổng lồ từ vậy trên mặt đất phế tích chính giữa lao ra, tung ma gió bão lại lần nữa đánh tới, ùn ùn kéo đến, yêu khí khủng bố, một đôi sắc bén yêu đồng hiện lên đỏ tươi. Xem ra đừng nói là lưu lại ta, muốn thắng ta, bằng một mình ngươi, cũng rất khó. Trần Phi không thấy vậy con ngươi đỏ tươi, nhàn nhạt nói, không sợ hãi chút nào. Vậy thì thử lại lần nữa. Quả đen một chân lúc này giọng thật không tốt, hung ác con người chính giữa tràn đầy ngút trời lãnh ý, ở chỗ này trước, hắn chưa bao giờ cho rằng Trần Phi có thể đối với hắn có bất kỳ uy hiếp, nhưng bây giờ, thực tế nhưng cho hắn vang dội một bạt tai, cái này làm hắn có chút mất lý trí. Rất khó chịu. Trần Phi quét hắn một mắt, nhưng không nghĩ pháp lại tiếp tục chiến đi xuống. Xoay người muốn rời khỏi. Ngươi muốn làm gì, đứng lại, quả đen một chân gặp Trần Phi phải đi. Sắc mặt thay đổi xì một tiếng. Một đoàn kinh khủng gió bão ngưng tụ thành bảo ngọc vậy quả cầu, từ hắn trong miệng khạc ra, làm vậy thiên địa này cũng cắt bay đá chạy đứng lên, tạo thành từng đạo phong chi xiềng xích hướng Trần Phi kéo đi, muốn đem lưu lại. Đáng tiếc, hắn lực lượng đối với Trần Phi mà nói còn chưa đạt đến cái loại đó có thể tùy tiện lưu lại hắn cao độ. Oanh, từng đạo đáng sợ kiếm mang chém xuống, ùn ùn kéo đến, vậy đầy trời phong chi xiềng xích trực tiếp là nổ tung. Đáng chết, gặp, quả đen một chân sắc mặt biến, vỗ cánh cao bay, xông lên lên trời, nhưng lúc này bầu trời này trừ sặc người khói mù, kia còn có cái gì những người khác bóng dáng. Thừa dịp mới vừa rồi vậy khói mù che giấu, Trần Phi không tốn sức chút nào liền đi, căn bản cản cũng không ngăn được. Mà ở thấy Trần Phi thật đã từ bên trong khu vực này rời đi, quả đen một chân con ngươi yêu dị lóe lên tức giận âm lãnh vẻ, sau lại nở nụ cười lạnh ngươi, lẩm bẩm nói. Ngươi bây giờ có thể chạy, có thể vậy bên trong vực lối vào đâu? Ngươi còn có thể chạy sao? Ta không tin ngươi sẽ một mực ở nơi này ngoại vực đợi, cho dù là muốn rời đi cái này quốc gia, đi ngang qua vương tộc lãnh thổ, lại bước qua thành phố hỗn loạn, đây là duy nhất đường phải đi qua. Vèo, tiếng nói vừa dứt, hắn vỗ cánh cao bay, trực tiếp là hóa thành màu đen sao trời biến mất ở cuối chân trời. Có ma gió bão hắn, tốc độ đã sớm độc bộ thiên hạ, ngạo thị cung cấp. Thậm chí liền một số ít huyền thiên vị vương giả đều không gặp được có hắn tốc độ nhanh. Mà kể từ đó, hắn tự nhiên 100% tự tin, có thể so sánh Trần Phi sớm hơn một bước đến vậy ngoại vực đi thông bên trong vực vào lối ra. Cũng chính là ngày nay cổ thành. Đến lúc đó, hắn chỉ cần trước thời hạn bày thiên la địa võng, còn sợ Trần Phi không ngoan ngoãn mắc câu, tự chui đầu vào lưới. Như Trần Phi thật có tự tin có thể cứu chủ nhân nó hành sơn ma vương, vậy hắn coi như là cột. Vậy phải đem người cột trở về. Bởi vì hành sơn ma vương như là chết, hắn cũng biết đi theo cùng chết. Cùng lúc đó, bên kia, đã thành công thoát thân Trần Phi rất hiển nhiên cũng không biết những thứ này. Bất quá hắn coi như là biết, chỉ sợ cũng chẳng qua là sẽ cười một tiếng chi đi. Thiên la địa võng, ngại quá, hắn lần này đi ngày nay cổ thành nhưng mà đi cho Bách Hiểu Cung những cái kia lão già kia làm việc, cho nên nếu ai thật như vậy nuốt xuống mà nói. Vậy thì thật là tốt cũng là một loại, tác thành, có thể làm những cái kia lão già kia đi ra phơi phơi nắng, gặp gặp ánh mặt trời. Như vậy, thời gian cực nhanh. Hơn nửa tháng sau đó, bên trong vực, ngày nay cổ thành nơi cửa thành. Trần Phi mới vừa theo vậy rộn rã người chảy vào thành, cách đó không xa, âm thầm thì có người nhìn chằm chằm Trần Phi dung mạo kinh ngạc, rồi sau đó tỉnh bơ từ vậy âm thầm rời đi. Trần Phi cũng không chú ý tới những thứ này. Mà là hướng Bách Hiểu Cung chỗ ở đường phố thản nhiên đi tới. Hơn nửa tháng thời gian,
Cái này đủ để làm hắn căn bản không biết lo lắng nữa, đối phương phải chăng sẽ đuổi kịp ngày này cũng cổ thành tới. Rất nhanh, Trần Phi liền đi tới cách Bách Hiểu Cung phân bộ sở tại đường phố vị trí không xa. Oanh, có thể đây là, một đạo quen thuộc mà vừa kinh khủng cường hãn yêu khí bỗng nhiên xuất hiện, đem hắn phong tỏa, rồi sau đó Trần Phi sắc mặt kia trực tiếp là khói mù đổi một cái. Thật đúng là âm hồn không tiêu tan sao. Trần Phi ánh mắt chậm rãi chuyển qua, hướng vậy đường phố, ở nơi đó, quả đen một chân còn có khác một xa lạ cụt một tay người từ từ đi ra bóng tối, hí ngược, lạnh lùng nhìn Trần Phi, nói. Rốt cuộc đã tới sao? Chờ ngươi thời gian rất lâu. Ngày nay cổ thành, tầm thường đường phố chính giữa, Trần Phi một thân một mình đứng ở vậy đường phố cuối, xa xa, quả đen một chân cùng với cụt một tay người còn có nhiều hơn bóng người lúc này tất cả đều ngẩng đầu, nhìn hắn. Cách nửa tháng nhiều, cái này quả đen một chân vẫn là âm hồn không tiêu tan, đuổi tận cùng không buông, lại có thể đuổi tới ngày này cũng cổ thành tới, hơn nữa lần này, hắn còn mang tới không thiếu người giúp. Trần Phi hơi híp mắt nhìn quả đen một chân bên người cụt một tay người, cảm nhận được rõ ràng trái chứng uy áp nhào tới, không khỏi lẩm bẩm nói. Lại là một đại thiên vị đỉnh cấp người sao? Lại tới cái đại thiên vị đỉnh cấp người, hơn nữa vậy những người khác. Cùng với quả đen một chân cái này đại thiên vị đỉnh cấp yêu vương mình, không thể không nói, đối phương thật vẫn là để mắt hắn à. Mà động tĩnh bên này, như vậy đối lập, cũng là thành công hấp dẫn tới không thiếu đi ngang qua người ánh mắt. Ồ, tê, đó không phải là, hơn nữa chợt, từng đạo ngược lại hút khí lạnh tiếng chen lấn vang lên, rất nhiều người đều là nhìn vậy cụt một tay người, cùng với sau lưng hắn những người đó sắc mặt đại biến đứng lên, diễn cảm cũng là sau đó ngưng ngưng. Thác Giang Sơn Kim Bích Sơn Chủ, đây chính là tiếng tăm lừng lẫy đại thiên vị đỉnh cấp nhân vật. Còn có vậy Thác Giang Sơn tất cả trưởng lão, khách khanh cấp nhân vật cũng ở đây. Kết quả này là chuyện gì xảy ra? Có người nhận ra vậy cụt một tay người đạt tới sau lưng những bóng người kia lai lịch, không khỏi hoảng sợ nói. Ngày nay cổ thành có thể kêu cho ra danh hiệu thế lực không thiếu, nhưng là, cái này Thác Giang Sơn tuyệt đối là trong đó rút ra đầu chủ người xuất sắc một trong. Có thể nói là có thể tả hữu ngày này cũng cổ thành bộ phận đại cuộc. Trừ những cái kia có huyền thiên vị vương giả nhân vật chấn thủ vương thống thế lực bên ngoài, cái này Thác Giang Sơn, thật tuyệt đối coi như là làm người ta sợ hết hồn hết vía vật khổng lồ. Nhưng còn bây giờ thì sao? Nhưng bây giờ bực này đồ vật khổng lồ cũng sắp toàn bộ điều động không nói, lại có thể liền Thác Giang Sơn đứng đầu Kim Bích Sơn chủ cũng đích thân tới. Vị này chính là chân chính nhân vật lợi hại. Từng tay nhuộm qua cùng cấp đại thiên vị đỉnh cấp nhân vật sinh mạng máu. Tiếng tốt dưới vô hư sĩ. Không chỉ có như vậy, Kim Bích Sơn chủ sau lưng những bóng người kia cũng là làm người ta quen mắt. Đây là Thác Giang Sơn tuyệt đại đa số trưởng lão, khách khanh cấp nhân vật, mỗi một người đều là khí tức cường đại, tiểu thiên vị tầng thứ là, làm ra đầu tê dại. Mà như vậy dọa người đội hình, hiện vào lúc này lại là ở nơi này ngày nay cổ thành bên trong canh chừng trước vậy một người. Cho nên người nọ, kết quả là ai? Tất cả mọi người ánh mắt, rối rít hướng Trần Phi hội tụ đi, chợt nhưng lại đều lộ ra vẻ nghi hoặc. Bởi vì bọn họ cũng không biết Trần Phi là ai, căn bản tựa hồ không gặp qua người này. Đây là, quả đen một chân đứng dậy, một đôi yêu dị yêu đồng cười lạnh trên cao nhìn xuống nhìn Trần Phi, nhàn nhạt nói chúng ta lại gặp mặt. Âm hồn bất tán đồ, làm sao, ngươi lần này xem ra là kịp chuẩn bị. Trần Phi khóe miệng là buộc vòng quanh nhàn nhạt cười nhạt, hắn rất ghét như vậy âm hồn không tiêu tan, lại tự giác cao cao tại thượng người. Người như vậy nhìn như thật để cho người chán ghét. Không có biện pháp, người không phối hợp ta, vậy ta cũng chỉ có thể chọn lựa một ít đặc biệt thủ đoạn. Nói thật, từ ta thành chủ nhân yêu cưng chiều sau đó, dám cự tuyệt người ta, rất ít, hơn nữa người vẫn là dễ thấy nhất vậy một cái, hiểu không? Nhàn nhạt ngạo nghễ tiếng từ quả đen một chân trong miệng khạc ra, chỉ gặp hắn ánh mắt lạnh lùng như băng, lộ ra một món băng hàn ý, từ trước đến giờ chỉ có hắn cự tuyệt người khác, mà không có người khác cự tuyệt hắn, nhưng hôm nay Trần Phi đối với hắn thái độ, quả thật phạm vào kiêng kỵ, làm hắn rất phiền, rất khó chịu. Rõ ràng, ngươi cảm thấy ta hẳn rõ ràng cái gì, ngược lại thì ngươi, nói thật ta thật không biết ngươi tự tin từ đâu tới, đây chính là ngươi cầu người hỗ trợ thái độ. Nghe vậy Trần Phi con ngươi nhàn nhạt ngưng ngưng, lộ ra lạnh lùng vẻ, rồi sau đó sắc bén như kiếm ánh mắt trực tiếp là ở quả đen một chân trên mình đánh giá, sau đó khóe miệng lộ ra nhàn nhạt nụ cười châm chọc. Nếu là ở những địa phương khác,
Đối phương loại này đội hình nói không chừng hắn còn biết tạm lánh một chút, nhưng ở cái này, hắn căn bản trong lòng một chút đều không hoảng. Mà ở thấy vậy Trần Phi trên mặt nhàn nhạt châm chọc nụ cười, quả đen một chân ánh mắt hơi ngưng ngưng, trong lòng khó hiểu có loại dự cảm xấu, lạnh lùng nói, ngươi cười cái gì? Ta cười cái gì, và ngươi có quan hệ thế nào sao? Trần Phi khóe miệng ngậm càng nồng nặc cười nhạo, nhàn nhạt nói. Ngươi, quả đen một chân ánh mắt kịch liệt lóe lên một cái, bất quá ngay lập tức lại khôi phục như thường, đi theo liền gặp hắn hướng bên người vậy cụt một tay người lạnh lùng cau mày nói, động thủ đi. Ừ, vậy cụt một tay người, cũng chính là mọi người trong miệng thác Giang Sơn đứng đầu Kim Bích Sơn chủ trầm mặc một chút, liền nhàn nhạt gật đầu, đi theo liền gặp hắn không nói câu nào hướng sau lưng đông đảo thác Giang Sơn trưởng lão, khách khanh làm cái nháy mắt. Một giây kế tiếp, những người đó trực tiếp là lạnh nhạt đồng loạt đứng dậy, từng luồng bén khí thế dung hợp vào một chỗ, chấn áp tại Trần Phi trên mình, lúc này Kim Bích Sơn chủ mới nhàn nhạt nói, bây giờ cho ngươi hai cái lựa chọn, và chúng ta đi. Vẫn là chúng ta đem ngươi mang đi. Tự chọn đi. Và các người đi, thật giống như các người mang ta đi. Ha ha, tốt tiêu sái tư thái, bất quá đáng tiếc, cái này hai cái lựa chọn ta cũng không muốn lựa chọn, như thế nào? Trần Phi bĩu môi, nhàn nhạt cười lạnh nói. Những người này là đem hắn làm là trái hồng mềm, cảm thấy tốt nặn sao? Đây có thể không thể do ngươi. Kim Bích Sơn chủ lạnh nhạt nói tiếng, làm quả đen một chân lộ ra một nụ cười đắc ý. Nhìn Trần Phi, không chút kiêng kỵ cười nói, Trần Phi, có đôi lời gọi là thức thời vụ là tuấn kiệt, ta đối với giết ngươi không có hứng thú gì, bất quá, ngươi vẫn là đừng lại ba lần khiêu chiến ta kiên nhẫn. Ta bây giờ cuối cùng lại cho ngươi một lần cơ hội, buông tha chống cự, và ta đi, trước ta nói những cái kia cam kết, như cũ hữu hiệu. Kim Bích Sơn chủ mặc dù không nói gì nói, có thể vậy uy thế, vậy lạnh nhạt cặp mắt. Nhưng vẫn là từ đầu tới đuôi cũng đang một mực tập trung vào Trần Phi trên mình. Đích xác là rất làm người ta rợn cả tóc gáy khí thế, xa không phải Trần Phi trước gặp được những cao thủ kia có thể so sánh. Rất mạnh. Nhưng dù vậy, Trần Phi nghe vậy vậy vẫn là nhẹ khẽ cười cười, giống như là không nghe được quả đen một chân nói tiếng nói vậy. Nhìn vậy một mặt lạnh nhạt Kim Bích Sơn chủ, cười nhạt nói, xem ra cái này phá ô nha là chủ, các người đều là theo ở bên cạnh hắn người hầu. Ừ. Rất nhiều người nghe vậy đều là không nhìn được ánh mắt ngưng ngưng, hiện ra giật mình, kinh nghi tâm trạng, thằng nhóc này lá gan thật là lớn, lại dám nói Kim Bích Sơn chủ cùng với đông đảo Thác Giang Sơn trưởng lão, khách khanh là theo ban. Ngươi, vậy Thác Giang Sơn rất nhiều trưởng lão, khách khanh cường giả cũng là sắc mặt biến đứng lên, căm tức nhìn Trần Phi, bọn họ, ở Trần Phi trong miệng lại là người hầu. Đây là, Trần Phi trên mặt lại lần nữa lộ ra vậy nụ cười châm chọc. Ánh mắt dừng lại ở vậy cụt một tay Kim Bích Sơn chủ trên mình, nhàn nhạt thấp giọng nói, đại thiên vị đỉnh cấp, cũng coi là một nhân vật, đáng tiếc, không nghĩ tới lại có thể cũng là một nô tài, người khác tay sai. Ngươi không cần dùng lời tới kích ta, nhưng mà, Kim Bích Sơn chủ nghe vậy lại có thể liên ti chút nào tâm trạng chập chờn cũng không có, chẳng qua là yên tĩnh nhìn Trần Phi, nói ta trước cho ngươi vậy hai cái lựa chọn, muốn lựa chọn tốt một cái kia sao? Ừ. Trần Phi nghe vậy con ngươi khẽ híp nghị, thật sâu nhìn đối phương một mắt, chợt lắc đầu cười một tiếng, nói, xin lỗi, cái này hai cái lựa chọn, ta chọn cái thứ ba chứ. Sơn chủ, trực tiếp động thủ đi, thằng nhóc này rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, để cho hắn ăn một chút đau khổ cũng tốt. Một vị thác Giang Sơn trưởng lão cấp nhân vật lạnh lùng đứng dậy, nói. Trần Phi trước các người giễu cợt bọn họ, nói bọn họ là theo ban, tay sai, hắn dĩ nhiên trong lòng rất khó chịu. Động thủ đi, Kim Bích Sơn chủ cũng là rất dứt khoát, trực tiếp là gật đầu nói, người muốn sống được, những thứ khác tùy người cửa làm sao đem bắt giữ hắn. Đang hợp ý ta, đã như vậy, vậy hãy để cho anh em chúng ta hoạt động một chút gân cốt chứ. Kim Bích Sơn chủ vừa dứt lời, sau lưng hắn, từng đạo người khoác khôi giáp chi người trung niên liền cười lạnh đi tới trước, lăng không ra, có 6 người, làm rất nhiều người vây xem đều là ánh mắt co rúm một cái, tim tăng tốc độ nhảy lên. Thác Giang Sơn thần phạt đường 6 lớn thủ tòa, không ít người ánh mắt kính sợ, kinh khủng tự lẩm bẩm, không nghĩ tới Kim Bích Sơn chủ lại có thể liền Thác Giang Sơn thần phạt đường 6 lớn thủ tòa cũng toàn mang tới. Thác Giang Sơn thần phạt đường 6 lớn thủ tòa, đây đều là trên tay không biết nhuộm qua liền nhiều ít máu nhân vật tàn nhẫn, thực lực bản thân vậy rất cường đại, người người đều là tiểu thiên vị nhân vật, hơn nữa vậy Thác Giang Sơn thần phạt đường xưa nay truyền xuống một loại chặt chẽ trận pháp, liên hiệp ra tay.
thực lực sẽ đem chợt tăng. Đặc biệt đáng sợ, liền tầm thường đại thiên vị đỉnh cấp nhân vật đều không gặp được dám nói coi thường như vậy tổ hợp. Có thể cho dù như vậy, quả đen một chân vẫn là cau mày, nói, thằng nhóc này thực lực không kém, quang bọn họ sáu ra tay, không đủ. Yên tâm, có thể Kim Bích Sơn chủ nhưng chỉ là cười một tiếng, hắn rất rõ ràng thần phạt đường tòa kia cổ chi trận pháp lợi hại, liền hắn đối với cũng biết tốn chút tâm tư, cho nên đối với quả đen một chân lo lắng, hắn căn bản không để ở trong lòng. Bất quá tiếp theo, làm hắn chân chính thấy được Trần Phi lực lượng sau đó, hắn sắc mặt nhưng có chút hơi thay đổi. Phịch, giữa không trung vậy lạnh người tiếng nổ không ngừng truyền ra, trong không khí khí thế đụng nhau cùng với uy áp cũng càng phát ra cuồng bạo. Nhưng lúc này, vậy nguyên bản tự tin 10 phần đạp đi ra ngoài thác Giang Sơn thần phạt đường 6 người, lúc này bọn họ ánh mắt nhưng vô cùng là cứng ngắc, thậm chí có chút hốt hoảng. Bởi vì lúc này bọn họ 6 người liên thủ, hơn nữa vậy cổ trận pháp gia trì, lại có thể đang đối mặt Trần Phi thời điểm vẫn bị áp chế. Thậm chí lúc này bọn họ không người trong lòng đều giống như còn có một loại kinh khủng ảo giác, đó chính là bây giờ, nếu như Trần Phi muốn giết bọn họ đừng nói là chạy, sợ rằng chỉ là muốn ngăn cản, cũng khó khăn một chút. Cái này, mọi người thấy tình cảnh này, đều là không nhịn được há to miệng, thần sắc cứng ngắc, phảng phất có thấy lạnh cả người ở trong lòng lan tràn. Lúc này, bọn họ cuối cùng là rõ ràng tại sao vậy Thác Giang Sơn muốn như vậy đạt tới toàn bộ điều động. Lại có thể liền Thác Giang Sơn thần phạt đường 6 lớn thủ tọa đều không phải là người nọ đối thủ, người này, rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại, là lai lịch gì. Liền 6 người phế vật, cũng muốn cầm ta. Đây là, Trần Phi trong miệng phun ra một đạo thanh âm nhàn nhạt, làm vậy Thác Giang Sơn thần phạt đường 6 lớn thủ tọa đều là ánh mắt cứng đờ. Cảm giác mặt mũi tang tẫn. Lúc này Trần Phi lời này, thái độ này, bực nào khinh miệt. Liền Kim Bích Sơn chủ lúc này trên mặt vậy thần sắc cũng là tương đối khó xem, rồi sau đó, trong cơ thể hắn là có một cổ đáng sợ lực lượng dần dần xông ra. Tất cả mọi người làm thần sắc chấn động một cái. Thác Giang Sơn đứng đầu, đại thiên vị đỉnh cấp nhân vật Kim Bích Sơn chủ lúc này đây là muốn tự mình động thủ. Vừa động thủ một cái đi, thằng nhóc này không phải có thể tùy tiện bóp trái hồng mềm. Quả đen một chân cũng là không nhịn được, trong miệng phun ra ngưng nhiên thanh âm. Vỗ cánh đứng lên, ma gió lại xuất hiện, kinh khủng à gió bão vòi rồng trực tiếp là hướng vậy Trần Phi chỗ ở khu vực run run đi. Ừ, Kim Bích Sơn chủ lúc này vậy không khinh thường nữa, mà là gật đầu một cái, đi theo khẽ kêu một tiếng, ở trước mặt hắn khu vực trực tiếp là điên cuồng văng tung tóe đứng lên, từng đạo màu vàng hào hùng huyết khí ánh sáng từ vậy vỡ nát không gian trong khe hở bộc lộ ra ngoài, nuốt trời nhiếp, hướng Trần Phi nghiền đi. Cái này Kim Bích Sơn chủ chính là ngày nay cổ thành nổi danh luyện thể cường giả, thậm chí sớm mấy chục năm cũng đã là đạt tới thân xác hóa linh cao độ, liền vũ khí cũng không cần, vậy chỉ một quả đấm đạt tới huyết khí trong cơ thể liền đủ để nuốt mất thiên địa núi biển, trăm dặm cương vực. Người như vậy đúng là hết sức đáng sợ. Cái này thật là đáng sợ. Đúng vậy, không nghĩ tới quả đen một chân lại có thể cũng là Kim Bích Sơn chủ vậy tầng thứ nhân vật, đại thiên vị đỉnh cấp yêu vương. Như vậy cảnh tượng, trực tiếp là làm rất nhiều người cũng hoảng sợ thất sắc đứng lên. Miệng mở phần lớn có thể nhét vào trứng gà, đi theo thật lâu cũng hợp không đi lên. Cái này bên trong vực cường giả nội tình, cơ sở tuy xa so ngoại vực lợi hại, có thể cái này đại thiên vị tầng thứ tột cùng nhân vật, còn có vậy yêu vương, cũng không phải cỏ dại ven đường, tùy tiện nói có là có. Đại thiên vị đỉnh cấp nhân vật, coi như là ở nơi này ngày nay cổ thành chính giữa, đó cũng là người trên người. Người lên vương. Thực lực quá đáng sợ. Đáng chết, thấy tình cảnh này Trần Phi diễn cảm cũng là ngưng một chút, trong đầu thần kinh căng thẳng cao độ, hai cái không phải vậy đại thiên vị đỉnh cấp nhân vật liên thủ bán ra, vẫn là quá mạnh mẽ, làm hắn bội cảm áp lực khổng lồ. Nhưng vào lúc này, dị biến phát sinh, vèo. Vèo, hai tiếng, phương xa đột nhiên là nổ bắn ra tới hai lau hàn mang. Thế như sấm, mau tới cực điểm. Thẳng đánh vào quả đen một chân cùng với Kim Bích Sơn chủ trên mình. Phịch, phịch, hai đạo thân ảnh bị nặng nề đánh vào liền trên vùng đất, truyền tới từng tiếng vang lớn, vang trời đong đưa, chu vi ít nhất hơn 10.000 gạo bên trong khu vực nhà cũng lập tức là sụp đổ, thành là phế tích. Cái này, không phải đâu, tất cả mọi người cơ hồ là trợn mắt hốc mồm xem xong một màn này, sát theo, thân sắc trên mặt bọn họ cũng đồng loạt đổi được trắng bệch, mất đi màu máu. Rồi sau đó cuồn cuộn mồ hôi hột từ cái trán kia,
phát sao gian nhỏ xuống, cả người run rẩy, chỉ cũng không ngừng được. Tiếp theo, bọn họ ánh mắt đều là run rẩy, kính sợ hướng một cái hướng khác nhìn lại. Ở nơi đó, một cái nhìn như giống như là hoạt tử nhân lão đầu nhi đang chậm rãi hướng Trần Phi đi tới, cười nhạt nói, ngươi tới. Vương giả, tất cả mọi người trong lòng hung hăng run lên, chợt cúi đầu xuống, không dám lại nhìn thẳng, vậy làm bọn họ cảm thấy vạn phần sợ chí cao cao nhất tồn tại. Quả đen một chân, còn có vậy thác Giang Sơn đứng đầu Kim Bích Sơn chủ cũng là lớn thiên vị đỉnh cấp không địch người, nhưng bây giờ đâu? Nhưng bây giờ hai người bọn họ nhưng lại có thể bị người rất dứt khoát, thuần thục, nhất kích liền thu thập. Cái này ý vị như thế nào? Sợ rằng không người sẽ ngu xuẩn đến không hiểu đây là ý vị như thế nào. Vậy nhìn giống như là mau chỉ nửa bước bước vào quan tài bản lão đầu, tuyệt đối là một vị huyền thiên vị vương giả nhân vật. Đây chính là huyền thiên vị vương giả à, lại có thể sẽ xuất hiện ở đây. Đây thật là quá làm ngoài ý người bình thường. Vương giả, vậy lúc này cả người đau nhức, từ phế tích chính giữa bò dậy quả đen một chân tỉnh ngộ lại sau đó, cũng là trong lòng hung hăng run lên một cái. Không nghĩ tới lại có thể sẽ có huyền thiên vị vương giả ra tay can dự chuyện của bọn họ. Huyền thiên vị vương giả, đối với ngày này cũng cổ thành mà nói đều là đỉnh cấp lực lượng. Một cái huyền thiên vị vương giả, ở bên trong vực bất kỳ địa phương cũng có thể khai sáng ra một cái mạnh mẽ cường thịnh thế lực. Đối với lại là cường đại thế lực, như bọn họ vùng địa cực ma cung, như thiên giã bình nguyên còn sót lại bốn thế lực lớn, như vương tộc mà nói, huyền thiên vị vương giả số lượng nhiều ít. Chính là quyết định bọn họ địa vị, là ngọn nguồn của bọn họ ẩn. Nhân vật như vậy, liền hắn thành tựu là hành sơn ma vương yêu cưng chiều thân phận cũng không dám xem thường, nhưng bây giờ, một vị huyền thiên vị vương giả, lại có thể sẽ ra mặt can dự chuyện của bọn họ. Nếu đã tới, vậy chúng ta đi thôi. Bất quá lúc này lão kia người nhưng liền phản ứng bọn họ hứng thú cũng không có, mà là thẳng hướng Trần Phi cười nói, chậm rãi nói. Không, không được, đợi một chút. Nghe vậy quả đen một chân sắc mặt đại biến, muốn ngăn cản. Đừng, có thể Kim Bích Sơn chủ nghe vậy lại có thể cũng là mặt liền biến sắc, sát theo lại đem quả đen một chân ngăn lại. Ngươi, ngươi làm gì? Quả đen một chân không hiểu nói, sắc mặt khó khăn xem. Đừng xung động, lão này là Bách Hiểu Cung người. Kim Bích Sơn chủ bất đắc dĩ nói. Cái gì? Quả đen một chân sắc mặt hơi chậm lại, nhìn lão kia người lộ ra lau một cái vẻ khó tin. Lẩm bẩm nói, tiền bối nếu là Bách Hiểu Cung người, tại sao phải cứu hắn? Càng đến bọn họ tầng thứ này độ cao người, liền càng rõ ràng Bách Hiểu Cung vậy đồ vật khổng lồ là có bao nhiêu không chọc nổi. Nhưng hắn chân thực không nghĩ ra, Bách Hiểu Cung từ trước đến giờ khinh thường nhúng tay những thứ này chuyện vụn vặt, nhưng vì cái gì bây giờ, cái này Bách Hiểu Cung vương giả lại sẽ hiện thân cứu Trần Phi một mạng. Ta cần và ngươi giải thích cái gì sao? Nghe được quả đen một chân lẩm bẩm tiếng. Bách Hiểu Cung ông già cuối cùng là có chút không nhịn được, ánh mắt rơi vào quả đen một chân trên mình, nhàn nhạt nói. Quả đen một chân nhất thời cả người run lên, cúi đầu nói, không dám. Hắn là thật không dám, Bách Hiểu Cung huyền thiên vị vương giả, cho dù là bây giờ giết hắn, sau lưng hắn vùng địa cực ma cung chỉ sợ cũng không dám nói gì. Đây cũng là Bách Hiểu Cung cái này vật khổng lồ chỗ đáng sợ. Không dám vậy thì cút. Bách Hiểu Cung ông già giống như là đuổi con ruồi tựa như được phất phất tay, lạnh nhạt nói. Cáo từ, quả đen một chân, Kim Bích Sơn chủ, Thác Giang Sơn tất cả trưởng lão, khách khanh ánh mắt cứng đờ, cuối cùng vẫn là không có dám lỗ máng, khuất nhục xoay người đi, rời đi. Bách Hiểu Cung đừng nói là ở bọn họ ngày nay cổ thành, cho dù là ở đó vương đô, lại là những thứ khác đất nước, vậy cũng là cấm kỵ chính giữa cấm kỵ, không người sẽ ngu đến dám cùng bọn họ đối với. Cho dù là thật có như vậy kẻ ngu, nhưng rất đáng tiếc, bọn họ vậy không như vậy thực lực. Mà ở thấy quả đen một chân cùng với Thác Giang Sơn các người rời đi, còn sót lại xem náo nhiệt cũng là cả người giật mình một cái, lập tức chôn đầu đi. Bách Hiểu Cung người từ trước đến giờ tính tình cổ quái, bọn họ lại không muốn đi xúc cái này rủi ro. Vậy Ô Nha hẳn là vùng địa cực ma cung vậy cổ vương yêu cưng chiều chứ? Ngươi làm sao bị hắn theo dõi? Mà ở thấy mọi người rời đi. Lão kia người chậm rãi đi tới Trần Phi trước mặt, cau mày nói. Bách Hiểu Cung tuy mạnh, có thể bọn họ cũng chỉ là chi nhánh, cho nên vậy tới thiên vị tầng thứ cổ vương vẫn là cần kiêng kỵ một cái, nếu không, hắn mới vừa rồi hoàn toàn có thể đem quả đen một chân giết. Bọn họ muốn bắt ta đi cho vậy cổ vương chỉ tổn thương, nhưng ta không có hứng thú, cự tuyệt. Trần Phi sơ lược giải thích một câu.
Chị Thương, ngươi, Bách Hiểu Cung ông già con ngươi rụt một cái, giật mình hỏi, vậy vùng địa cực ma cung cổ vương chịu nhưng mà sẹo, căn bản là dược thạch không biết, ngươi chắc chắn ngươi thật có biện pháp có thể trị hết hắn. Sẹo, Trần Phi bĩu môi, chưa nói không được, vậy chưa nói có thể. Sau đó liền gặp hắn đổi một đề tài, nhàn nhạt nói, đi thôi, các người vậy chuyện hư hỏng mới là ngươi bây giờ nhất nên quan hệ chứ. Ngày này cũng cổ thành quỷ thành ở đâu? Dưới đất sao? Bách Hiểu Cung ông già gặp Trần Phi không trả lời cũng là thức thời không hỏi nhiều nữa. Rồi sau đó liền gặp hắn chậm rãi nói, và ta tới. Một lát sau, lão kia người liền đem Trần Phi lần nữa dẫn đến vậy trước bọn họ gặp mặt qua được tiệm nhỏ chính giữa. Mà lúc này vậy tiệm nhỏ chính giữa lại còn có hai người, một nam một nữ, một người già một trẻ. Đàn ông kia nhìn như có chút tuổi, đầu đầy chỉ bạc, mặt đầy nếp nhăn, bất quá cặp mắt kia cũng rất sáng ngời đến liền Trần Phi đều có chút hơi trong lòng lần nữa lấy làm kinh hãi. Lại là một huyền thiên vị người, Trần Phi một mặt cổ quái, ngày hôm nay kết quả này là ngày gì? Bách Hiểu Cung lão đầu thì thôi, hắn là huyền thiên vị vương giả cái này cũng không kỳ quái. Có thể cái này bây giờ lại có thể lại nhô ra một cái, chẳng lẽ thứ nhân vật như vậy ở nơi này bên trong vực thật là lớn bắp cải sao? Chưa đến nỗi đi. Còn cô gái kia chính là nhìn như tương đối trẻ tuổi, một bộ rụt rè dáng vẻ, núp ở đầu đầy chỉ bạc ông già sau lưng, một đôi mắt to như nước trong veo tình tràn ngập bất an vẻ khẩn trương. Giống như là rất sợ sinh như nhau. Lúc này, vậy đầu đầy chỉ bạc ông già giống như là chú ý tới Trần Phi ánh mắt chuyển rời qua. Chợt là đối Trần Phi hiền hòa cười một tiếng, mới lại hướng Bách Hiểu Cung ông già nhìn lại, một mặt mỉm cười, nói, Tuyết lão đầu ngươi có thể cuối cùng trở về. Vị tiểu hữu này là, không giới thiệu một chút sao? Được rồi, có thể Bách Hiểu Cung lão đầu nhưng lạnh lùng nói tiếng, đem hắn muốn dò xét Trần Phi ý tưởng cho cắt đứt. Bách Hiểu Cung ông già lạnh lùng nhìn vậy đầu đầy chỉ bạc huyền thiên vị ông già nói, hắn là ai và ngươi không quan hệ. Đừng hỏi không nên hỏi, nếu không. Hai người bây giờ vẫn là đi trở về phủ đi. Đi trở về phủ, nghe vậy, vậy huyền thiên vị ông già lập tức là sắc mặt đổi một cái, vội vàng giơ tay lên nói, đừng, Tuyết lão đầu chuyện này là ta không đúng. Ta không hỏi. Vừa nói, hắn còn không nhịn được thật sâu quan sát Trần Phi một mắt. Lại có thể liền lai lịch cũng không cho phép hắn dò xét, người này kết quả là lai lịch gì, chẳng lẽ, không phải bọn họ ngày nay cổ thành, cũng không phải bọn họ Kiềm Nam cổ quốc người. Nhớ ta trước và ngươi nói những cái kia, cơ hội liền chỉ có một lần, nếu như phạm vào, hai người đời này cũng đừng nghĩ lại từ chúng ta cái này đi quỷ thành. Bách Hiểu Cung ông già lại hướng trước đầu đầy chỉ bạc ông già lạnh lùng nói một câu, liền lại hướng Trần Phi nhìn lại, giọng thong thả rất nhiều, nhưng vẫn là chậm rãi, nói. Đi thôi, đi thông quỷ thành cửa vào ở nơi này dưới đất, ta bây giờ mang các người đã qua. Ừ, Trần Phi gật đầu một cái. Ánh mắt nhưng lại không nhìn được hướng vậy một người già một trẻ nhìn lại, dừng một chút, nói, hai người bọn họ cũng phải đi quỷ thành. Những quỷ kia tộc không phải rất ghét người sống đi vào sao, các người như vậy, không sợ phạm vào kiêng kỵ. Nghe được, kiêng kỵ, hai chữ, Bách Hiểu Cung ông già cùng với đầu đầy chỉ bạc ông già đều là sắc mặt đổi một cái. Không chỉ có như vậy, lão kiêng người, Bách Hiểu Cung ông già lại là tại chỗ ngừng lại, trên mặt thần sắc một hồi biến ảo. Giống như là lần nữa lại do dự nữa nổi lên cái gì. Đối với lần này, vậy đầu đầy chỉ bạc ông già lập tức là ánh mắt vẻ kinh hoàng nhanh tránh, vội vàng nói, tiểu hữu ngươi có chỗ không biết, chuyện là như vậy, là bởi vì là ta cái này tôn nữ. Ngươi nói nàng là âm hà linh thể, vậy đầu đầy chỉ bạc ông già chẳng qua là đơn giản kể một chút tình huống, Trần Phi liền theo bản năng mặt biến sắc, hướng vậy rụt rè cô gái nhỏ nhìn. Người sau nhất thời rụt rè rụt một cái. Rút về vậy đầu đầy chỉ bạc sau lưng lão giả, liền mặt đều không dám ở lộ ra rồi. Giống như là Trần Phi chính là một người xấu như nhau. A Nhã không có chuyện gì, vị này tiểu huynh đệ hẳn không phải là người xấu. Ngươi đừng sợ, vậy đầu đầy chỉ bạc lão giả và ái khẽ vuốt ve cháu gái mình sau lưng, giọng nhẹ nhàng trấn an nói, nghĩ là muốn tiếp xúc vậy bé gái trong lòng sợ người lạ, nhát gan. Thấy tình cảnh này Trần Phi sắc mặt không khỏi lúng túng một chút. Đây là vậy đầu đầy chỉ bạc ông già gật đầu một cái, chán nản nói, ta cái này tiểu tôn nữ phụ mẫu sinh nàng thời điểm liền xảy ra chút bất ngờ, sau đó sau khi sanh liền lại phát hiện nàng thể chất cùng người thường không cùng, không cách nào tu luyện, vô luận là dùng bất kỳ phương pháp, chỉ cần là cưỡng ép trợ giúp nàng tu luyện,
càng về sau nàng cũng biết huyết dịch ngưng tương, hóa là âm suối, giống như sắp nghẹt thở như nhau. Nói đến đây hắn thần sắc không khỏi có chút ảm đạm, đều nói cách đời hôn, có thể hắn tôn nữ sau khi sanh nhưng vẫn gặp như vậy khổ cảnh cùng hành hạ, hắn làm sao có thể không đau lòng. Đối với bọn họ những thứ này người tu chân giới mà nói, không cách nào tu luyện, đây cũng là nhất chuyện bi thảm tình, không có một trong. Sau đó ta liền tìm được Tuyết lão đầu bọn họ Bách Hiểu Cung, hao tốn giá cao cách xù từ Tam Hoàng vực mời tới một vị năm sao vương cấp luyện đan sư, lúc này mới biết, ta cái này đáng thương tiểu tôn nữ lại là thân cái trước hàng tỷ người chính giữa không một ca, âm hà linh thể. Ngoài miệng mặc dù nói chính là, hàng tỷ người chính giữa không một ca, có thể vậy đầu đầy chỉ bạc ông già lúc này trên mặt thần sắc so với ai cũng đắng chát. Chỉ gặp hắn khẽ thở dài một hơi, lúc này mới lại lắc đầu, nói, đối với những cái kia cuộc sống ở quỷ thành quỷ tộc mà nói, âm hà linh thể là cao cấp nhất thể chất một trong, đứng sau vậy mấy cái vạn cổ hiếm thấy cao nhất tốt nhất quỷ thể, có thể đối với chúng ta những công việc này người mà nói. Người sống không thể nào đi tu luyện quỷ tộc thể chất. Âm hà linh thể nếu là thật ở trên người nàng, đó nhất định chính là phế vật. Trần Phi chậm rãi tiếp lời nói, chợt ánh mắt nhanh tránh. Lại có hướng vậy đầu đầy chỉ bạc sau lưng lão giả rụt rè bé gái nhìn. Không biết, có thể hay không để cho ta kiểm tra một chút nàng thể chất. Trần Phi hỏi, âm hà linh thể chính là quỷ tộc thể chất, độc nhất vô nhị, riêng một góc trời, cho nên nói thật, hắn thật không tin trên người một người có thể có như vậy thể chất. Loại chuyện này cho dù là ở đó tu chân giới cao nhân truyền thừa trí nhớ chính giữa, cũng là không có như vậy tiền lệ. Ngươi! Vậy đầu đầy chỉ bạc ông già cùng với Bách Hiểu Cung ông già đồng thời lấy làm kinh hãi, chợt chố mắt nhìn nhau. Vậy đầu đầy chỉ bạc do dự một chút, hồi lâu, mới gật đầu một cái, chậm rãi nói, vậy cũng tốt. Trần Phi gật đầu một cái, hướng vậy rụt rè bé gái đi tới, đừng sợ, không cần lo lắng, ta chỉ là muốn kiểm tra một chút ngươi thể chất, thả ung dung là được rồi. Ta kêu Trần Phi, ngươi tên gọi là gì? Trần Phi bàn tay khoác lên vậy rụt rè cô gái nhỏ trên mình, người sau cả người run lên, lại thở một hơi thật dài, mới miễn cưỡng chấn định lại, nhìn Trần Phi nhỏ giọng nói ca đây kêu La A Nhã. La A Nhã à, danh tự này rất êm tai à, là người phụ mẫu lấy cho ngươi chứ. Trần Phi vừa cùng nàng nói chuyện, phân tán chú ý của nàng lực, một bên kiểm tra nàng thân tình huống trong cơ thể. Ừ, La A Nhã nghe được Trần Phi nhắc tới nàng chuyện của cha mẹ tình. Mới rốt cục lộ vẻ được có tức giận mấy phần, nặng nề gật đầu một cái, nói. Rồi sau đó nàng lại có chút tiếc nuối nói, bất quá đáng tiếc hai người bọn họ bây giờ đều không ở nơi này, nếu không, ta có thể đem bọn họ giới thiệu cho ca ca ngươi biết nha. Thật sao, đó đích xác là đáng tiếc, bọn họ bây giờ đi chỗ nào đâu. Trần Phi lòng không bình tĩnh, còn đang kiểm tra trước La A Nhã thể chất tình trạng. Hơn nữa lúc này, hắn giống như là có chút mặt mũi, ánh mắt lóe lên. Chúng ta vì có thể chữa khỏi A Nhã bệnh, đều đi chỗ rất xa. Nghe Gia Gia nói, tốt lắm giống như tên gì Tam Hoàng Vực. La A Nhã giọng thấp nói, làm vậy đầu đầy chỉ bạc ông già có chút đau lòng. Đây là, Trần Phi bàn tay từ La A Nhã trên vai cầm lên, chợt trên mặt là lộ ra lau một cái hiền hòa nụ cười, hướng về phía La A Nhã cười nói, A Nhã ngươi có thể để cho Gia Gia ngươi kêu bọn họ trở về. Ngươi thể chất này lên tật xấu, ta có thể trị. Cái gì? Ngươi? Trần Phi lời vừa nói ra, vậy đầu đầy chỉ bạc ông già cùng với Bách Hiểu Cung ông già đều là thất kinh, thần sắc biến đổi. Ngươi chắc chắn, đây chính là âm hà linh, quỷ tộc thể chất. Không ngại nói cho ngươi, hai người bọn họ chuyến này đi quỷ thành mục đích, chính là vì cầu một bụi quỷ Diệp Kim Liên. Ngươi hẳn biết quỷ kia Diệp Kim Liên là cái gì sao? Có thể coi là quỷ kia Diệp Kim Liên, nghe nói cũng ước chừng chỉ có thể là ngăn chặn nàng thể chất này. Làm nàng thuận lợi lợi đem cả đời này qua hết. Nhưng muốn tu luyện, vậy tuyệt đối là chuyện không thể nào. Bách Hiểu Cung ông già không nhịn được hơi có chút kích động nói. Lần này lời bàn, ban đầu nhưng mà xuất từ vị kia Tam Hoàng vực năm sao vương cấp luyện đan sư miệng, vậy đám nhân vật, kim khẩu ngọc ngôn, sở hạ chi định luận há có thể có sai. Quỷ Diệp Kim Liên, Trần Phi nghe vậy cười một tiếng. Nói trước không nói quỷ Diệp Kim Liên có thể hay không đối với nàng thể chất có hiệu quả, cho dù có thể các người làm như vậy, chưa thấy được có chút quá phí của trời liền sao. Phí của trời, vậy đầu đầy chỉ bạc ông già cùng với Bách Hiểu Cung ông già đều là ngẩn người. Cái trước diễn cảm liên tục thay đổi mấy lần,
vẫn là không có không nhịn được trong lòng vậy háo hức phập phồng, hướng Trần Phi hỏi tiểu hữu, ngươi lời này là ý gì? Trần Phi không trước trả lời hắn vấn đề, mà là đưa tay ở La A Nhã trên trán dịu hiền phát sao sờ một cái, ngồi xổm xuống, cười hỏi, A Nhã, ngươi nói cho ca ca, ngươi muốn tu luyện sao? Muốn, La A Nhã bây giờ cũng tốt giống như không sợ Trần Phi sinh. Vừa nghe đến Trần Phi câu hỏi, vội vàng thanh âm tăng cao mấy độ, hơi có chút kích động nói, A Nhã muốn tu luyện. Chỉ cần là A Nhã có thể tu luyện, ba mẹ còn có gia gia cũng sẽ không bởi vì ta mà chạy đông chạy tây, dầu gì. A Nhã, vậy đầu đầy chỉ bạc ông già sâu thở một hơi, lại là đau lòng lại là không biết làm sao nhìn cái này trong lòng mình khả ái nhất tôn nữ. Hắn tình nguyện những thứ này khổ đều do hắn cái này lão già kia tới một mình gánh chịu, nhưng mà, trời không chịu người nguyện. Mà nghe được La A Nhã mà nói, Trần Phi trong lòng cũng rất có chút không phải mùi vị. Chợt Trần Phi lắc đầu một cái, lại lần nữa lộ ra một ít nụ cười, nói A Nhã yên tâm đi, ca ca hướng ngươi bảo đảm, không lâu sau nữa ngươi là có thể tu luyện. Hơn nữa, còn biết so với kia chút từ dự là thiên tài người lợi hại rất nhiều nha. Người sở dĩ là người, là bởi vì là có thất tình lục dục. Trần Phi mặc dù không phải là thánh nhân, nhưng cũng coi là một thích mềm không thích cứng nát phụ người tốt, cho nên hôm nay chuyện này hắn nếu đúng lúc đụng phải, có thể giúp, vậy thì vẫn là giúp một cái đi. Dù sao đây đối với hắn mà nói cũng chỉ là thuận tay chi lao mà thôi. Thật, La A Nhã, đầu đầy chỉ bạc ông già, Bách Hiểu Cung ông già cơ hồ là đồng thời kêu lên một tiếng. Rồi sau đó vậy đầu đầy chỉ bạc ông già không nhịn được thở một hơi thật dài, hướng Trần Phi hỏi, tiểu hữu, ngươi thật, có thể, có thể. Tiền bối, ngươi nếu là tin lời của ta, vậy thì cái gì vấn đề cũng không có. Ta có thể rõ ràng nói cho ngươi, tiểu nhã thể chất này tật xấu, ta có thể giúp nàng giải quyết. Trần Phi bình tĩnh nói. Vậy ngươi muốn dạng gì điều kiện, muốn cái gì? Hết lần này tới lần khác Trần Phi nói như vậy nhưng lại làm vậy đầu đầy chỉ bạc ông già cẩn thận, nhìn Trần Phi, trần trờ nói. Gặp đầu đầy chỉ bạc ông già hơi có chút biến hóa thái độ, Trần Phi khẽ mỉm cười một cái, nói ta không muốn cái gì, người vậy không cho được ta cái gì. Còn như ta có phải hay không lừa gạt các ngươi? Trần Phi hướng La A Nhã nhìn lại, cười hỏi, A Nhã, ngươi tin tưởng ca ca sao? Cái này, La A Nhã cũng là do dự một chút. Chợt nặng nặng gật đầu một cái, nói ta tin tưởng ca ca. Sợ người lạ người bình thường cũng đơn thuần, mà người đơn thuần, bình thường thì lại là có thể nhạy cảm nhận được người khác có lòng tốt, hoặc ác ý. Ở La A Nhã trong lòng, Trần Phi cho nàng cảm giác rất tốt, rất hiền lành, hoàn toàn đều là có lòng tốt, cho nên chẳng qua là hơi chần chừ, liền vẫn là lựa chọn tin tưởng Trần Phi. Ở một cái người đơn thuần thế giới chính giữa, hắn vẫn là càng tình nguyện tin tưởng. Ở trên thế giới này, còn là người tốt sẽ càng nhiều hơn một chút. Tốt lắm, nghe gặp cháu gái mình La A Nhã nói như vậy, vậy đầu đầy chỉ bạc ông già cũng là cắn răng, nói, đã như vậy, vậy ta vậy lựa chọn tin tưởng tiểu hữu ngươi một lần. Tự giới thiệu mình một chút, lão phu La Hùng, người ta gọi là Nộ Hùng Vương, xuất thân từ Hạo Biển Tông. Như tiểu hữu ngươi thật có thể cứu vãn cháu gái ta A Nhã tại khổ nạn, vô luận như thế nào, ta La Hùng thiếu ngươi một phần sống chết ân huệ. Bất kỳ thời gian, bất kỳ địa điểm, người chỉ cần nói, ta thì biết còn. Nếu như những người khác nghe được như vậy, tuyệt đối trong lòng làm cứng lại tức. Hạo Biển Tông, bên trong vực tiếng tăm lừng lẫy uy tín lâu năm thiên cổ tôn giáo một trong, bước lên qua đỉnh cấp, rơi xuống quá thấp cốc, mà hôm nay như cũ hưng thịnh chiếm cứ ở trước mắt mọi người, cho nên, không người sẽ dám nghi ngờ bực này thiên cổ đại giáo cường hãn. Mà Nộ Hùng Vương, cũng là bên trong vực tiếng tăm lừng lẫy vương giả nhân vật. Trên mặt nổi Hạo Biển Tông năm lớn một trong những cự đầu, nhân vật thế hệ trước chính giữa hiếm có địch thủ, lúc còn trẻ vậy từng quét ngang không biết nhiều ít ngày mới, yêu nghiệt, mới thành công đi tới hôm nay. Cho nên, bên trong vực trên căn bản hơi, thượng tầng, nhân vật, cơ bản đều không biết, Nộ Hùng Vương, cái này danh hiệu đạo lý. Mà hôm nay, Nộ Hùng Vương một câu, sống chết ân huệ, không cần qua giải thích thêm, sợ rằng người bất kỳ cũng có thể rõ ràng, những lời này. Cái này bốn chữ có thể đại biểu phân lượng là nặng bao nhiêu. Bất quá Trần Phi cái này bây giờ cũng chỉ là lần đầu tiên đến cái này bên trong vực tới, cũng không biết Nộ Hùng Vương danh hiệu kia, là có bao nhiêu uy phong, vậy không muốn cân nhắc, một câu nói kia, sống chết ân huệ, kết quả là đại biểu cái gì. Hắn sở dĩ nguyện ý xen vào chuyện người khác, không phải là cái khác,
chẳng qua là cảm thấy đúng dịp, vậy cảm giác La A Nhã có chút nhỏ đáng thương, động lòng chắc ẩn. Gặp nhau tức là duyên, có duyên phận, vậy lại giúp một tay cũng là không việc gì không thể. Cho nên chợt Trần Phi chẳng qua là bình tĩnh gật đầu một cái, liền lại chậm rãi nói ta kêu Trần Phi. Nộ Hùng Vương gặp Trần Phi bình tĩnh như vậy, con người không khỏi nhanh tránh, nhưng vậy không quá mức rõ ràng biểu lộ ra cái gì. Rồi sau đó liền lại gặp hắn hướng Trần Phi hỏi, Trần Tiểu Hữu, ta, chúng ta bây giờ nên làm như thế nào? Muốn đi làm cái gì liền đi làm cái gì? Chờ ta từ Quỷ Thành đi ra, ta sẽ đi tìm các ngươi. Trần Phi cười nói, muốn đi làm cái gì, liền đi làm cái gì? Nộ Hùng Vương ngẩn người, một lúc lâu mới chậm rãi gật đầu nói, vậy, ta và A Nhã ở nơi này chờ Tiểu Hữu ngươi trở về chứ? Cũng được, Trần Phi gật đầu một cái. Hướng là A Nhã phất phất tay, nói A Nhã ngoan, nghe ra ra nói, ca ca mấy ngày nữa liền sẽ trở lại giúp ngươi chữa bệnh. Ừ, là A Nhã nặng nặng gật đầu một cái, hướng Trần Phi cua tiểu non tay, nói cáo biệt, ca ca trên đường chú ý an toàn. Yên tâm đi, chính là một tòa quỷ thành, không giữ được ta. Trần Phi tự tin cười một tiếng, lúc này mới xoay người hướng vậy bên cạnh Bách Hiểu Cung ông già nói, đi thôi. Ừ. Bách Hiểu Cung ông già thật sâu nhìn một cái Trần Phi, lúc này mới gật đầu một cái, đem hướng tiệm nhỏ hậu viện dưới đất chỗ sâu lĩnh đi. Quỷ thành, liền ở dưới đất. Người có người thành phố, quỷ có quỷ ổ. Lần này lý luận nếu là ở vậy tu vi cao thâm trong mắt cường giả, hoặc giả là rất lơ là bình thường một chuyện, bởi vì cái này thế gian quả thật có rất nhiều không giống nhau thế giới, nặng bao nhiêu thứ nguyên, khác hẳn mà dị, không chỉ có người, còn có yêu, còn có quỷ, còn có vạn tộc vạn vật. Nhưng là, đây đối với tu vi không đủ cấp thấp loài người mà nói, quỷ tộc, quỷ thành tồn tại quả thật có chút gần như tại truyền thuyết. Truyền thuyết, cái này thế gian có không là vật còn sống loài, bọn họ có máu có thịt, vậy giống vậy có suy nghĩ theo trí khôn, nhưng bọn họ là quỷ. Lệ thuộc tại âm tào địa phủ quỷ một trong tộc. Ngày nay cổ thành dưới đất, một tòa thật to giống như là đổ cắm vào thiên khung mộ bia đang oánh oánh tỏa sáng cao vút ở nơi này hắn gian. Mà ở đó to lớn mộ bia phía dưới. Một mặt hơn 10 trượng cao da màu xám cho sóng gợn đang dán chặt ở nơi đó, giống như là môn hộ vậy, tản ra sâu thẳm chập chờn. Mà ở thông qua vậy sâu thẳm chập chờn, nhìn vậy màu xám cho sóng gợn, thì vẫn có thể mơ hồ thấy một tòa mênh mông bao la không ngày thế giới chính giữa, một tòa bụi đất lạnh lẽo thê thảm đổ nát cổ thành đang nổi bật cao vút hắn gian. Vậy cổ thành trùng điệp ít nhất là có hơn ngàn bên trong, cổ xưa lại tàn tạ, nơi cửa thành có khắc hai cái quỷ thể chữ to, quỷ thành. Quả nhiên lại là cái này phá tên chữ, quỷ thành, cõi đời này quỷ thành trăm triệu hàng tỷ, nhưng tất cả đều là kêu danh tự này, lại không thể đổi một những thứ khác mới mẻ điểm. Nhìn vậy màu xám cho sóng gợn chính giữa cảnh tượng, Trần Phi bĩu môi, lẩm bẩm nói. Liền cùng loài người khởi nguyên từ, thành phố, như nhau, quỷ tộc khởi nguyên, toàn bộ đều là quỷ thành này. Không người biết những quỷ này thành kết quả là khởi nguyên từ cái gì niên đại, tóm lại. Trước đây thật lâu loài người văn minh chưa nổi dậy, thậm chí thiên hạ vạn tộc rất nhiều đều không sinh ra thời điểm, những quỷ này thành cũng đã là tồn tại. Hơn nữa, quỷ tộc nhìn như cũng cùng người bên ngoài như nhau, có loài người, có yêu tộc, khác thường thú. Thậm chí còn có bang phái, còn có truyền thừa đạo thống. Bọn họ tồn tại cùng xã hội quy mô hoàn thiện trình độ mặc dù nhìn như kém hơn loài người, có thể, bọn chúng số lượng, bọn chúng tồn tại, nhưng là hàng tỷ lần loài người trên. Dẫu sao người chết rồi, chấp niệm sẽ có thể thành là quỷ, yêu chết, chấp niệm cũng có thể sẽ biến thành quỷ, liền hoang thú, dị tộc cũng vậy, bọn họ sau khi chết chấp niệm cũng có thể sẽ biến thành quỷ. Không chỉ có như vậy, còn có nhiều hơn, hàng triệu vạn, thiên hạ vạn tộc tới thành viện sau khi chết, chỉ cần chấp niệm chưa tiêu, cũng có thể thành là quỷ. Vậy chính vì vậy, người quỷ tộc miệng cơ số thật sự là quá to lớn, quá to lớn. Bọn họ nói là ở giữa đất trời này kinh khủng nhất một trong loại vật, cũng không quá đáng chút nào. Bất quá những người này nhưng đều có một thống nhất đặc điểm, đó chính là không thích cùng còn sống sinh linh lui tới, có lẽ vậy chính vì vậy, bọn họ tồn tại, mới có thể ở trước mặt thế nhân như vậy thần bí, giống như lừa một tầng khăn che mặt như nhau. Nhưng lời tuy như vậy, tuy nói những thứ này chết người không muốn cùng người sống tiếp xúc, có thể khi mọi người, làm tu sĩ tu vi đạt tới tầng thứ nhất định sau đó. Bọn họ vậy còn thì nguyện ý không biết xấu hổ, mặt nóng dán mông lạnh hướng quỷ thành bên trong, chui. Người muốn hỏi nguyên nhân,
Đương nhiên là có nguyên nhân. Một là bởi vì là vô luận là bất kỳ thiên địa bảo tàng, linh bảo dược vật, hoặc giả là trời sinh đất dưỡng mỗi bảo, thần khí, kỳ vật, trên đời ít khi dược vương, cổ xưa công pháp. Những thứ này đối với quỷ tộc mà nói đều vô dụng. Một chút dùng cũng không dùng. Cho nên đối với loài người, thậm chí còn vạn vật vạn tộc mà nói, quỷ tộc, quỷ thành có hết thảy đều là thịt thơm bánh bao không nhân bánh bao không nhân, bọn họ giống như là con ruồi, trùng xấu, thấy may mà, đối với hết thảy các thứ này cũng thèm thuồng ba xích. Dĩ nhiên, vạn vật vạn tộc chính giữa, một ít đứng ở chóp đỉnh, cái thế cường thịnh chủng tộc cũng không phải chưa từng nghĩ mạnh cướp, nhưng là, ý tưởng là tốt, nhưng kết quả lại tựa hồ như không thế nào tốt đẹp. Lịch sử chính giữa, bất kỳ một ca lấy này làm mục đích sự kiện lớn, kết quả cuối cùng đều là lấy thất bại chấm dứt, hơn nữa tổn thất tương đương chi nghiêm trọng. Quỷ tộc sừng sững ở giữa đất trời này cũng không biết nhiều ít năm tháng, trải qua thịnh suy lên xuống, lịch sử biến hóa, đích xác là mạnh đáng sợ, không tầm thường suy nghĩ có thể tùy tiện cân nhắc. Cuối cùng, không người, vậy không cái nào chủng tộc cường đại dám nữa đánh quỷ tộc tư nguyên nghiêng đầu óc. Nhưng bọn họ lại nghĩ tới bên kia Pháp. Cùng quỷ tộc đi trao đổi vậy đối với bọn hắn mà nói căn bản là vô dụng bảo vật. Đó chính là làm ăn. Và quỷ làm ăn, cái này nghe tựa hồ cũng có chút hoang đường, nhưng cái này đích xác đã là sự thật, không chỉ có như vậy, cái này còn tràn vào đổi thành một loại trào lưu, bởi vì bất kỳ cùng quỷ làm qua buôn bán người, bọn họ đều biết, đây thật là ở nhặt tiền. Quá dễ dàng. Để cho ngươi đi nhặt tiền, ngươi có nguyện ý hay không đi? Cái này không nói nhảm mà. Khẳng định à? Đi nhanh đi, bên kia hẳn đã có người đang đợi bọn họ. Nhớ, đã qua ngậm miệng, nói ít, bọn họ không thích cùng người sống trao đổi. Gặp Trần Phi nhìn vậy cao ngất mộ bia không nói không nhúc nhích, Bách Hiểu Cung lạnh lùng nói. Nói đến đây hắn có hơi dừng một chút, lại tiếp tục mở miệng, nói chỗ tòa này quỷ thành chính là quỷ tộc chính giữa, một cái tên là Dạ Xoa quỷ tộc địa bàn, nếu như ngươi sau khi tiến vào đơn độc gặp được cái này người nhất tộc. Nhất định phải cẩn thận. Rất lợi hại sao? Trần Phi tròng mắt đưa lên một chút, hỏi, theo lý thuyết Bách Hiểu Cung người cũng là từ trước đến giờ tự phụ, nhưng bây giờ có thể để cho bọn họ cũng nói như vậy, cái gì đó Dạ Xoa quỷ tộc, chỉ sợ cũng đích xác là có chút lợi hại mới đúng. Cái này Dạ Xoa quỷ tộc 3 sao quỷ vương cấp cường giả, 60 năm trước thì có 10 trở lên. Bách Hiểu Cung ông già chỉ nói như thế một câu, cũng không nhiều lời nữa. Phải không? Trần Phi nghe vậy trực tiếp là không nhìn được khóe miệng giật một cái, 10 trở lên 3 sao quỷ vương cấp cường giả. Hơn nữa còn là 60 năm trước, hắn bây giờ cuối cùng biết cái này Dạ Xoa quỷ tộc, là thật lợi hại. Quỷ tộc chính giữa quỷ vương cảnh giới, tương đương với loài người tu sĩ nguyên đan chân quân cảnh, 1 sao yếu nhất, 5 sao mạnh nhất. Mà 3 sao quỷ vương mà nói, sợ rằng lực lượng cùng nhân loại huyền thiên vị vương giả vậy không kém nhiều ít. Hơn nữa đối phương vẫn là có 10 trở lên. Vẫn là 60 năm trước, lại trải qua nhiều năm như vậy biến hóa, tu luyện, nội tình, thực lực tất nhiên sẽ kinh khủng hơn một ít. Ta biết, sau một lúc lâu, Trần Phi hơi híp mắt phục hồi tinh thần lại, gật đầu một cái, cùng Bách Hiểu Cung ông già chung nhau tiến vào màu xám cho sóng gợn chính giữa. Bên tai truyền tới, ông, một tiếng chiến minh, nhất thời, cảnh sắc trước mắt một hồi biến hóa, rất nhanh. Một tòa lan tràn ngàn dặm trở lên cổ xưa, đổ nát thành trì liền là xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Không chỉ có như vậy, khi bọn hắn sau khi xuất hiện, xa xa một đám người cũng là nhanh chóng hướng bọn họ đi tới. Cả người quỷ khí dày đặc dáng vẻ. Mà đội nhân mã kia người cầm đầu, là một như người loại vậy, 40-50 tuổi hùng phát xóa vai nam tử, nhìn như giống như sư tử như nhau, long hành hổ bộ, tràn đầy thô bạo, bất quá. Hắn cơ thể bên trong vậy từng luồng dao trắng quỷ khí nhưng lộ vẻ được đặc biệt là đặc biệt, rất lạnh, làm người ta cảm giác toàn thân phát rét, không lạnh mà run. Tuyết trưởng lão, tới chúng ta quỷ thành cũng không cho chúng ta Dạ Xoa quỷ tộc chào hỏi, để cho lão hủ chiêu đãi một hai. Vậy sư tử vậy quỷ tộc nam tử dẫn trên trăm cưỡi đi tới Bách Hiểu Cung ông già, Trần Phi trước mặt, lạnh nhạt nói. Đồng thời, hắn ánh mắt còn lại là hờ hững quét mắt Bách Hiểu Cung bên người lão giả Trần Phi. Cao mày nói, hắn là ai? Ngươi để cho hắn đi vào chúng ta quỷ thành làm gì? Hùng sư quỷ vương, chúng ta chỉ là muốn đi âm hà xem, không dám phiền Dạ Xoa quỷ tộc các vị. Bách Hiểu Cung ông già chậm rãi nói, lại nhìn lướt qua Trần Phi, đang chuẩn bị mở miệng, nhưng lúc này Trần Phi nhưng đã giành trước một bước nói. Cười híp mắt mở miệng.
Hùng sư quỷ vương ngươi tốt, ta kêu Trần Phi, ta còn có một thân phận là nuôi quỷ sư. Cái gì, vậy một hồi quỷ tộc một hồi xôn xao, liền vẫy ngang ngược hùng sư quỷ vương cũng là như vậy, trên mặt nổi lên vẻ kinh ngạc. Nuôi quỷ sư, nếu nói là quỷ tộc bọn họ duy nhất nguyện ý cùng người sống tiếp xúc một loại người kia, vậy thì chỉ có, chính là cái này, nuôi quỷ sư. Thiên hạ quỷ thành, tất cả quỷ tộc cũng không dùng được vậy bất kỳ thiên địa bảo tàng, ngỗi bảo linh dược. Bọn họ lúc tu luyện nơi duy nhất thứ cần, chỉ có một, tên là nuôi quỷ dịch, mới có thể có hiệu quả tăng lên bọn họ tu luyện hiệu suất, mà vật này, thì chỉ có người sống chính giữa nuôi quỷ sư có thể điều phân tới đây. Liên liên Bách Hiểu Cung, quỷ tộc sở dĩ nguyện ý cùng bọn họ làm ăn, cũng không quá đều là bởi vì Bách Hiểu Cung xài giá thật lớn, bồi dưỡng được, nuôi nhất đại lại một đời nuôi quỷ sư mà thôi. Liên Bách Hiểu Cung ông già lúc này đều ngẩn ra, kinh ngạc nhìn Trần Phi, Trần Phi là nuôi quỷ sư. Hắn như thế không biết. Đây là, Trần Phi bàn tay sờ một cái, trên tay phải chính là nhiều hơn một cái bình thủy tinh tử, trong bình chứa giống như là vôi nước giống vậy chất lỏng, hết sức đục ngầu, có phù trần vật. Loại vật này đưa cho người sống, có lẽ người sống xem đều không xem thì biết ném, nhưng hùng sư quỷ vương cùng với một đám quỷ tộc sau khi thấy được cũng không nhịn được đồng loạt tròng mắt đông lại một cái, cổ họng cổn động. Vương phẩm nuôi quỷ dịch, hùng sư quỷ vương cặp mắt sáng lên nhìn vậy bình thủy tinh, kích động không thôi. Nuôi quỷ dịch y theo phẩm chất không cùng, phân làm vật phàm, hàng thật, linh phẩm, vương phẩm, hoàng phẩm cùng rất nhiều không giống nhau cấp bậc. Mà lúc này Trần Phi lấy ra cái này linh phẩm nuôi quỷ dịch, cho dù là đối với hắn hùng sư quỷ vương cái này ba sao quỷ vương cường giả mà nói, cũng đều coi là đồ tốt, cho nên, cũng khó trách bọn họ sẽ kích động như vậy thất thố. Không chỉ có như vậy, lúc này liền Bách Hiểu Cung ông già cũng trợn tròn cặp mắt, miệng lớn được đủ để buông xuống trứng gà, không tưởng tượng nổi nhìn Trần Phi, vương phẩm. Vương phẩm nuôi quỷ dịch, thật là hắn tự mình luyện ra. Phải biết cho dù là bọn họ chi nhánh, nuôi vậy đống từ dự là, đại sư, cấp bậc nuôi quỷ sư, cũng cao nhất mới chỉ có thể phân phối ra cao cấp linh phẩm nuôi quỷ dịch mà thôi, có thể cái này bây giờ thế nào? Có thể cái này bây giờ, tổng sẽ không Trần Phi so bọn họ chi nhánh những cái kia nuôi quỷ sư đại sư, cũng còn lợi hại hơn chút đi. Nho nhỏ lễ ra mắt, hùng sư quỷ vương thu cất đi. Trần Phi đổ không có để ý những thứ này trên mặt mọi người giật mình, kinh ngạc, hoặc giả là sớm thành thói quen liền đi. Chỉ gặp đem vậy một chai nhỏ nuôi quỷ dịch đưa cho đối phương, cười nói. Gặp, lễ ra mắt, hùng sư quỷ vương miệng kinh ngạc mở ra, chợt cười lớn một tiếng, hiền hòa nói, vậy ta liền mặt dày nhận. Trần Phi đại sư, từ bây giờ về sau ngươi chính là chúng ta Dạ Xoa quỷ tộc quỷ thành quý khách, tùy thời hoan nghênh các người đến ta quỷ thành làm khách. Đa tạ, Trần Phi cười chúm chím gật đầu một cái, lại nói, hùng sư quỷ vương, có thể dẫn chúng ta đi âm hà xem sao. Âm hà, có thể nghe nói hùng sư quỷ vương nhưng cau mày, nói, Trần Phi đại sư, các người đi âm hà làm gì? Bên kia gần đây hơn 10 năm cũng không thái bình, ngay cả chúng ta đều đã rất lâu không đi. Không quá yên ổn, như thế cái không quá yên ổn pháp, Trần Phi con ngươi nhanh tránh, hỏi, lại giải thích một chút. Gần đây hơn 10 năm Bách Hiểu Cung đều cùng các người quỷ thành không làm ăn làm, cho nên bọn họ nhờ ta tới xem cái này âm hà kết quả là xảy ra vấn đề gì. Vấn đề ở chỗ nào? Nguyên lai là như vậy. Hùng sư quỷ vương gật đầu một cái, nói âm hà bên kia biến hóa, ta cụ thể cũng không biết nên nói như thế nào. Như vậy đi, ta tự mình cùng các người đi một chuyến, hơn nữa Tuyết trưởng lão ở đây, dọc theo con đường này nguy hiểm cũng hẳn đủ ứng đối. Nói chuyện cũng tốt, Bách Hiểu Cung ông già liền vội vàng nói, có hùng sư quỷ vương cái này thổ dân cùng bọn họ đi một lần, trên đường nhất định sẽ an ổn rất nhiều. Chẳng phải phiền toái. Cũng tốt, vậy thì đi đi, Trần Phi cũng là gật đầu một cái, chợt liền lên đường. Âm hà chỗ ở vị trí cách Dạ Xoa quỷ tộc quỷ thành rất xa. Hùng sư quỷ vương dẫn Trần Phi, Bách Hiểu Cung hai người dọc theo đường đi vì an toàn, vòng không thiếu đường. Cuối cùng xài 2-3 ngày thời gian mới đã tới bọn họ mục tiêu âm hà. Mà đây âm hà thà nói là sông, trên thực tế, nó càng giống như là một cái hồ to lớn. Làm người sống đứng ở nơi này âm hà trước, rất nhiều người cũng biết cảm thấy toàn thân phát rét, rợn cả tóc gáy. Bởi vì cái này trước mắt nước biển lại là màu đen, hơn nữa còn sền sệt giống như là mực như nhau, âm u quỷ khí,
bao phủ ở toàn bộ xem không thấy giới hạn âm hà trên, loại tràng cảnh đó giống như là một đầu to lớn ác quỷ dương ra chậu máu miệng to, tùy thời cũng có thể đem người cắn nuốt hết như nhau. Đó là cái gì? Có thể đây là, Trần Phi lại đột nhiên chỉ xa xa một tòa quỷ đằng củ cải dày đặc núi gian kinh ngạc nói. Bởi vì chỉ gặp nơi đó, có một cái lan tràn nói ít mười mấy dặm khổng lồ xám trắng xương cốt, sừng sững núi gian, không nói ra được già dặn, lại phảng phất có loại đến từ cổ xa hung uy, làm người ta chẳng qua là thấy nó có loại nhìn mà sợ cảm giác. Vậy hẳn là một cái mạnh mẽ quỷ thú sau khi chết để lại xương cốt. Hơn 10 năm trước, âm hà dị biến sau đó, nó liền không giải thích được xuất hiện ở đó, vùng lân cận nghìn mét bên trong, không có bất kỳ quỷ thú dám đến gần. Hùng sư quỷ vương nói. Phải không, Trần Phi cùng Bách Hiểu Cung ông già hai mắt nhìn nhau một cái, cặp mắt sáng một cái. Bách Hiểu Cung ông già không nhịn được nói, âm hà dị biến chắc là và vật này có quan hệ. Hoặc giả là, có lẽ không phải, chúng ta chính giữa không người có hứng thú đi điều tra chuyện này. Hùng sư quỷ vương lắc đầu một cái, nói, âm hà chính giữa mặc dù sản vật phong phú, như âm hà hạt, đêm quỷ cá đợi đợi một chút, nhưng những thứ đó đối với bọn họ mà nói đều vô dụng. Cho nên cho dù là âm hà dị biến hơn 10 năm, lại nữa sản xuất những thứ đó, bọn họ cũng không cảm giác được có cái gì, chớ đừng nói gì cầm mệnh dò xét một chút. Trên thực tế, hôm nay nếu không phải Trần Phi đưa hắn một bình vương phẩm nuôi quỷ dịch, để cho hắn cảm giác không tốt ý nghĩa, hắn cũng căn bản không biết nguyện ý đến cái này âm hà vùng lân cận tới. Bởi vì từ cái này âm hà dị biến sau đó, hơn 10 năm qua, chung quanh đây sống quỷ thú đã khó hiểu thực lực tăng vọt rất nhiều rất nhiều. Mà những cái kia thực lực tăng vọt quỷ thú chính giữa, thậm chí có liền hắn gặp cũng được chạy mất dạng. Đây cũng là sau đó bọn họ dần dần không nghĩ tới đây bên tới nguyên nhân thực sự. Vậy mấy chục dặm dáng dấp xám trắng xương cốt nằm ngang tại núi gian, rất nhiều địa phương cũng đã là quấn quanh lên dây leo, hơn nữa những cây mây và dây leo kia thập phần cổ quái, tiếp theo màu sắc bất đồng cành lá, vô cùng tang thương, cho người cảm giác giống như là bảo bối gì như nhau. Chẳng qua là vậy trong xương cốt lại có thể có mạnh mẽ như vậy uy áp, liền Trần Phi hơi đến gần là có thể rõ ràng cảm nhận được, hiển nhiên không phải phổ thông phàm tục vật, có lẽ cái này thật nói không chừng là đầu cái gì khủng bố siêu cấp sinh vật xương cốt. Cũng không biết vật này trên mình còn có không có vật gì tốt. Liền quỷ vương cấp quỷ tộc cũng đối với chính là một giới xương cốt cũng trong lòng sinh ra lòng kính sợ, vật này lai lịch chỉ sợ là không đơn giản à. Trần Phi cặp mắt sáng lên nhìn vậy to lớn xương cốt, đi theo liền không tự chủ được hướng vậy xương cốt đi tới. Gặp Trần Phi đối với vậy xương cốt tò mò, Hùng Sư Quỷ Vương do dự một chút, vậy vẫn là không nói gì, xa xa treo ở Trần Phi, Bách Hiểu Cung ông già hai thân người sau đến gần đi lên. Vật này là gì, người biết sao, hắn xuất hiện và âm hà dị biến có quan hệ không? Bách Hiểu Cung ông già đi theo Trần Phi bên người nhỏ giọng hỏi, đầy mắt ngưng trọng. Cái này xương cốt liền hắn trong lòng đều cảm giác có dũng khí thật dày áp lực, hiển nhiên là không đơn giản. Không biết, ta không gặp qua. Trần Phi lắc đầu một cái, rốt cục thì đến gần. Chỉ gặp khổng lồ kia xám trắng xương cốt bảo tồn đặc biệt nguyên vẹn, giống như là an nằm nơi này, yên tĩnh chết đi, cũng không có gì tử chiến qua dấu vết. Trần Phi tiện tay cầm ra hắc quang quá đao ở đó trong xương cốt hung hăng chém một chút, kết quả, nhưng làm hắn thất kinh. Chỉ nghe một tiếng kim thiết giao minh, hắc quang quá đao lại có thể cuốn nhận. Không chỉ có như vậy, Trần Phi còn thấy vậy nhận trên đỉnh núi còn nhiều hơn không thiếu rõ ràng vết nứt, như băng mặt như nhau dày đặc. Thấy tình cảnh này Trần Phi khóe miệng nhất thời có chút khuất sút ra, thần sắc buồn rầu, không nghĩ tới cái này xương cốt lại có thể như thế bền chắc, như thế lợi hại, bị chém một đao lại còn có thể phản chấn đến hắc quang quá đao bị tổn thương. Ngươi xem đó là cái gì? Đột nhiên Bách Hiểu Cung ông già chỉ cách đó không xa xương cốt tiết lộ bộ phần kinh ngạc nói. Trần Phi lập tức theo Bách Hiểu Cung ông già nói vị trí nhìn sang, nhất thời cặp mắt ngưng ngưng. Chỉ gặp vậy xương cốt tiết lộ bộ phận, răng đầy đếm không hết già dặn quỷ đằng củ cải, mà ở đó dây leo phía trên, lại còn kết một cái trái cây, giống như là bầu hồ lô, hoặc là cái gì khác. Đừng xem, hồ lô kia không lấy được, đây là, Hùng Sư Quỷ Vương trao mày đi tới trước. Đem vậy dây leo lên bầu hồ lô dùng sức kéo một cái, lại có thể dâu ria không nhúc nhích. Hùng sư quỷ vương nói, vật này chỉ sợ là so với cái này xương cốt cũng còn bền hơn mềm dai, đao kiếm khó khăn tổn thương, trước chúng ta quỷ thành mấy cái lão gia cũng tới thăm, không người có thể đem nó lấy xuống. Lúc nói chuyện,
Bách Hiểu Cung ông già cũng là thử một chút, chợt lắc đầu, nói, không được, căn bản không phản ứng, kéo cũng kéo không nhúc nhích. Có thần kỳ như vậy sao? Gặp Hùng Sư Quỷ Vương nói như vậy, Bách Hiểu Cung ông già vậy không kéo động hồ lô kia, Trần Phi ngược lại là có hứng thú hơn. Hắn vừa định cũng lên trước thử một chút, có thể đây là, dị biến phát sinh. Hí luật luật, hậu phương bình dã lên đột nhiên truyền đến một tiếng tựa như ngựa không phải ngựa thét dài mũi phì phì, nhất thời Hùng Sư Quỷ Vương sắc mặt liền biến đứng lên. Đáng chết, tên kia làm sao đi ra, mau trốn, Thu Liễm tức giận tức, chớ bị hắn phát hiện. Hùng Sư Quỷ Vương vội vàng hóa thành một đoàn hắc khí ẩn ở trong không khí, thấy tình cảnh này vậy Trần Phi cùng với Bách Hiểu Cung ông già cũng là sắc mặt đổi một cái, mỗi người thi triển ra riêng mình thủ pháp, núp vào, Thu Liễm tức giận tức. Không lâu lắm, đàn ngựa phóng chạy cảnh tượng xuất hiện. Chỉ gặp âm hà hậu phương mênh mông bình dã lên, dần dần là xuất hiện nhiều vô số kể, vô biên vô tận nước lũ bầy ngựa. Con ngựa kia cũng không phải là nhân gian ngựa, mà là quỷ mã. Tất cả có chừng đá lớn như vậy cao, đạp trên đất như chấn lôi vậy, đất đai ủng ủng loạn hưởng. Lại một lát sau, một đầu khổng lồ như núi nhỏ vậy khổng lồ quỷ mã là xuất hiện ở Trần Phi bọn họ trước mắt. Quỷ kia ngựa giống như là địa ngục thú một sừng như nhau, trên trán dài một sừng, trên mình lông như màu đen thải chui vậy diêm rúa, một đôi tròng mắt tựa như quỷ mã đèn rồng vậy. To lớn cực kỳ, lộ ra tàn nhẫn cùng lãnh khốc, loại khí tức đó, cũng là cho người hủy thiên diệt địa vậy cường hãn. Ở thấy đầu kia quỷ mã, Bách Hiểu Cung ông già bực này huyền thiên vị vương giả nhân vật đều là không nhịn được suốt mồ hôi trán đứng lên. Vật quỷ này quá mạnh mẽ, hơn nữa còn có nhiều tộc nhân như vậy. Tiểu đệ, thật nếu là đánh, bọn họ chỉ sợ là chạy thoát thân đều khó. Thật là khủng khiếp quỷ thú, đây là quỷ mã chi vương chứ. Trần Phi thấy cảnh tượng này cũng là không nhịn được khô khốc liếm môi một cái. Hắn thấy Bách Hiểu Cung ông lão thực lực, chính là huyền thiên vị nhân vật, có thể quỷ này ngựa nhưng hiển nhiên muốn so với Bách Hiểu Cung ông già lợi hại nhiều lắm, như vậy nói cách khác. Vật này cho dù là kém hơn tới thiên vị cổ vương, chỉ sợ cũng tương không kém nhiều lắm. Không hổ là quỷ tộc, không hổ là quỷ mã chi vương, đúng là có đủ dọa người. Đây là, vậy quỷ mã chi vương tàn nhẫn, lãnh khốc ánh mắt đột nhiên là hướng bọn họ bên này quét tới, gặp. Nhất thời Trần Phi trong lòng một cái lộp bộp, mồ hôi lạnh rầm rầm kéo kéo liền không ngừng được hướng ra phía ngoài lưu. Chỉ bất quá vậy quỷ mã chi vương thật giống như cũng không phát hiện bọn họ, hoặc là phát hiện, nhưng bởi vì kiêng kỵ cái gì, liền vậy hay là đem bọn họ không thấy. Đi theo vậy quỷ mã chi vương mang tộc nhân rời đi, rất nhanh không thấy bóng dáng. Đây là quỷ mã chi vương chứ? Thật là khủng khiếp quỷ thú, thiếu chút nữa cảm giác mất mạng. Gặp vậy quỷ mã chi vương mang tộc nhân rời đi, Trần Phi cái này mới thả miệng thở mạnh, lộ thân hình ra, cả người quần áo sớm bị hoàn toàn làm ướt, lòng vẫn còn sợ hãi cười khổ nói. Hắn bây giờ mặc dù thực lực không tệ, có thể đối mặt như vậy kinh khủng đồ vậy vẫn là không sanh được cái gì đối kháng tâm. Thực lực chênh lệch quá khác xa, như thế nào ngoan cố kháng cự đều là phí công. Ừ, đây là chúng ta quỷ thành chung quanh kinh khủng nhất quỷ thú một trong, quỷ mã chi vương. Nguyên bản bọn họ quỷ mã nhất tộc là đậu ở nơi này âm hà vùng lân cận, nhưng hơn 10 năm trước, phỏng đoán cũng là bởi vì là lần đó âm hà dị biến, bọn họ quỷ mã nhất tộc lại có thể rời khỏi nơi này, đến quỷ chi trên bình nguyên đi sinh sống. Hùng Sư Quỷ Vương gật đầu một cái, mở miệng nói. Trần Phi và Bách Hiểu Cung ông già nhìn nhau một cái, ánh mắt đều là ngưng trọng, cái này âm hà biến cố kết quả là chuyện gì xảy ra? Cái này quỷ mã chi vương lớn mạnh như vậy, lại có thể cũng sẽ bị vội và rời khỏi đầu tiên sinh hoạt gia viên sao? Nếu không được rồi, chuyện này chúng ta chi nhánh đã báo cho liền trụ sở chính, để cho bọn họ phái người để giải quyết, có lẽ sẽ tốt hơn một chút. Mắt thấy chuyện này càng ngày càng không thoải mái, Bách Hiểu Cung ông già lại có thể lên lui đường cổ. Nhỏ giọng nói. Được rồi, vậy cũng, Trần Phi ngẩn người, cũng có chút muốn ý buông tha. Tới một cái này nguyên vốn cũng không phải là hắn sự việc, có thể theo đến nơi này, cũng coi là hết tình hết nghĩa, không phụ lòng hứa hẹn. Thứ hai, liền trước mắt tình huống này theo cục diện tới xem, tựa hồ hắn vậy không có thể chịu đựng mù sen vào cái này đương tử chuyện hư hỏng mà. Không nói khác, liền nói mới vừa rồi vậy quỷ mã chi vương. Một bãi nước miếng phỏng đoán cũng có thể đem hắn phun chết, cái này còn dính vào cái gì à? Nhưng mà hắn trong đầu ý tưởng này cũng còn xa xút, đột nhiên, trong thức hải truyền đến một hồi chập chờn,
làm hắn sắc mặt nhất thời đổi được giống như khổ qua vậy như vậy khó khăn xem. Bởi vì vậy chập chờn lại có thể để cho hắn đi xuống âm hà xem, mà vậy chập chờn nguồn, bất ngờ là hắn trong ý nghĩ màu vàng thần điểu. Tiểu tổ tông ngươi đừng làm sự việc à, ai, lần này chơi thật khá. Trần Phi một mặt khổ ép, khá vậy vẫn là chỉ có thể thỏa hiệp. Cái này tiểu tổ tông là lần đầu tiên để cho hắn làm việc, trước, còn cứu hắn nhiều như vậy lần mệnh, hắn không tiện cự tuyệt, cũng không dám cự tuyệt. Không quá ta vẫn là muốn đi xuống xem, đi theo Trần Phi mở miệng nói. Ừ, Bách Hiểu Cung ông già ngẩn người, kinh ngạc nói, ngươi chắc chắn. Vẫn là ta nghe lầm. Trần Phi bây giờ còn có thể nói gì? Dĩ nhiên không có biện pháp nói gì. Chỉ có thể là một bên trong lòng bất đắc dĩ cười khổ cười, một bên lắc đầu nói, ta chỉ là có chút tò mò âm hà chính giữa kết quả chuyện gì xảy ra. Cái này quỷ mã chi vương như vậy lợi hại, lại có thể cũng vẫn bị ép được bỏ tỉnh rời quê hương, rời đi cho tới nay sinh hoạt gia viên. Đã như vậy, người đều biết. Không thể không nói, thằng nhóc ngươi thật đúng là vô cùng gan dạ à. Bách Hiểu Cung ông già mím môi một cái, nói. Chống đỡ chết gan lớn chết đói nhát gan. Chúng ta cho tới nay không vẫn luôn như vậy sao? Trần Phi cười nói một câu, liền xoay người hướng âm hà đi tới, vừa đi vừa nói, nếu không hai vị hãy đi về trước đi. Ta nếu là không xảy ra chuyện, theo tới thời điểm con đường kia trở về được. Ta cũng và ngươi cùng nhau đi xuống xem. Bách Hiểu Cung ông già nhưng lại có thể nói như vậy nói, làm Trần Phi ngẩn người một chút. Cái này dẫu sao là chúng ta chi nhánh chuyện của mình, hơn nữa, ta cũng đối với cái này âm hà cổ quái biến cố có chút hiếu kỳ. Giống như ngươi nói câu nói kia, chống đỡ chết gan lớn chết đói nhát gan. Nói không chừng ta cũng còn có thể đi theo mò được chút gì. Bách Hiểu Cung ông già hơi híp mắt nói. Một bên, Hùng Sư Quỷ Vương nhưng lắc đầu một cái, nói các người muốn đi xuống, ta cũng không, ta vẫn là đi về trước đi. Đa tạ Quỷ Vương hộ tống chúng ta tới đây. Đa tạ, nghe vậy Trần Phi cười nói, giơ tay lên một cái. Đi theo Hùng Sư Quỷ Vương trực tiếp là phất phất tay, liền xoay người rời đi. Thành tựu quỷ tộc hắn, thật sự là không hiểu được lúc này Trần Phi, Bách Hiểu Cung ông già hai lòng người trong vậy, chống đỡ chết gan lớn chết đói nhát gan, tâm lý. Bởi vì hắn căn bản liền không cần những thứ này. Rất nhanh, Hùng Sư Quỷ Vương rời đi, Trần Phi và Bách Hiểu Cung ông già hai người cũng là lẻn vào âm hà chính giữa. Âm trong nước sông, một phiến đen nhánh, có từng tầng một nhàn nhạt uy áp bao phủ, làm trái tim người cũng giống như là bị thứ gì cho bóp như nhau, hết sức nín thở. Hết sức khó chịu. Điều này âm hà bên trong quả nhiên là có cổ quái gì. Cảm nhận được vậy uy áp, Trần Phi nhíu mày một cái. Theo lý mà nói âm hà bên trong sẽ không có những thứ này cảm thụ, nhưng lúc này điều này âm hà bên trong nhưng xuất hiện. Ngươi xem vậy, thật là nhiều đêm quỷ cá. Đột nhiên, Trần Phi bên cạnh Bách Hiểu Cung ông già kinh ngạc chỉ đáy sông. Chỉ gặp vậy ánh sáng bất tỉnh trầm trầm đáy sông chỗ sâu, nào đó tương tự với rãnh vậy phập phồng đá san hô bên trong, rậm rạp chằng chịt không biết có số lượng nhiều khổng lồ ngón tay út lớn nhỏ cá mầm, đang run lẩy bẩy chen ở nơi đó, chen làm một đoàn, rúc vào một chỗ, giống như là chung quanh có cái gì rất kinh khủng đồ, chúng rất sợ như nhau. Quả nhiên có vấn đề, thấy tình cảnh này Trần Phi lại là không nhịn được cau mày. Lẩm bẩm một tiếng, hắn bắt đầu hướng những địa phương khác bơi đi. Dọc theo đường đi, bọn họ ở nơi này âm hà phần đáy gặp được rất nhiều quỷ thành đặc biệt sinh vật, cũng có hết sức cường hãn đáy biển quỷ thú, có thể bọn họ lại có cái rất thống nhất đặc điểm, đó chính là toàn ở vào hoang mang bất an trạng thái, hoặc là chen làm một đoàn, hoặc là rúc lại trong sào huyệt, căn bản không dám đi ra ngoài. Giống như cái này đáy sông bên trong là có cái gì rất kinh khủng loài. Bọn họ rất sợ hãi, rất sợ như nhau. Rất nhanh, Trần Phi tựa hồ phát hiện cái này tất cả hết thảy ngọn nguồn. Ở âm hà phần đáy chính giữa nhất một phiến đá san hô bên trong, dài một bụi hắc được thấu lượng hoa sen tựa như được thực vật. Cái này hoa sen đầu hơi muốn so với thông thường hoa sen lớn một chút, bên cạnh có không biết mấy lá cây, màu sắc hết sức ám trầm, cùng mọi người thông thường chính giữa vậy trắng noãn như tuyết tuyết liên nhìn như giống như là hai hoàn toàn bất đồng cực đoan. Đó là cái gì? Bách Hiểu Cung ông già miệng có chút nhỏ mở to nhìn chằm chằm vậy luyện hóa, chẳng biết tại sao, hắn lúc này lại có chút tim đập rộn lên đứng lên, hô hấp khó chịu. Không biết, đi xem một chút đi. Trần Phi nhíu mày một cái, cũng không biết vậy hoa sen là cái gì, dứt khoát lướt đi qua. Khoảng cách gần xem,
vật kia cũng đích xác là luyện hóa. Tầng tầng lớp lớp ô cánh hoa màu vàng toát ra, tràn ngập như dáng ngũ sắc vậy khí lưu, tầng tầng thay nhau, nếu như huyền huyễn vậy, ở đó nội bộ còn bất ngờ là có từng cái nho nhỏ đài sen, cùng thông thường màu xanh lá cây đài sen không cùng, cái này đài sen nhìn như vô cùng là yêu dị, Trần Phi chỉ là nhìn chằm chằm xem hơi thời gian dài một ít, cũng cảm giác ánh mắt đau nhói, cũng không có biện pháp đem ánh mắt rời. Kết quả này là đồ chơi gì? T, ánh mắt ta. Đây là, từ cạnh truyền đến Bách Hiểu Cung ông già kinh nghi thanh âm, nhưng sát theo bị một đạo nhàn nhạt ngược lại hút khí lạnh thay thế. Trần Phi nhìn sang, ánh mắt nhất thời ngưng ngưng, con người có giúp một cái, chỉ gặp Bách Hiểu Cung ông già cặp mắt lúc này lại có thể đang chảy máu. Tốt thứ lợi hại, Bách Hiểu Cung ông già chính là huyền thiên vị nhân vật, nhưng bây giờ lại có thể chẳng qua là nhìn nhiều màu đen kia hoa sen mấy lần, liền cặp mắt chảy máu. Tìm bảo ngỗi bảo đâu có thể nào có loại khả năng này. Trần Phi lại quét mắt thần bí kia màu đen hoa sen, ánh mắt híp lại, nói tiền bối, ta muốn xảy ra vấn đề địa phương chúng ta bây giờ hẳn là tìm. Cái này âm hà biến cố ngọn nguồn, chắc là bụi cây này không biết là lai lịch gì hoa sen đen xài. Vậy phải làm thế nào? Bách Hiểu Cung ông già xoa xoa khóe mắt vết máu, hỏi. Ta cũng không biết, Trần Phi lẩm bẩm một tiếng, yên lặng hồi lâu. Lại nói sau nói, nếu không trước cùng nó thành thục rồi hãy nói. Bách Hiểu Cung ông già há miệng một cái, vậy không việc gì biện pháp tốt hơn, chợt cũng chỉ có thể là gật đầu một cái, nói, vậy cũng tốt. Nhìn dáng dấp cái này hoa sen chắc sắp chín muồi. Rồi sau đó hai người bọn họ liền bắt đầu ở cái này trông nom, cùng thần bí kia hoa sen thành thục. Như vậy, thời gian trôi qua rất nhanh. Một tháng sau đó... Màu đen kia hoa sen lên lá sen cánh hoa bắt đầu héo tàn, trong đó đài sen vậy đang từ từ trở nên lớn, bên trong hạt sen giống như là ngày càng bão mãn đứng lên. Đây là, Trần Phi cũng mới theo gương biết thần bí kia màu đen hoa sen, chính giữa vậy hạt sen dáng vẻ, lại là như tinh thể vậy ô vàng vẻ. Nhìn như trong suốt, thuần túy, từng cổ kỳ dị mùi thơm từ trong đó tản mát ra, làm người ta cảm giác hết sức thật lòng khoáng thần di, lại không có so bực bội, giống như là nắm tim như nhau. Là hai loại hoàn toàn bất đồng ngược lại cảm thụ. Mà ở thấy vậy ô vàng vẻ trong suốt, thuần túy tinh thể, Trần Phi rốt cục thì giống như nhớ tới cái gì, chết nhìn chằm chằm vậy hạt sen, dần dần, miệng mở lớn, sau cặp mắt là tràn ra từng trận không thể tưởng tượng nổi vẻ khiếp sợ. Vật này chẳng lẽ là, hắn rung động tự lẩm bẩm, đây là, lại đột nhiên nghe được một tiếng kỳ dị thú gầm, chỉ gặp một đầu toàn thân bích lục con rơi, miệng rộng răng nanh, vô cùng dữ tợn. Cả người tràn ngập kinh người quỷ quang, không biết từ đâu chui vào cái này âm hà phần đáy, cặp mắt chết nhìn chằm chằm vậy hạt sen thẳng hiện lên quang, hưng phấn hô hoán lên. Hiển nhiên, kinh khủng này người tuyệt đối là bị thần bí kia hoa sen chính giữa ô kim liên tử cho hấp dẫn tới. Đáng chết, quỷ này thú là từ đâu ra, trên trời bay lại có thể cũng biết sốt cuộc đáy biển tới. Thấy tình cảnh này, Bách Hiểu Cung ông già buồn bực, nguyên bản cũng chỉ có hắn theo Trần Phi hai người. Âm thầm đơn độc chia vậy hạt sen là được. Vậy hạt sen vừa thấy liền là đồ tốt, trời sinh đất dưỡng ngỗi bảo. Nhưng bây giờ lại có thể không mời mà tới tới đầu như thế kinh khủng quỷ thú, cái này rất khó nói. Quang từ hơi thở để phán đoán, cái này quái vật rơi xanh quỷ thú cho dù là kém hơn bọn hắn trước nhìn thấy đầu kia quỷ mã chi vương, có thể chắc cũng là không kém nhiều ít. Nói cách khác, cái này quái vật rơi xanh quỷ thú ít nhất là có đủ để cùng hắn sánh vai huyền thiên vị thực lực. Có lẽ hắn và Trần Phi liên thủ có thể đoạt lấy vật này, cũng có thể chưa chắc cướp được qua. Giữa lúc Bách Hiểu Cung ông già buồn rầu, Trần Phi đột nhiên mở miệng nói, xoay người rời đi tiền bối, chúng ta đi. Đi, tại sao? Bách Hiểu Cung ông già ngây ngẩn, tại sao phải đi? Quái vật rơi xanh quỷ thú mặc dù lợi hại, có thể bọn họ cũng không phải người yếu, vậy không phải là không có một cướp lực à? Không tại sao, muốn sống vẫn là cùng ta đi thôi. Trần Phi cũng không quay đầu lại, trực tiếp là liền rời đi. Lưu lại Bách Hiểu Cung ông già nghe vậy ngưng ngưng, Trần chờ hồi lâu, mới cắn răng đi theo Trần Phi, cùng nhau rời đi. Như vậy, Trần Phi ước chừng thì nguyện ý liền màu đen kia hoa sen chỗ ở đá san hô nhóm ngoài mấy dặm, mới dần dần ngừng đứng lên, rơi xuống một mảnh đất thế tương đối cao rút ra đáy nước dãy núi lên. Nơi đây tầm mắt rộng rãi, vừa vặn có thể đem vậy ngoài mấy dặm động tĩnh vừa xem dưới mắt. Gặp Trần Phi lựa chọn ở nơi này dừng lại, Bách Hiểu Cung ông già không nhịn được hỏi, chúng ta tại sao phải đi? Hắn chân thực không nghĩ ra,
vậy Ô Kim Liên Tử vừa thấy cũng biết là ngỗi bảo, thiên địa chi bảo. Hơn nữa vậy hoa sen liền cái này âm hà cũng có thể ảnh hưởng, tuyệt đối cao cấp, hắn có bầu nuôi ra hạt sen tất nhiên, tuyệt đối là giá trị liên thành vậy một đẳng cấp, nhưng bây giờ Trần Phi lại muốn buông tha, điều này thật sự là quá kỳ quái. Hắn cũng có chút không cam lòng. Ta cảm thấy vậy hoa sen có vấn đề, nhưng mà Trần Phi cứ như vậy một câu nói, liền đem Bách Hiểu Cung ông già còn dư lại tất cả nói cũng lấp kín. Đây vốn chính là mạo hiểm. Hắn cảm thấy cái này hoa sen có vấn đề, vậy khẳng định là hẳn hẳn đi, cái này không vấn đề chút nào. Ngược lại thì hắn mình nếu là không cam lòng, vậy thật ra thì có thể lựa chọn hành động đơn độc, thử một lần. Bách Hiểu Cung ông già trên mặt thần sắc thay đổi mấy lần, cuối cùng, hắn vẫn là cắn răng, không nói gì nữa. Tuy nói hắn mới là thực lực đó mạnh hơn huyền thiên vị vương giả, có thể ở quỷ thành này, quỷ thế giới, cái này âm hà chính giữa. Trần Phi rõ ràng ung dung như thường nhiều. Người đều là có khí chất, Trần Phi khí chất rõ ràng cao hơn người một bậc, ảnh hưởng hắn phán đoán. Trực giác nói cho hắn, tin tưởng Trần Phi, có lẽ mới là chính xác. Rất nhanh, lại đếm tháng trôi qua, những cái kia hoa sen lên lá sen, cánh hoa rốt cuộc tất cả đều rụng, đài sen lớn như ngọc bàn, trong đó vậy ô vàng thấu triệt hạt sen ca ca tròn trịa đầy đặn, thấu tán trước thành tựu xuất sắc, nhập vào xuất gia thần mang. Làm người ta nhìn đều là không nhịn được há to mồm khen ngợi, ngỗi bảo. Đây thật là trời sinh đất dưỡng ngỗi bảo, quá thần dị, thật là giá trị liên thành. Nhưng mà hôm nay, Bách Hiểu Cung ông già trong lòng nhưng đã sớm đánh mất trước, hùng tâm tráng trí, thậm chí lúc này, hắn đều ở đây muốn không muốn vứt bỏ Trần Phi, mình trước chạy. Chỉ gặp âm hà đáy nước trung ương nhất đá san hô nhóm, phương hướng tây bắc, một cái to lớn âm lãnh lạnh như băng đang chiếm cứ ở đó. Thân rắn dẫy giụa, cặp mắt tàn khốc, máu tanh, cả người ngân lân như tuyết, phục ra phụt vô quỷ quang, hết sức giá rét, làm vậy chung quanh ít nhất mấy trăm mét vùng nước cũng kết thành từng tầng một thật dày quỷ băng. Phía nam đáy nước cá đá khu vực, một đầu cường tráng như trâu, phối hợp người khoác trước tím giáp dáng vóc to tôm hùm cũng là ngang ngược thủ ở nơi đó. Nó cặp mắt không có con ngươi trắng đậm, đầu đỉnh nhìn chằm chằm từng vòng màu đen thùi lùi tròn vòng. Tản ra đáng sợ quỷ khí, sáng chói lóa mắt. Cái này hai đầu quỷ thú vừa thấy chính là tàn bạo cố gắng. Trên thực tế cũng là như vậy, bọn họ thực lực, hơi thở khí thế, tuyệt không kém tại nhất trước xuất hiện đầu kia quái vật rơi xanh. Hơn nữa còn rất hiển nhiên, hai tên này vậy nhất định là bị vậy Ô Kim Liên Tử nơi hấp dẫn tới. Ba cái có huyền thiên vị chiến lực quỷ thú lần lượt tới, canh giữ ở cái này, chuẩn bị huyết chiến, bọn họ không chạy còn làm gì. Âm hà đáy nước vậy ba đầu kinh khủng quỷ thú đối lập còn tiếp tục, nhưng là, cái này cũng còn không phải là toàn bộ. Oanh, lại một đạo kinh khủng hơi thở hạ xuống, rốt cuộc, nên tới vẫn phải tới. Giữa trời đất tràn ngập lạnh người đế tiếng huýt sáo, một cổ ùn ùn kéo đến cường hãn quỷ khí tràn vào đáy nước, căn bản cũng không thêm che giấu. Ở một hồi, một đầu hình người thú người sinh vật cổ quái, cả người vòng quanh ánh sáng sải bước đi xuống âm hà, chỗ đi qua. Liền âm hà nước cũng tự động phân nhánh, vô cùng rung động. Bộ dạng sợ hãi, run rẩy. Đây là lúc này Trần Phi cùng Bách Hiểu Cung ông già đối với hình người kia thú thân sinh vật cảm thụ trực tiếp nhất. Cuối cùng này bị vậy Ô Kim Liên Tử hấp dẫn mà đến quỷ thú là thật đáng sợ, giống như là một kiện viễn cổ binh khí, hung hãn, bàng bạc, thậm chí đều không kém hơn bọn họ trước ở bên ngoài nhìn thấy đầu kia quỷ mã chi vương. Chúng ta nên làm gì bây giờ? Còn không đi. Bách Hiểu Cung ông già đã hoàn toàn mất đi dũng khí, sắc mặt biến đổi, muốn từ nơi này địa phương nguy hiểm rời đi. Đi, Trần Phi hỏi ngược lại một tiếng, không nói thêm gì nữa, cặp mắt lại hướng vậy trung ương đá san hô nhóm chính giữa màu đen hoa sen nhìn chăm chú đi, chợt trong mắt hiện ra nhàn nhạt không biết làm sao vẻ. Hắn là muốn đi, có thể trong đầu hắn màu vàng kia thần điểu lại để cho hắn chớ đi. Cùng lúc đó, bởi vì vậy cuối cùng hình người thú thân khủng bố quỷ thú hạ xuống. Trước vậy ba đầu cường hãn quỷ thú cũng là cao độ đề phòng, bởi vì chúng cũng có thể cảm nhận được, cuối cùng này người đến hình thú thân cổ thú tuyệt đối là muốn đối hắn cửa lợi hại. Quái vật rơi xanh trong miệng phát ra nhọn, trầm thấp hí, u tối ánh sáng như nguyệt hoa vậy từ hắn trong miệng khạc ra, hướng hắn thân thể tưới đi, làm hắn giống như là hôn mê bạc trắng vậy, thân thể lóng lánh khiếp người ánh sáng, hết sức kinh người. Cùng lúc đó, một cổ cường hãn hơi thở cũng là từ trong cơ thể nó bên ngoài thả ra,
giống như là có thể nuốt trời ói, chấn nhiếp bát hoang. Hướng hình người kia thú thân sinh vật ép tới. Bên kia, vậy băng lớn rắn cũng là hành động, cả người trên dưới bên ngoài thả ra lạnh lùng chói mắt ánh sáng màu trắng chạch, hàn lạnh ngắt, còn sắp hàng thành một loại cổ quái thứ tự, diễn hóa ra liền không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Đùng đùng, đùng đùng, trong nháy mắt, âm hà đáy nước bắt đầu đóng băng, một cổ làm người ta sợ hãi khí lạnh tràn ngập ra, mắt nhìn xuống thiên hạ, cũng là hướng hình người kia thú thân sinh vật ép tới. Rất hiển nhiên, cái này quái vật rơi xanh cùng với băng lớn rắn ở cảm nhận được hình người kia thú thân sinh vật cường hãn sau đó, lại có thể lựa chọn kết minh liên thủ, muốn trước đem vậy uy hiếp lớn nhất cho diệt trừ. Cứ như vậy, coi như là bọn họ kết minh sau lại chia nước ra, mỗi người vậy vẫn có cơ hội đoạt bảo. Mà vậy người khoác tím giáp cường tráng như châu tôm hùm, chính là đợi nước kia để cá đá than chính giữa không phản ứng, không động. Cũng không biết hắn là trí khôn không đạt tới như vậy cao trình độ. Vẫn là nó không muốn cùng người liên minh động thủ. Ông ngay tại lúc này, vậy trung ương đá san hô nhóm chính giữa màu đen hoa sen rung rung một chút, phát ra kỳ dị tiếng vang, theo sát phía sau từng đạo rực rỡ vô biên sáng mở chính là hiện ra. Vậy sáng mở gần như thấu rõ, không nói ra được màu sắc, nhưng lại làm người ta liếc thấy sau thì biết kích động. Cái này nghiệt long hoa sen muốn chín muồi. Thấy tình cảnh này, Trần Phi sắc mặt lóe lên, tự lẩm bẩm. Ngươi nói gì sao? Bách Hiểu Cung ông già không có nghe rõ Trần Phi tự lẩm bẩm nói, không nhịn được cau mày hỏi. Nghiệt cái gì tới? Đó là cái gì? Nhưng ngay khi trong một cái chớp mắt này, kinh thiên biến cố phát sinh. Hình người kia thú thân sinh vật thân hình chớp mắt, như trời bên ngoài phi tiên vậy, từ tinh không rơi xuống, oanh một tiếng. Đáng sợ hơi thở bạo phát ra, rời núi lấp biển, khuấy động âm hà, thiết tốc độ cực nhanh. Một cái chớp mắt liền lại vọt tới quái vật rơi xanh trước mắt. Khặc khặc, khặc khặc, hắn trong miệng phát ra không giống loài người khặc khặc tiếng cười, vô cùng là âm xâm, đánh về phía quái vật rơi xanh, vật chất như to lớn quạt lá, uy áp bùng nổ, cực độ đáng sợ, thế không thể đỡ. Một tát này lại có thể trực tiếp đem quái vật rơi xanh vỗ vào đáy nước lớp bùn, mặt đất chấn động, âm hà lăn lộn, như ngày tận thế tới vậy. Đại chiến lúc này bộc phát. Bất quá, quái vật rơi xanh thực lực tuy có thể không bằng người hình thú thân sinh vật, nhưng cũng không phải cái gì trái hồng mềm. Tê, tê, trong miệng nó phát ra tiếng rít, lại có thể cứng rắn là từ vậy lớp bùn chính giữa bộc phát ra một đạo đáng sợ chùm ánh sáng, lóng lánh kinh khủng sắc thái, đánh vào hình người kia thú thân sinh vật ngực, làm vậy người sau phát ra kêu thảm thiết. Cùng lúc đó, cái này âm hà đáy nước vậy dần dần là bị mùi máu tanh nồng nặc tràn ngập. Làm người ta nôn mửa. Oanh, đây là, một đạo khí lạnh kinh khủng cầu vòng phá không tới, nhất kích đem hình người kia thú thân cổ thú oanh bay mấy chục ngàn gạo xa. Dọc đường hết thảy âm hà nước, cùng với những vật khác cũng kết lên một tầng thật dày quỷ băng. Là vậy băng lớn rắn. Thật là lợi hại thực lực, những người này chỉ sợ mỗi một cái là so ta thực lực yếu. Thấy tình cảnh này may là Bách Hiểu Cung ông già cũng không nhìn được mất đi đúng mực, không biết trước mắt cảnh tượng này nên làm thế nào cho phải, rốt cuộc hẳn đi. Vẫn là lưu lại. Hống. Đây là, vậy liên tục gặp đòn nghiêm trọng hình người thú thân quỷ thú tựa hồ là nổi giận. Quơ to lớn quả đấm, cả người bốc quang, quỷ khí dày đặc, giống như là quỷ tiên vậy lại lần nữa giết trở về. Hắn tốc độ quá nhanh, phịch một tiếng, một quyền liền đem vậy băng lớn rắn đánh đến liền đáy nước trên vùng đất. Khổng lồ lực lượng tản ra, giống như là động đất vậy. T, T, đây là, quái vật rơi xanh hai cánh mở ra. Chia tới âm hà lượng nước chảy không chung, sau lưng giữ tợn vây cánh phốc suy cuồng xúi dục, từng luồng cổ quái hơi thở đi theo chính là lưu lộ ra. Quái vật rơi xanh vây cánh lên yêu dị vũ lông ra hào quang, giống như là từng cái nho nhỏ ánh mắt, tản mát ra quỷ dị vầng sáng. Mà quỷ dị kia vầng sáng quét tản mát ra năng lượng, Trần Phi chẳng qua là thoáng nhìn một cái, liền nhất thời cảm giác choáng váng đầu hoa mắt, thật giống như lập tức phải té bất tỉnh tựa như. Đáng chết, cái này quái điểu năng lực thật là cổ quái. Trần Phi vội vàng rời cặp mắt, thậm chí đưa lưng về phía đã qua, mới cảm giác dễ chịu hơn một ít. Ông, quái vật rơi xanh vây cánh phát ra hào quang quá cổ quái, giống như là vậy địa phủ chỗ sâu câu người ác quỷ vậy. Lúc này vậy một đôi mắt ti hí vầng sáng tất cả đều bắn ra năng lượng, đem hình người kia thú thân quỷ thú chỗ ở khu vực bọc. Cùng lúc đó vậy băng lớn rắn cũng giống là tìm được cơ hội, gào to một tiếng.
trong miệng nổ bắn ra ra làm người ta rợn cả tóc gáy thấu xương dòng nước lạnh, như băng chi hồng ba vậy, đánh thắp bầu trời mênh mông, hướng hình người kia thú thân quỷ thú đánh tới. Thế giới băng hàn một phiến. Hống, cùng lúc đó, hình người kia thú thân quỷ thú cũng giống là cảm nhận được nguy hiểm, một tiếng nổi trận lôi đình gầm thét, một cái bàn tay chính là vung đánh ra ngoài, đi lên chính là một cái không biết là lai lịch thế nào ấn quyết, nhưng rất đáng sợ. Giống như là quỷ tiên chi ấn như nhau, hàm chứa lực lượng kinh khủng. Hiển nhiên người này hình thú thân quỷ thú trước người tất nhiên là một cái tựa như loài người chủng tộc nhân vật lớn, mà đây khắc cốt minh tâm ở bên trong thân thể hắn chiêu số, thần thông, thì chính là cái loại đó tộc đại danh đỉnh đỉnh thần vết ấn quyết. Là một môn siêu cấp tuyệt học. Phịch, tê, tê, quái vật rơi xanh vây cánh nơi thả ra vây cánh trực tiếp là bị đánh xuyên. Giữa trời đất ngay lập tức làm chấn động một cái hỗn loạn. Thật là lợi hại ấn quyết, Bách Hiểu Cung ông già trong mắt cũng là rụt một cái, cả kinh nói. Cái này ấn quyết quá mạnh mẽ, nếu như hắn có thể có được, ít nhất có thể tăng phúc gấp đôi trở lên thực lực. Đây quả thực là siêu cấp tuyệt học. Hống, hống, hình người kia thú thân quỷ thú lại gầm hét lên, lần nữa động thủ, thần uy cái thế, ẩn chứa không hề đời siêu cấp tuyệt học ấn quyết lần nữa đánh ra. Phịch, vậy băng lớn rắn đứng mũi chịu sào. Có không kém tại Bách Hiểu Cung ông già chiến lực kinh khủng kia băng lớn rắn, trực tiếp là bị một tát này vỗ gãy 1/3 thân thể, xì một tiếng, máu tươi trực tiếp là cuồng vọt ra. Nhiễm đỏ hết thảy. Gặp, thấy tình cảnh này Trần Phi sắc mặt cũng là lập tức trầm một cái, có chút khó coi, người này hình thú thân cổ thú lại có thể mạnh như vậy hãn, một nhà độc quyền, đây chẳng phải là cái này thăng bằng thì phải bị đánh vỡ. Thật nếu là như vậy. Hắn sau đó coi như là muốn mạo hiểm đục nước béo cò thử một chút, chỉ sợ cũng không có cơ hội. Người này hình thú thân cự thú liền vậy băng lớn rắn cũng có thể một cái tát đánh thành trọng thương, nếu đổi lại là hắn đi lên, sợ rằng không chống nổi nửa chiêu. Làm thế nào? Trần Phi lẩm bẩm một tiếng, lúc này liền hắn đều có chút nản chí ủ rũ. Không có cách nào, vậy con rơi chim quái dị, băng rắn, tím giáp tôm hùm, ta đơn độc đối phó bất kỳ một người nào sợ rằng đều có chút tốn sức. Chớ nói chi là hình người kia thú thân cổ thú. Hắn cái này ấn quyết thần thông, ta lên đi nhiều nhất không chống nổi ba chiêu. Đi thôi, chúng ta đi bây giờ, vẫn còn kịp. Bách Hiểu Cung ông già rốt cuộc cũng là hoàn toàn đánh mất lòng tự tin, muốn rút lui. Đi, Trần Phi trầm mặc, hắn đích xác là muốn đi, nhưng lúc này trong đầu hắn màu vàng kia thần điểu nhưng vẫn lại để cho hắn lưu lại. Hắn kết quả nên tin tưởng chính hắn, vẫn tin tưởng trong đầu hắn màu vàng kia thần điểu. Nói thật, cái này bây giờ liền chính hắn cũng không biết. Ồ, mùi vị gì, đây là, hắn chóp mũi đột nhiên giật giật, ngửi được một cổ thơm mát, lúc nào tới nguyên chính là bụi cây kia màu đen hoa sen. Ông, lại một khắc sau, vậy trung ương đá san hô chính giữa màu đen hoa sen trong chính là sáng chói bóng loáng trào động lực, hết sức đỏ tươi, tựa như cùng là huyết dịch vậy, thoang thoảng hơi thở tràn ra, cách xa như vậy vẫn cảm giác nồng nặc đặc biệt. Tê, tê. Hống. Quái vật rơi xanh, băng lớn rắn, hình người thú thân quỷ thú đều tựa hồ là có ý thức thu tay lại, hoặc ngưng chiến đứng lên. Bởi vì bọn họ cũng ngửi thấy vậy thơm mát, cũng biết, vậy đài sen, hạt sen, chỉ sợ là sắp chín mùi. Mà có lẽ vậy chính vì vậy, vậy ba đầu sau đại chiến cường hãn quỷ thú, cùng với vậy tím giáp tôm hùm, lúc này trong mắt bọn họ vậy tâm trạng, tất cả đều là trở nên có chút kích động, điên cuồng lên. Hướng vậy trung ương đá san hô nhóm liều mạng xông tới. Chúng ta trước lui ra ngoài đi, nơi này quá nguy hiểm. Cảm nhận được vậy bốn đầu khủng bố quỷ thú mất khống chế cùng điên cuồng, Bách Hiểu Cung ông già ra đầu lẫm liền lẫm, đứng dậy lại muốn đẩy ra phía ngoài. Trần Phi nhìn vậy mau muốn thành thục màu đen hoa sen, trong đầu màu vàng kia thần điểu thanh âm lại không ngừng vang lên, làm hắn chỉ có thể là hung hăng cắn răng, nói tiền bối ngươi đi trước đi, ta lưu lại xem. Ngươi điên rồi, Bách Hiểu Cung ông già cau mày kinh nghi bất định nhìn Trần Phi. Trần Phi cười khổ một tiếng, đột nhiên, dị biến phát sinh. Oanh! Chỉ gặp vậy trung ương đá san hô nhóm chính giữa màu đen kia hoa sen bỗng nhiên run lên, rồi sau đó, hơn 10 đạo tươi đẹp như máu hồng quang trực tiếp là xông lên trời không, làm âm hà chấn động, vân trưng vụ hà. Một khắc sau, vậy con rơi chim quái dị, băng lớn rắn, tím giáp tôm hùm. Cùng với hình người kia thú thân quỷ thú đều điên cuồng, xông về vậy hoa sen. Chín mùi,
Thấy vậy lúc màu đen kia hoa sen chính giữa hạt sen lại là chín muồi, Bách Hiểu Cung ông già sửng sốt hồi lâu, chợt hung hăng cắn răng, lại cũng là xông tới. Phịch, âm hà đáy nước một hồi lay động, linh khí kích động, một cái bàn tay vô căn cứ xuất hiện, giống như là từ lên tới, thẳng hướng màu đen kia hoa sen chính giữa ô kim liên tử bắt đi. Thiếu chút nữa đều không người bất kỳ kịp phản ứng. Đừng, Trần Phi mặt liền biến sắc, liền vội vàng nói, đáng tiếc thật giống như vẫn là chậm. Bách Hiểu Cung ông già đã là động thủ. Hống, đây là, một đạo nguy hiểm tiếng giống giận vang lên, vậy người khoác tím giáp long khiếu chân đạp cuồn cuộn âm hà nước, to lớn tôm hùm kẹp chặt chắn bàn tay trước mặt, giao tranh kịch liệt, không bất kỳ hòa hoãn chỗ trống, trong hư không một hồi hỗn loạn, làm người ta kinh hãi. Đáng chết, Bách Hiểu Cung ông già không nghĩ tới mình lại có thể bị phát hiện, có thể đây là đã là cung bắn mũi tên không quay đầu lại, chỉ có thể là nhắm mắt lại. Bàn tay to kia bộc phát ra kinh khủng hơn chói lọi, như ngày tận thế vậy, hoành xông về trước. Có thể vậy người khoác tím giáp tôm hùm vậy rất hiển nhiên sẽ không yếu thế, to lớn tôm hùm kẹp chặt bộc phát ra minh mông thần thái, mũi châm đối phương mang. Phịch, một tiếng vang dội, hư không run lên, âm hà cuồn cuộn nước chảy mất đi, hai đạo thân ảnh tất cả đều là té bay ra ngoài. Được, còn lợi hại hơn. Bách Hiểu Cung ông già khóe miệng tràn ra một món tử huyết. Tiếp liền lui ra mấy ngàn mét khoảng cách, thân thể liền liền lay động, mà vậy tím giáp tôm hùm cũng đã thuận thế hướng màu đen kia hoa sen phóng tới. Như vậy xem ra, vậy tím giáp tôm hùm lực lượng vẫn còn ở trên hắn. Nhưng dù vậy, nhưng lúc này nếu hắn đều đã lựa chọn ra tay, đó chính là cung bắn mũi tên không quay đầu lại. Huống chi, như vậy thần tuấn trời xanh mỗi bảo ở phía trước, hắn vậy thật sự là không cách nào làm được thờ ơ. Oanh, nghĩ đến đây. Bách Hiểu Cung ông già hung hăng cắn răng, cả người hơi thở đi theo chính là bạo tăng đi ra, muốn xông lên nữa, cướp đoạt thần bí kia hoa sen, vậy ô kim liên tử. Vèo, có thể đây là, Trần Phi nhưng ngăn trở ở trước mặt hắn, ngăn cản nói, tiền bối đợi một chút, đừng xung động. Đợi một chút, tại sao, Bách Hiểu Cung ông già mặt đầy kinh ngạc, bây giờ nếu như bổ sung lại đi lên, vậy thì khẳng định không có cơ hội. Tóm lại chờ đi, ngươi lại xem thì biết. Vậy Trần Phi lắc đầu một cái, xoay người lại, ánh mắt nhìn chằm chằm lúc này đã xông về trung ương đá san hô bầy bầy quỷ thú. Ngoài dự đoán của mọi người là, tốc độ nhanh nhất không phải vậy con rơi chim quái dị, cũng không phải hình người kia thú thân quỷ thú, mà lại là vậy bị trọng thương băng lớn rắn. Hống, chỉ gặp hắn lúc này đang con ngươi đỏ tươi dương ra miệng to như chậu máu, muốn một hớp đem vậy thành thục màu đen hoa sen, ô kim liên tử nuốt, có thể nhưng vào lúc này, dị biến phát sinh. Vậy hoa sen đài sen chính giữa một viên ô kim liên tử, lúc này lại có thể đột nhiên nổ tung mở, rồi sau đó liền gặp vậy nổ tung trong, một cái như quỷ mị màu máu xà hình sinh vật lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai lao ra, há mồm chính là cắn ở vậy băng lớn rắn trong cổ họng bộ. Cái gì, Bách Hiểu Cung ông già nhất thời con người hung hăng rụt một cái, cả người đều là khí lạnh, vậy là thứ gì? Cái này không phải là ngỗi bảo ô kim liên tử sao? Một thoáng gian. Hắn cả người đều là mồ hôi lạnh. Cái này lại là cạm bẫy. Tê, gặp thảm đánh lén vậy băng lớn rắn nhất thời phát ra liên tiếp vọt kêu thảm thiết, trên thân thể vậy đi theo sưng lên tới mắt thường có thể thấy được xấu xí ngâm nước chính giữa phủ đầy kịch độc, đang ăn mòn hắn thân thể. Sợ rằng lần này nó là thật muốn gặp nặng, lúc này bỏ mạng. Phịch, một giây kế, màu đen kia hoa sen chính giữa còn sót lại hơn 10 viên ô kim liên tử cũng là lần lượt nổ tung. Từng con như quỷ mị màu máu xà hình sinh vật từ trong chui ra, hướng vậy băng lớn rắn cắn đi. Rất nhanh, vậy ít nhất là có 3 sao quỷ vương cảnh thực lực mạnh mẽ quỷ thú, lại bị vậy tất cả như quỷ mị màu máu xà hình sinh vật cho phân thực, nuốt sống. Thấy tình cảnh này Bách Hiểu Cung ông già sau lưng một hồi lạnh cả người, con người sợ hãi không thôi. Kết quả này là thứ quỷ gì? Hắn lẩm bẩm thất thố nói, đồng thời trong lòng một hồi vui mừng. Thật may Trần Phi đem hắn cho cản lại, nếu không, hắn bây giờ vọt tới, đây chẳng phải là liền nguy hiểm. Đây là nghiệt long ấu thể. Đây là, đột nhiên bên tai truyền tới Trần Phi ngưng trọng thanh âm, làm Bách Hiểu Cung ông già con người hung hăng co giúp một cái, rồi sau đó, hắn sắc mặt ngay tức thì đều có chút liếc. Ngươi nói gì sao, đây là nghiệt long ấu thể. Bách Hiểu Cung ông già đầu đầy mồ hôi lạnh, run rẩy nói. Nghiệt long. Tu chân giới tiếng xấu rõ ràng đại biểu hung vật một trong chủng tộc. Sanh ra tánh tình vô cùng là tàn bạo,
hơn nữa tàn nhẫn, là máu, bị người căm thù, có thể hết lần này tới lần khác cái này nghiệt long nhất tộc trời xanh thiên phú lại chân thực cường hãn. Trừ vậy vô thượng chân linh chủng tộc bên ngoài, cái này nghiệt long nhất tộc, hoàn toàn có thể nói là cái này tu chân giới chính giữa cao cấp nhất một trong loại vật. Chúng sanh ra liền có huyền thiên vị tả hữu lực lượng, lại thoáng tu luyện mấy năm, tới thiên vị, yêu hoàng cảnh, vậy đều không phải là vấn đề gì. Đáng chết, những thứ đó lại là nghiệt long ấu thể, lần này xong rồi. Bách hiểu cung ông già một hồi tuyệt vọng. T, đây là, vậy hơn 10 chỉ nghiệt long ấu thể lại lần nữa điều động, muốn đoạt mệnh tử thần như nhau, hướng vậy lúc này dựa vào bọn họ gần đây hình người thú thân quỷ thú phóng tới, người sau cũng giống là cảm nhận được nguy hiểm, phản kích lại, siêu cường ấn quyết hướng vậy từng con nghiệt long ấu thể đánh tới. Toát ra một phiến lực lượng cường hãn, dễ như bỡn, đem nơi đây bao phủ. Phốc, kinh khủng ấn quyết lực lượng rơi xuống, đem vậy một cái nghiệt long ấu thể đánh thành thịt nát, tại chỗ chết oan uổng. Được, bách hiểu cung ông già tại chỗ thần tình kích động, phấn chấn. Cái này nghiệt long nhất tộc mặc dù cường hãn, nhưng bây giờ dẫu sao chúng vẫn chỉ là sơ sinh giai đoạn, không thực lực mạnh như vậy, cũng không nên như vậy tuyệt vọng. Nhưng ngay khi một giây kế tiếp, hắn nhìn thấy nhưng làm hắn con ngươi lại lần nữa rụt một cái, sắc mặt trắng bệch. Bởi vì hình người kia thú thân quỷ thú mặc dù một cái tát đập chết một cái nghiệt long ấu thể, nhưng vấn đề là còn sót lại nghiệt long ấu thể số lượng, còn cao đạt hơn 10 chỉ nhiều. Hơn 10 chỉ có huyền thiên vị lực lượng ấu thể nghiệt long, đây là kinh khủng dường nào lực lượng. T. Vậy như quỷ mị ấu thể nghiệt long không sợ hãi chút nào hướng hình người kia thú thân quỷ thú phóng tới. Miệng to như chậu máu cắn lên đi, phân thực hắn thân thể, rất nhanh, hình người kia thú thân quỷ thú trên thân thể cũng là xuất hiện kịch độc ngâm nước, hết sức dọa người. Xong rồi, bách hiểu cung ông già sắc mặt một hồi tuyệt vọng, nếu là người này hình thú thân quỷ thú cũng không đỡ được vậy ấu thể nghiệt long, vậy bọn họ chỉ có thể chờ chết. Chạy, vậy ấu thể nghiệt long như quỷ mị tốc độ, bọn họ căn bản không có thể chạy thoát. Hống. Hình người kia thú thân quỷ thú gầm thét liền liền, nhưng cũng càng giống như là kêu thảm thiết liền liền, hướng phía sau chạy trốn, muốn thoát khỏi, có thể vậy hơn 10 chỉ ấu thể nghiệt long nhưng rõ ràng không định bỏ qua cho hắn. T, vậy từng con ấu thể nghiệt long trong miệng phun ra như máu tươi vậy sền sạch chùm ánh sáng, hình thành trói buộc lãnh vực, đem hình người kia thú thân quỷ thú cuốn vào, xông lên ăn ngốn nghiến, chiếm đoạt. Xong rồi. Phịch một tiếng. Bách hiểu cung ông già mềm ngồi ở, thần sắc ảm đạm, không biết làm sao. Không hổ là trong truyền thuyết nghiệt long nhất tộc, thật đúng là đủ hung. Ngược lại thì Trần Phi không như vậy bi quan, còn có tâm tư xúc động. Rất nhanh, hình người kia thú thân quỷ thú liền lại bị vậy hơn 10 đầu ấu thể nghiệt long phân thực không còn, không chỉ có như vậy, liền vậy bị hình người kia thú thân quỷ thú một cái tát đập chết vậy ấu thể nghiệt long thi thể, bọn họ cũng là tranh nhau cướp đem nuốt ăn không còn một mống. Thấy tình cảnh này, Trần Phi cảm giác có chút chán ghét, nhưng vậy cuối cùng là biết tại sao nghiệt long tộc tại tu chân giới chính giữa, danh tiếng sẽ kém như vậy. Kể cả tộc, đồng bào đều ăn, thật là mất trí. T, những cái kia ấu thể nghiệt long ở chia phần ăn đồng bào cùng với hình người kia thú thân quỷ thú sau đó, lại đem mục tiêu theo dõi quái vật rơi xanh, cùng với tím giáp tôm hùm. Vốn là, quái vật rơi xanh. Cùng với tím giáp tôm hùm thấy tình thế không đúng vậy đã từng thử thoát thân, chạy trốn, có thể vậy ấu thể nghiệt long cửa nhưng căn bản cũng không cho chúng cơ hội. Trước vậy trói buộc huyết quang lãnh vực không chỉ là đem hình người kia thú thân quỷ thú cho vây khốn, chúng ta cũng giống như vậy, cũng bị cuốn lấy, kéo đi vào. Oanh! Ầm ầm. Nếu trốn không thoát, quái vật rơi xanh, cùng với tím giáp tôm hùm cũng là phát ngoan. Đại chiến lúc này tung lên. Đem âm hà đáy nước khuấy động là vang trời đong đưa. Vậy tím giáp tôm hùm quán chú toàn bộ lực lượng một kềm, yêu quang tách thả ra, đem vậy trước nhất một đầu đánh tới ấu thể nghiệt long đánh được nghiền, tại chỗ thành thịt nát. Nhưng làm như vậy giá phải trả, nhưng là còn sót lại ấu thể nghiệt long giống như là con ruồi theo dõi thịt vụn vậy, điên cuồng vọt tới trên người nó, miệng to như chậu máu ở trên người hắn cắn xé, chỉ chốc lát sau, tím giáp tôm hùm cả người phồng lên liền kịch độc ngâm nước. Bên trong xương cũng giống như là bị ăn mòn như nhau, mất đi khí lực. Rất nhanh, vậy tím giáp tôm hùm cũng bị phân thực nơi này. Chết oan uổng. Còn như bên kia, quái vật rơi xanh kết quả cơ bản không sai biệt lắm cũng là giống nhau.
hắn vận dụng toàn bộ lực lượng tiêu diệt một cái ấu thể nghiệt long, có thể chính nó vậy vẫn bị chia phần ăn. Thi thể đều không lưu lại. Rất nhanh, vậy còn sót lại chừng 10 chỉ ấu thể nghiệt long lại đem vậy hai cái chết đồng bào thi thể ăn. Không chỉ có như vậy, rất nhanh còn kinh khủng chuyện xảy ra. Làm vậy chừng 10 chỉ ấu thể nghiệt long đem đồng bào thi thể nuốt ăn sau đó, bọn họ lại có thể bắt đầu nội chiến đứng lên. Không tệ, chính là nội chiến. Cái này, Bách Hiểu Cung ông già thần sắc trệ liền trệ, trợn mắt hốc mồm nhìn một màn này, không cách nào hiểu kết quả này là chuyện gì xảy ra, tại sao phải nội chiến. Giết lẫn nhau sao? Nghiệt long nhất tộc căn bản không máu mủ, thân tình vừa nói như vậy. Chúng sanh ra liền chỉ biết là giết hại, chiếm đoạt. Bọn họ thực lực cường đại cũng là như vậy tới, cho nên, những thứ này ấu thể nghiệt long, đến cuối cùng chỉ sợ cũng chỉ có một chỉ có thể sống sót. Trần Phi nói, thật, vậy chúng ta há chẳng phải là có cơ hội thoát chết trong đường tơ kẽ tóc. Nghe vậy Bách Hiểu Cung ông già nhưng kích động, hơn 10 chỉ ấu thể nghiệt long, lại còn tất cả đều là huyền thiên vị thực lực, bọn họ khẳng định không trốn thoát. Nhưng nếu là chỉ còn lại một cái, vậy liền không cần sợ cái gì. Nói không chừng hắn cũng còn có thể đem hắn tiêu diệt. Không được, Trần Phi nhưng lắc đầu một cái, nói ấu thể nghiệt long nuốt ăn sinh vật cường đại sau đó, thực lực sẽ bạo tăng. Cái này hơn 10 chỉ ấu thể nghiệt long muốn thật chỉ còn lại một cái, vậy nó thời điểm đó thực lực, chỉ sợ sẽ không kém hơn bên ngoài vậy quỷ mã chi vương nhiều ít. Bách Hiểu Cung ông già nghe vậy khóe miệng giật giật một cái, vậy cái này há chẳng phải là chết chắc sao? Trước xem một chút đi. Có lẽ sự việc còn không có như vậy gay gâu. Trần Phi ngừng thở, cùng Bách Hiểu Cung ông già giấu ở trong bóng tối. Như nếu đổi lại là những khu vực khác, tương tự với lúc này cảnh tượng, sợ rằng hắn sớm cũng chỉ luống cuống. Hắn bây giờ thực lực, tối đa vậy cũng chỉ là có thể cùng phổ thông đại thiên vị đỉnh cấp nhân vật ngang hàng, muốn từ vậy ấu thể nghiệt long trong tay chạy khỏi, còn non chút, không quá có thể. Bất quá, lúc này tình huống nhưng có chút không cùng. Hắn là lần đầu tiên gặp trong đầu hắn màu vàng kia thần điểu hưng phấn như vậy, vậy hoàn toàn không muốn cho hắn báo động trước ý nghĩa, vậy thì từ mặt bên làm hắn an tâm không thiếu. Đã từng lấy đi, màu vàng thần điểu cứu hắn mấy lần mạng nhỏ, cho nên theo lý thuyết, hẳn là sẽ không, vậy không cần phải hại hắn mới đúng. Quỷ thành không có ban ngày, chỉ có hắc đêm. Trong đêm tối, âm hà đáy nước một phiến hỗn loạn, nhiễm đỏ nước hồ, làm vậy nguy hiểm hơi thở phiêu tán rất xa, rất xa. Những tên kia bắt đầu giết lẫn nhau. Rất nhanh, những cái kia ấu thể nghiệt long bắt đầu giết lẫn nhau. Thiên tính quyết định hết thảy, sơ sinh nghiệt long, liền chỉ biết là giết hại, nuốt ăn hết thảy trước mắt, cứ như vậy, bọn họ thực lực mới có thể tăng trưởng, đổi được mạnh hơn. Có thể sát theo, đột nhiên, Bách Hiểu Cung ông giả ánh mắt nhưng chợt cứng đờ, mặt liền biến sắc, kêu to, gặp. Vèo, vèo, chỉ gặp vậy hơn 10 chỉ ấu thể nghiệt long chính giữa hai cái. Không biết là phát hiện bọn họ, hay là thế nào, lại có thể đang hướng bọn họ bên này bay tới, tốc độ cực nhanh, như máu sắc nước lũ vậy. Những người này cảm giác thật đúng là bén nhạy à. Nhất thời Trần Phi trong lòng kêu khổ đứng lên. Hai cái ấu thể nghiệt long, Bách Hiểu Cung ông già có lẽ không sợ, nhưng hắn, đích xác là có chút phiền toái. Dẫu sao đây chính là tương đương với loài người hai cái huyền thiên vị vương giả nhân vật, thậm chí còn có thể càng lợi hại hơn. Vèo. Rồi sau đó Trần Phi cả người linh khí nổ lên, không giữ lại chút nào thả ra ngoài, tim đập lao nhanh như sấm, mây tím đầy trời, huyết dịch toàn thân kịch liệt lưu động, làm hắn thân thể hiện ra vô cùng lực lượng, bay bắn ra. Trước tránh một chút, Trần Phi mở miệng nói. Ừ, Bách Hiểu Cung ông già cũng là nhanh chóng gật đầu một cái, hơn nữa trong lòng nhanh chóng kinh ngạc lên, bởi vì lúc này Trần Phi triển hiện ra tốc độ, tuy không đạt tới người ấu thể nghiệt long, khá vậy xê xích không nhiều. Mà loại chuyện này muốn là xuất hiện ở một cái huyền thiên vị vương giả trên mình, hắn còn không biết kỳ quái, có thể Trần Phi nào có cái gì huyền thiên vị vương giả thực lực. Bất quá hắn cũng biết lúc này không phải suy nghĩ lung tung thời điểm, cả người linh khí một trào, hắn vậy là theo chân chạy đứng lên. Bất quá vậy ấu thể nghiệt long tốc độ thật sự là quá quỷ mị, quá nhanh. Bọn họ ước chừng chẳng qua là không móc ra mấy chục ngàn gạo khoảng cách, vậy hai đầu tàn bạo, vô tình người cũng đã là đuổi theo. T, không trung truyền tới hí một tiếng, một cái miệng to như chậu máu hướng Trần Phi nhào tới. Kinh khủng lực lượng ngưng tụ thành chiếu lấp lánh quả cầu, giống như đá quý châu báu ngọc như nhau,
hung hăng rơi xuống ở đó đánh về phía Trần Phi ấu thể nghiệt long trên mình, đem trùng trùng đánh bay ra ngoài. Có thể vậy ấu thể nghiệt long vậy không biết có phải hay không bởi vì nuốt ăn trước vậy bốn đầu quỷ thú thi thể, mà thực lực tăng cường. Như vậy kinh khủng năng lượng châu ngọc, đánh vào trên người nó, lại có thể chẳng qua là bị đánh bay ra ngoài liền mà thôi, hoàn toàn không bị một chút tổn thương, không chút tổn hao nào. Cái gì, thấy tình cảnh này Bách Hiểu Cung ông già vẻ mặt đại biến, sắc mặt khó xem. Hắn lực lượng thật ra thì ở huyền thiên vị tầng thứ 9 giữa đã chưa tính là người yếu gì, nhưng bây giờ, nhưng lại có thể liên kích tổn thương xúc sinh kia đều không làm được. Xúc sinh này mặc dù là trong truyền thuyết nghiệt long, nhưng mà, thật có như thế lợi hại sao, đáng ghét à. Phốc, đột nhiên, cách đó không xa phát ra một phiến lóa mắt huyết quang, một phiến thuộc về là hỗn loạn, tàn bạo, máu tanh lực lượng là tại chỗ xuất hiện, đem Bách Hiểu Cung ông già bao phủ, nhất thời đòn nghiêm trọng hạ xuống, làm Bách Hiểu Cung ông già cả người run lên, miệng to ho ra máu, hình thể sắp nứt. T, cùng lúc đó, vậy bị hắn đánh bay ra ngoài ấu thể nghiệt long cũng là lần nữa điều động, hướng Trần Phi tàn nhẫn chiếm đoạt đi. Xong rồi, Bách Hiểu Cung ông già tuyệt vọng nhắm hai mắt lại, không chỉ là bởi vì Trần Phi hẳn phải chết không thể nghi ngờ, không khả năng sẽ có đường sống, còn bởi vì lúc này sợ rằng liền hắn vậy không đi được, bởi vì hắn trúng độc. Hắn từng chính mắt nơi gặp, trước cái này ấu thể nghiệt long độc đem vậy băng lớn rắn, quái vật rơi xanh, còn có tím giáp tôm hùm cũng cho độc lật. Liền cùng hắn cùng cảnh giới, tầng thứ quỷ thú cũng không gánh nổi cái này ấu thể nghiệt long độc, hắn làm một loài người, càng đừng nghĩ may mắn tránh khỏi tại khó khăn. Khiếu! Đây là, một đạo giống như là truyền kỳ vậy, rung động lòng người chim hót thét dài đứng lên. Làm vậy nguyên bản cũng đã tuyệt vọng Bách Hiểu Cung ông già lại lần nữa bạo mở hai mắt ra, chết nhìn chằm chằm Trần Phi bên kia. Chỉ gặp nơi đó, Trần Phi cả người toát ra kim quang, rất là sáng chói, nếu như thần thánh vậy, rồi sau đó một cái thần tuấn vô cùng màu vàng thần điểu bắt đầu từ kim quang kia chính giữa đằng bay ra. Cực lớn uy áp thấu phát xuống, giống như là viễn cổ thần linh dáng thế liền như nhau. Cái này, đây là cái đồ gì? Bách Hiểu Cung ông già há to miệng, trợn mắt hốc mồm, cái này thần điểu là cái gì? Vậy quang vậy là cái gì? Lại có thể chẳng qua là chiếu sáng ở trên người hắn, liền làm hắn cảm giác trong cơ thể độc tố đang nhanh chóng tiêu tán. Tê, mà làm vậy ánh sáng màu vàng, làm màu vàng kia thần điểu xuất hiện sau đó, vậy nguyên bản tàn bạo cực kỳ. Không ai bị nổi hai cái ấu thể nghiệt long lại có thể cả người run lên, đổi được chỉ luống cuống. Trong mắt đều là vẻ hoang mang. Vậy ấu thể nghiệt long lại có thể sợ. Bách Hiểu Cung ông già thấy một màn này đơn giản là trợn mắt hốc mồm. Cái này nghiệt long được gọi là tu chân giới chính giữa tàn bạo nhất, tàn nhẫn nhất một trong loại vật, lại có thể vậy biết sợ. Không chỉ là hắn, liền liền Trần Phi lúc này cũng là há to miệng, đây chính là trong truyền thuyết nghiệt long. Trừ chân linh ra vân. Chân linh, chờ một chút, chẳng lẽ nói. Bá, Trần Phi đột nhiên giống như là nhớ tới cái gì, chợt mặt đầy rung động ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vậy thần thánh màu vàng thần điểu, bất khả tư nghị nói, người sẽ không là truyền thuyết kia ở giữa vòm trời thần điểu, thực long tước chứ. Vòm trời thần điểu, lại tên thực long tước, chính là một loại siêu cấp kinh khủng sinh vật, cùng chân linh đặt song song. Đáng sợ nhất là vòm trời thần điểu lấy long làm thức ăn, hơn nữa còn phải là thuần huyết chi long, chính vì vậy, nó mới có cái đó tên khác là thực long tước. Lấy long làm thức ăn, hơn nữa còn là thuần huyết chi long, đây nên là đáng sợ dường nào sự việc. Ở giữa đất trời này, tu chân giới chính giữa, kinh khủng nhất loài cấp bậc chính là chân linh, nhưng vậy không giới hạn nơi này, trừ chân linh ra, ở giữa đất trời này vậy vẫn là có số ít sinh linh là yêu nghiệt đến mạnh đáng sợ. Ngày này vũ thần điểu, thực long tước, chính là một. Chít chít cha chít chít cha. Màu vàng kia thần điểu một hồi chít chít cha, giống như là ở, xem thường, Trần Phi đây là gian mới đưa nó cho nhận ra. Sau đó hắn lại vỗ cánh đứng lên, giữa trời đất xuất hiện màu vàng gió lốc lớn, thần thánh hình ảnh xuất hiện, so tinh vũ còn muốn khổng lồ màu vàng thần điểu, so tổ sơn còn muốn hùng tráng bất hủ chân long, cự long bị thần điểu nuốt ăn, làm thiên địa làm hắt mưa đổ tang. A, lại là thật, đây là chỉ vòm trời thần điểu. Thấy vậy thần thánh hình ảnh, Trần Phi là hoàn toàn ngu, không nghĩ tới đầu mình bên trong lại là chỉ vòm trời thần điểu, trách không được, nó muốn đánh vậy nghiệt long chú ý. Bởi vì đây đối với nó mà nói hoàn toàn là, thức ăn ngon, à.
Mà vậy hai cái ấu thể nghiệt long ở thấy một màn này chính là hoàn toàn khủng hoảng, sợ hãi đứng lên. Thần thánh trong hình bị vòm trời thần điều nuốt ăn có thể là chân long, chân linh cấp long tộc, các nàng nghiệt long nhất tộc mặc dù cũng không coi là kém, có thể cùng chân long so với, vậy vẫn là có rất chênh lệch lớn. Ở trên trời vũ thần điều trước mặt, chúng long tộc trời xanh là bị gam. Khiếu. Ngày đó vũ thần điều bắt đầu ra tay, vỗ cánh cao bay, biển xanh tất cả động, trong nước vô lượng hơi thở xông ra, dính dính vào kim quang kia thần thánh, miễn cưỡng không ngừng, mãnh liệt tới. Tê, vậy hai cái ấu thể nghiệt long sợ hãi hí, kinh khủng sình sệt màu máu chói lọi hiện ra, đây là bọn họ chủng tộc trước thiên lực lượng, cùng bẩm sinh tới lá bài tẩy. Không địch vô cùng. Oanh! Ầm ầm. Âm hà chính giữa, thần thánh kim quang chói mắt. Huyết sắc kia trói lọi cùng chi va chạm, lại có thể rất dễ dàng liền bị tan rã. Giống như không chịu nổi một kích vậy. Mà ở thấy một màn này, vô luận là vậy Trần Phi, hay hoặc là Bách Hiểu cung ông già đều là không nhịn được khóe miệng hung hăng quất rút ra, mặt đầy trệ như vậy. Bọn họ từng chính mắt gặp qua vậy ấu thể nghiệt long huyết quang cường hãn, nhưng bây giờ, nó nhưng không chịu được như vậy nhất kích. Chít chít cha. Khiếu. Màu vàng kia thần điểu lần nữa động, vây cánh giữa vậy thần thánh kim quang giống như là tiên thần vậy lực lượng, hình thành cuốn ngược âm hà lực cắn nuốt, cuồn cuộn con sông dâng lên, vậy hai cái khủng hoảng vạn phần ấu thể nghiệt long tất cả đều bị cuốn vào. Phốc suy, sau đó vậy bị kim quang cuốn lên âm hà thì nghịch chuyển, nếu như là treo ngược thiên khung thác nước, nắm vào liền vòm trời thần điểu trong miệng. Vậy hai cái ấu thể nghiệt long, bị nuốt, Bách Hiểu cung ông già chán toát ra mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu. Cuồn cuộn rơi xuống, giống như là cảm giác mình là đang làm tức cười mộng như nhau, trước như vậy không ai bị nổi ấu thể nghiệt long, bây giờ như vậy thuần thục liền bị nuốt. Là có như thế dễ dàng sao? Đây chính là vòm trời thần điểu, thực long tước, ở giữa đất trời này nơi có long tộc khắc tinh, muốn nuốt ăn mấy con mới vừa sanh ra ấu thể nghiệt long, vậy còn không dễ dàng. Trần Phi trong lòng một hồi mộc lăng, lẩm bẩm nói, hắn đến bây giờ cũng vẫn còn thất thần trạng thái, khó mà kịp phản ứng. Đây chính là vòm trời thần điểu à, trong truyền thuyết thần điểu, hắn trong đầu con chim kia lại là tê. Rất nhanh, âm hà một bên kia truyền đến sợ hãi long tiếng khóc. Vèo, như quỷ mị vậy, 6-7 tia máu hồng phá không vọt lên, liều mạng chạy trốn, chính là vậy mới vừa vẫn còn ở nội chiến mấy con ấu thể nghiệt long. Chít chít cha, nhất thời ngày đó vũ thần điểu cũng là hoành bay lên. Vỗ cánh cao bay, kim quang thần thánh, cuốn lên mưa gió, chớp mắt gian liền hướng vậy muốn chạy trốn nghiệt long phóng tới. Nó nhưng mà chờ thật lâu mới có như vậy cơ hội, cái này trên đời, thực long cơ hội cũng không nhiều. Vèo, ngày này vũ thần điều tốc độ thật sự là quá nhanh, thoáng qua bây giờ, nó liền vọt tới một cái vong hồn xuất khiếu ấu thể nghiệt long trước người, há mồm một nuốt, máu nhuộm cầu vòng, liền đem hắn nuốt vào trong bụng. Tê. Sợ hãi rồng tiếng ngâm, vang khắp vân không, vậy bên kia còn sót lại mấy con ấu thể nghiệt long đều bị hù được ba hồn không có bảy phách, con người cũng sắp mất đi tiêu cự, chỉ biết là liều mạng chạy trốn. Chạy thoát được một cái tính một cái. Nhưng tiếc là, bọn họ như cũ vẫn là không thể từ vòm trời thần điểu trong tay tránh thoát sát thân lớn ách. Phốc suy, đây là cuối cùng một cái vậy ấu thể nghiệt long thi thể, bị ngày đó vũ thần điểu mổ ăn, phát ra ác liệt kêu thảm thiết, cuối cùng. Hết thảy tiếng vang tất cả đều mất đi tại liền vô hình. Giữa trời đất một phiến quét sạch, yên lặng đáng sợ. Âm hà trên, tàn phá màu máu long lân bay lượn, nhuộm hết máu tươi. Chia năm xẻ bảy thi thể nặng vào trong biển, mặt nước đều bị nhiễm đỏ. Đây là một bức rất kinh khủng hình ảnh, nhất là vậy tổn mệnh ở âm hà chính giữa loài, vẫn là truyền thuyết kia ở giữa tàn bạo nghiệt long, kinh khủng này hình ảnh tầng thứ. Chất lượng cảm, liền lại hướng lên kéo lên rất nhiều cấp bậc. Ít nhất đến bây giờ Bách Hiểu cung ông già cũng còn chưa tỉnh hồn tới đây, chẳng qua là cặp mắt hạng mục sững sờ nhìn hết thảy các thứ này. Vậy là thứ gì? Hắn ánh mắt sợ hãi quét mắt vậy trên bầu trời, liền không dám lại tiếp tục xem tiếp, chỉ dám nhỏ giọng hướng bên cạnh Trần Phi hỏi. Thứ gì? Trần Phi cười khổ cười, vãi cái tiểu láo, nói ta cũng không biết, ngươi tin không? Ngày này vũ thần điểu nhưng mà có thể sánh bằng chân linh chủng tộc đáng sợ sinh vật, sự quan trọng đại, cho nên hắn vậy không muốn tiết lộ cho cái này Bách Hiểu cung người biết. Đó thuần túy là tự tìm phiền toái. Được rồi,
ta tin. Gặp Trần Phi không nói, Bách Hiểu Cung ông già do dự một chút cũng là không hỏi lại. Đến hắn tuổi này người sao có thể không biết, ai cũng có bí mật, lòng hiếu kỳ quá nặng nhưng là sẽ xảy ra chuyện. Vèo, đây là, xì một tiếng, kim quang chớp mắt, ngày đó vũ thần điểu nhào tới, thẳng không vào Trần Phi trong thân thể. Nhất thời, Trần Phi thân thể run lên, rồi sau đó đột nhiên hắn con ngươi lại kinh ngạc vui mừng phóng lớn lên, cái gì? Chuyện gì xảy ra? Bách Hiểu Cung ông già hỏi. Trần Phi không trả lời, mà là lập tức kích động ngồi xếp bằng xuống. Mới vừa vòm trời thần điểu trở lại đầu hắn bên trong sau đó, trong cơ thể hắn lại vô hình nhiều hơn một cổ hào hùng lực lượng, dẫn động hắn cảnh giới giãn ra. Nói cách khác, hắn bây giờ có thể hướng lên đột phá. Hô! Quát khẽ một tiếng, Trần Phi vận chuyển lên Tử Tiêu Tài Quyết chân công thượng sách, từng luồng thần dị dáng ngũ sắc rất nhanh chính là tràn ngập đi ra, khiến cho hắn ánh mắt sắc bén, khí tức trên người vậy bắt đầu điên cuồng leo lên, cùng vậy bên trong thân thể hắn bàng bạc lực lượng cùng chiếu sáng. Đột phá sao? Bách Hiểu Cung ông già lúc này vậy rõ ràng liền Trần Phi biến hóa, kinh nghi lẩm bẩm nói, cái này đột phá là tại sao? Chẳng lẽ là màu vàng kia thần điểu phân ra một ít, nó nuốt ăn ấu thể nhiệt long năng lượng? Phịch! Hào hùng lực lượng, từ Trần Phi trong cơ thể xông ra. Rất là bàng bạc, rất là kinh người. Cùng lúc đó, Trần Phi khí thế của cả người, cũng là vào lúc này không ngừng leo lên đứng lên, thoải mái. Vô cùng thoải mái. Cái này giống như là một cái bị phong ấn rất lâu người, bỗng nhiên đạt được phóng thích, cho nên cả người là có cuối cùng tinh lực, sức sống, muốn thả ra ngoài. Lúc này Trần Phi chính là loại cảm giác này. Keng, đột nhiên, một tiếng vang vang, Trần Phi trong cơ thể lại có thể xông lên bay ra một đạo cường hãn kiếm mang, từ Bách Hiểu Cung ông già gương mặt lao qua, để lại sâu đậm vết máu. Cái này vậy là cái gì? Kiếm thế lãnh vực, Bách Hiểu Cung ông già đưa tay ở trên gương mặt kia trên vết thương sờ một cái, đau, chết lặng lẩm bẩm nói. Thành tựu huyền thiên vị vương giả cao thủ, hắn đối với kiếm tu cao thủ kiếm thế lãnh vực cảnh giới, dĩ nhiên sẽ không xa lạ. Kiếm đạo cảnh giới khởi bước là tiểu viên mãn kiếm ý, sau đó đại viên mãn, rồi sau đó không rãnh, mà ở đó không rãnh kiếm ý sau đó, chính là kiếm này thế lãnh vực cảnh giới. Kiếm đạo thế, tự thành kiếm vực. Đây cũng là đối với lần này kiếm đạo cảnh giới thuần túy nhất, cũng là nhất mặt ngoài chữ bát viết theo. Nhắc tới Trần Phi cũng là ở đó không rãnh kiếm ý tầng thứ thẻ rất lâu rồi, hôm nay cơ duyên xảo hợp, cũng coi là nước chảy thành sông cùng nhau đi theo đột phá. Lại qua hồi lâu, rắc rắc, một tiếng vang nhỏ, phảng phất là giống như cái gì vỡ vụn vậy, đi theo Trần Phi vậy vỉnh khóe miệng liền lộ ra nhàn nhạt nụ cười, nước chảy thành sông, hết thảy đều là như vậy tự nhiên. Vòm trời thần điểu chia chút nó cắn nuốt ấu thể nhiệt long năng lượng, là được công để cho hắn cảnh giới tu vi một hồi bão táp, từ tầng 5 đạt tới tầng 5 đỉnh cấp, lại do tầng 5 đỉnh cấp, đạt tới nửa bước nguyên đan. Đây chính là nửa bước nguyên đan à, tiến thêm một bước chính là vậy, tiêu giao tự tại 500 năm, nguyên đan chân quân cảnh, hắn rốt cuộc vậy đi tới bước này sao? Thật đúng là cảm giác có chút ảo mộng à. Hơn nữa không chỉ có như vậy. Hắn lần này đột phá thực lực vậy là tăng theo một lớn một khúc. Tuy không có thể biến chất, nhưng cũng là đáng quý. Loại cảm giác này rất thoải mái. Trôi giạt như tiên, thời khắc này Trần Phi hận không được ngửa mặt lên trời gào to một tiếng, tới bày tỏ khẩu khí kia. Sau lưng cách đó không xa, Bách Hiểu Cung ông già nhìn Trần Phi bóng người, ánh mắt cơ hồ đọng lại. Ngươi chẳng qua là nửa bước nguyên đan. Hắn và gặp quỷ tựa như tự lẩm bẩm. Chân thực không thể nào tin nổi mình mới vừa bắt được Trần Phi vậy tu vi hơi thở, cư, lại là nửa bước nguyên đan. À, ta đây là điên rồi sao, gặp quỷ sao? Ngạch, Trần Phi ngẩn người, sờ một cái lỗ mũi, không nghĩ tới bị phát hiện sao, bất quá hắn vậy không giải thích hoặc là muốn nói cái gì. Đi theo liền gặp hắn đằng bay lên, hướng âm hà dưới nước phóng tới. Tiền bối, và ta tới. Bách Hiểu Cung ông già dừng một chút. Liền đi theo Trần Phi lần nữa lặn xuống âm hà chính giữa. Vẫn là âm hà chính giữa nhất đá san hô nhóm khu vực, lúc này lại bừa bãi một phiến, tuyệt đại đa số cũng bị hủy, chỉ còn lại vậy tạo ra ấu thể nhiệt long màu đen hoa sen phá lệ rõ ràng. Cái này hoa sen đen là thứ gì, lại có thể tạo ra nhiệt long? Nhìn màu đen kia hoa sen, Bách Hiểu Cung ông già không nhịn được hỏi. Hắn không phải không gặp qua kỳ quái, sợ hãi tình cảnh, có thể cái này. Hoa sen đen uẩn nhiệt long,
vậy vẫn là có chút quá kỳ quái đi. Cái này gọi là Nghiệt Long Liên, nghe nói Nghiệt Long nhất tộc cũng không phải là như loài người chúng ta như vậy bào thai nuôi, mà là do cái này Nghiệt Long Liên thai nghén ra. Còn nhớ bên ngoài vậy to lớn hải cốt sao? Cái này Nghiệt Long Liên chỉ có dùng trưởng thành Nghiệt Long máu thịt tới làm nuôi liệu, mới có thể thành thục, tách thả ra. Trần Phi nói, con ngươi lóe lên. Nghe vậy Bách Hiểu Cung ông già chề miệng một cái, cuối cùng vẫn lắc đầu một cái, không nói nữa nói. Trưởng thành Nghiệt Long, xúc sinh này ấu thể Nghiệt Long cũng thiếu chút nữa đem hắn hại chết, huống chi trưởng thành. Vậy tầng thứ yêu vật cách hắn quá xa xôi quá xa vời. Biết nhiều đi nữa, thật giống như vậy không có ích gì. Đây là, Trần Phi đáp xuống đá san hô nhóm chính giữa, hướng vậy Nghiệt Long Liên từ từ đi tới, một lát sau, hắn đến Nghiệt Long Liên phía sau, ở nơi đó, có một tòa cây cối bản thân ngưng tụ thành ao nhỏ. Ao nhỏ diện tích không lớn, chỉ có miệng chén vậy, nhưng trong đó nhưng múc nửa chén nhỏ nhũ hoàng huyết thanh. Vậy nhũ màu vàng huyết thanh đầu tiên nhìn giống như là đồng thau vậy, nhưng là, cẩn thận xem nhưng lại phát hiện vật này không phải. Huyết thanh chính giữa tràn ngập vừa dày vừa nặng huyết tinh khí vị, cho người cảm giác hết sức phức tạp, nhưng lại hình như là có kinh người chỗ huyền diệu. Có sức hấp dẫn. Đây là, Bách Hiểu Cung ông già đi tới Trần Phi bên người tới, cũng là gặp được vậy thần diệu huyết thanh, cặp mắt ngưng ngưng, cuối cùng, vẫn là không có nói chuyện. Hôm nay, hắn có thể sống sót đây đều là vận khí, còn muốn bảo bối, đó chính là quá phận. Thật đúng là Long Nguyên huyết thanh, đây là, một bên truyền đến Trần Phi cảm thán thanh âm, nhất thời Bách Hiểu Cung ông già cả người rung một cái, chết nhìn chằm chằm vậy huyết thanh, nuốt nước miếng một cái, run rẩy nói cái này, đây là Long Nguyên huyết thanh. Ta nói Nghiệt Long Liên nuôi liệu chính là vật này, tiền bối người phân một chút đi đi, Trần Phi gật đầu một cái, nói. Cái gì, nghe vậy Bách Hiểu Cung ông già trực tiếp là lộ vẻ xúc động đứng lên. Nhìn chằm chằm Trần Phi nói, ngươi thật nguyện ý đem con rồng này nguyên huyết thanh phân cho ta. Ngươi có biết bảo này có bao nhiêu giá trị, loại vật này, liền thánh anh cảnh giới lão tổ cũng đều không gặp được có phúc đạt được. Ngươi! Trần Phi quét hắn một mắt, cười nói, tiền bối, ngươi cảm thấy ngươi đều biết, ta sẽ không biết. Vậy ngươi tại sao? Bách Hiểu Cung ông già ngẩn người, nói. Long nguyên huyết thanh lớn nhất giá trị là ở có thể thay đổi thể chất, mà ta, nói không khách khí. Ta thể chất đã không cần vật này tới thay đổi, cho nên, nó đối với ta có thể tạo được tác dụng cũng không có như ngươi tưởng tượng lớn như vậy. Một câu nói, muốn không muốn, không muốn cũng được đi. Dứt lời, Trần Phi làm bộ phải đem vậy Long Nguyên huyết thanh toàn bộ lấy đi. Chờ một chút, ta muốn, làm sao không muốn, ta muốn à, Bách Hiểu Cung ông già lúc này mới ở trong mộng mới tỉnh, xông tới, dè đặt đón đi đại khái một phần tư Long Nguyên huyết thanh. Kích động thu cất,